chạy. Thôi Mệnh Phán Quan hét lớn một tiếng rồi nhanh chóng chạy trước tiên. Mà Hắc Bạch Vô Thường mới vừa rồi còn vô cùng kiêu ngạo không gì sánh được, lúc này cũng kinh hãi, nhìn vào mấy người đang lao thẳng tới. Cảm nhận kinh khí cường hãn khiến cho hai người kinh hãi, vội vàng lui về phía sau. Bọn họ thực không ngờ tới bên trong phi linh môn này lại có cường giả bực này. Ngươi rốt cuộc là ai? Linh vũ giới ta quyết không bỏ qua cho ngươi. Trước không trung, Thôi Mệnh Phán Quan hét lớn. Linh vũ giới sao, còn không uy hiếp được tới ta. Một tiếng hét lớn vang lên, một đạo chân khí bàng bạc lập tức phong tỏa không gian. Trong bầu trời, lúc này không gian to lớn lập tức rung động, phong vân biến sắc. Siêu siêu. Bên cạnh, thân thể Hắc Bạch Vô Thường vừa mới chạy trốn thì bốn đạo thân ảnh lập tức phong tỏa không gian bao vây lấy hai người vào bên trong. Sát khí bốn người bạo phát, từng đạo lực lượng bạch bạc không chút do dự được đẩy về phía trước. Sắc mặt Hắc Bạch Vô Thường lúc này vô cùng xấu xí, ánh mắt kinh hãi. Đồng thời chân khí bạo phát ra, trực tiếp chống lại bốn người trước mặt. Phanh phanh. Trong không gian bị phong tỏa đột nhiên nổ tung, lực lượng cuồng bạo khiến cho người ta sợ hãi. Chết đi. Kinh khí chưa tiêu tán, hai đạo thân ảnh che mặt trực tiếp bắn về phía trước. Thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh khiến cho không gian vặn vẹo, gợn sóng. Mang theo một đạo công kích xuyên thấu không gian hung hăng đánh vào người Hắc Bạch Vô Thường. Phanh phanh. Hai đạo công kích không chút bảo lưu bỗng nhiên đánh tới. Kình phong kinh khủng khuếch tán khiến cho sóng gợn trong không gian trực tiếp lan tràn về bốn phía. Sau tiếng nổ vang, Hắc Bạch Vô Thường trực tiếp phun ra một ngụm máu. Dưới một kích liên thủ của bốn người thần bí, hai người Hắc Bạch Vô Thường này chỉ trong vòng hai chiêu đã bị đánh chết. Thế nhưng chết trong tay ai hai người bọn hắn cũng không biết. Thôi Mệnh Phán Quan, chịu chết đi. Không gian vặn vẹo, Vũ Vương che mặt kia lúc này rốt cuộc cũng có hành động. Thân ảnh hóa thành một đạo thiểm điện bắn về phía Thôi Mệnh Phán Quan. Chân khí uy áp, khí tức mạnh mẽ tràn ngập không trung. Ta liều mạng với ngươi. Sắc mặt Thôi Mệnh Phán Quan lạnh lùng hét lớn một tiếng. Chân khí nóng bỏng bàng bạc quanh người bạo phát, hắn cắn răng đánh ra từng đạo thủ ấn, chân khí bắt đầu tuôn ra. Quanh người lúc này được một vòng hỏa diễm kỳ dị bao phủ, giống như biển lửa vậy. Sau đó cuồn cuộn đánh về phía trước. Phá cho ta. Vũ Vương che mặt quát lạnh một tiếng, tiếng quát vừa dứt, thủ ấn được kết, năng lượng thủy hệ bàng bạc từ trong cơ thể bạo phát trong nháy mắt hội tụ lại một chỗ. Tiếp theo trực tiếp hóa thành một cơn sóng mấy nghìn thước mang theo uy áp cường hãn trực tiếp bao phủ trên biển lửa kia. Cơn sóng cùng với biển lửa va chạm, không gian chung quanh trực tiếp vặn vẹo. Dưới năng lượng bàng bạc, kình khí bắn ra bốn phía, không gian rung động như sắp đổ, uy áp kinh người kia khiến cho tim mọi người không khỏi đập nhanh hơn mấy phần. Chỉ là Vũ Vương nhị trọng mà cũng dám kiêu ngạo, chết đi cho ta. Tiếp theo, Vũ Vương che mặt kia lại quát lên một tiếng. Thủ ấn trong tay đánh xuống, cơn sóng mấy nghìn thước trong không gian ầm ầm chút xuống, trực tiếp hóa thành năng lượng bàng bạc. Năng lượng tuôn ra khiến cho sóng gợn trong không gian trực tiếp tiêu thất, trong không gian mơ hồ có khe nứt không gian xuất hiện. Phanh phanh, năng lượng va chạm với biển lửa, trong nháy mắt bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên, biển lửa nổ tung. Trong nháy mắt hóa thành năng lượng nóng bỏng biến mất trong thiên địa. Phanh! Kinh khí cuồng bạo giống như một cơn lốc khuếch tán ra bốn phía. Tiếp theo, trong không gian hỗn loạn tràn ngập kinh khí có một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước người Thôi Mệnh Phán Quan. Một đạo trưởng ấn trực tiếp đánh vào trong ngực Thôi Mệnh Phán Quan. Siêu! Thân thể Thôi Mệnh Phán Quan giống như diều đứt dây bay ngược về phía sau. Cuối cùng nặng nề đập vào mặt đất phía dưới. Mặt đất nứt nẻ tạo thành tiếng răng rắc, thân thể Thôi Mệnh Phán Quan trực tiếp bị đánh thành một đống thịt nát, huyết nhục không rõ. Mặc kệ ngươi là ai, thù này nhất định sau này ta sẽ báo. Lúc này phía xa đột nhiên vang lên thanh âm lạnh lẽo của Thôi Mệnh Phán Quan. Một đạo lưu quang nhanh như thiểm điện biến mất. Linh hồn ly thể, ngươi trốn đi đâu? Sắc mặt Vũ Vương che mặt trầm xuống, thân thể trực tiếp đuổi về phái trước. Trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Linh hồn ly thể. Sắc mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống. Loại thủ đoạn này tuy rằng Lục Lâm Thiên chưa từng tiếp xúc qua. Thế nhưng cũng không xa lạ. Trên Thiên Linh Lục từng có giới thiệu qua. Tới cấp bậc Vũ Vương và Linh Vương, linh hồn sẽ vô cùng cường đại, đã có thể rời khỏi thể xác. Chỉ cần linh hồn không chết tương đương với việc không thể đánh chết người này. Đương nhiên, linh hồn rời khỏi thể xác nếu như thân thể bị diệt,
tuy rằng là không chết thế nhưng bị thương vô cùng nặng, không phải là bị thương nặng bình thường. Giờ phút này chung quanh vô cùng tĩnh lặng, thế nhưng trong lòng mọi người lại không hề bình tĩnh. Trận đại chiến này trình độ ác liệt vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Mà cuối cùng cường giả Vũ Vương đều xuất hiện khiến cho mọi người vô cùng kinh hãi. Đệ tử Phi Linh Môn đều vô cùng kinh hãi, còn chưa phục hồi tinh thần lại. Lúc này bọn họ mới biết không ngờ Phi Linh Môn của mình lại có thực lực tới bước này. Trong môn còn có rất nhiều cường giả ẩn giấu mà bọn họ không biết. Trận đại chiến này kết thúc, giờ phút này hình tượng vị trưởng môn này trong lòng đám đệ tử Phi Linh Môn cao tới cực điểm. Trong lòng đệ tử Vũ Đường vốn không quá coi trọng vị trưởng môn này, chưa từng có thời gian ở chung, bọn họ chỉ phục tùng mệnh lệnh của hai vị đường chủ mà thôi. Sự tình của trưởng môn bọn họ đã từng nghe nói qua. Thế nhưng trong trận đại chiến vừa rồi, thực lực của trưởng môn cùng với một màn truy sát Vũ xuất in sâu trong lòng bọn họ. Đám người Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nhìn nhau. Cường giả đột nhiên tới này bọn họ cũng đã suy đoán ra là người phương nào, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Giữa không trung, lúc này còn lại hai Vũ Xuất và một Linh Xuất, chính là ba người Tưởng Lượng Nguyệt, Hoàng Hán Lương, Tiễn Trường Vận của Hắc Sát Giáo. Xin lỗi chúng ta tới chậm. Trong bầu trời, ánh mắt bốn người che mặt hiện lên tiêu ý rồi lập tức đáp xuống bên người Lục Lâm Thiên. Không muộn, tới vừa lúc, nếu như chậm tí nữa thì tiểu tử sẽ vô cùng phiền phức. Lục Lâm Thiên cười khổ, thân phận của bốn người này Lục Lâm Thiên vô cùng rõ ràng. Tiểu tử ngươi nếu như gặp phải chuyện không may chúng ta cũng sẽ rất phiền phức. Hai nha đầu kia sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Trong bốn người, một giọng nữ nhân vang lên. Siêu! Trước không trung, thân ảnh Vũ Vương che mặt nhanh như thiểm điện quay về, ánh mắt vô cùng bất đắc dĩ nói. Để cho Thôi Mệnh Phán Quan chạy thoát rồi, linh hồn chạy trốn muốn đuổi rất khó. Thế nhưng cho dù hắn có cơ hội khôi phục thì thực lực cũng sẽ mất một mảnh lớn, không cần lo lắng. Khổ cực cho các vị trưởng lão rồi. Lục Lâm Thiên cúi người thi lễ, thân phận người này Lục Lâm Thiên đương nhiên biết rõ. Ngươi không có việc gì là được rồi, chúng ta một đường tới đây. May mà lúc cuối cùng tới kịp. Vũ Vương che mặt khẽ cười nói. Bên này đám người Phi Linh Môn cũng thở dài một hơi, thế nhưng lúc này cũng có người kinh hãi, vẻ mặt kinh hoàng. Chính là ba Vũ Xuất và Linh Xuất của Hắc Sát Giáo. Còn có mấy người giải quyết luôn đi. Mấy người Vân Dương Tông quét mắt nhìn đám người Tưởng Lượng Nguyệt, một cỗ sát ý tràn ra. Phi Linh Môn, các ngươi giết chúng ta, Hắc Sát Giáo sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Sắc mặt đám người Tưởng Lượng Nguyệt vô cùng khó coi, nhìn đám cường giả Phi Linh Môn vừa mới xuất hiện bọn hắn thậm chí không có ý nghĩ chạy trốn. Trước mặt một Vũ Vương, bọn hắn không có một chút cơ hội nào. Ha ha, đừng mang Hắc Sát Giáo ra uy hiếp ta. Ngươi nhầm rồi, cho dù là đồng quy tinh ở trước mặt bản vương ta cũng không lo lắng. Hắc Sát Giáo tuy rằng thực lực không kém, thế nhưng không đủ uy hiếp ta. Vũ Vương che mặt lãnh đạm quát một tiếng. Thủ ấn trong tay không ngừng biến hóa. Dường như muốn xuất thủ. Các ngươi rốt cuộc là ai? Mắt thấy uy hiếp cuối cùng của mình không có tác dụng, Tưởng Lượng Nguyệt vô cùng kinh hãi. Đối phương có thể gọi thẳng tên giáo chủ đã chứng minh thân phận của đối phương không hề tầm thường. Là người Hắc Sát Giáo ngươi cũng không dám trêu chọc. Vũ Vương che mặt quát, một cỗ sát ý tràn ra. Trưởng lão, nể mặt ta tha cho hắn một mạng đi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống rồi nói với Vũ Vương che mặt. Hừ, Vũ Xuất cửu trọng nho nhỏ mà thôi, tạm tha cho hắn một mạng. Lần sau dám dùng Hắc Sát Giáo uy hiếp bản vương nhất định sẽ giết chết không tha. Vũ Vương che mặt âm trầm nói. Tưởng Lượng Nguyệt, mang theo đám người Hắc Sát Giáo của ngươi rút lui đi. Trở về nói với giáo chủ ngươi một tiếng, Phi Linh Môn ta tuy rằng nhỏ, thế nhưng tuyệt đối không phải là thứ mà có thể tùy ý khi dễ. Ngày hôm nay thả các ngươi đi không phải sợ Hắc Sát Giáo các ngươi, ngày khác nếu còn dám đụng tới Phi Linh Môn ta, vậy thì tốt hơn hết nên chờ Phi Linh Môn ta điên cuồng trả thù đi. Chân khí Lục Lâm Thiên chợt lóe, vừa rồi vận chuyển âm dương linh vũ quyết thôn vệ không ít đan dược, lúc này mới miễn cưỡng khôi phục một ít chân khí. Lục Lâm Thiên thi triển phong chi dực, thân ảnh xuất hiện trong không trung. Nhìn Lục Lâm Thiên, sắc mặt ba người Tưởng Lượng Nguyệt, Hoàng Hán Lương, Tiễn Trường Vân biến hóa. Lập tức cúi đầu xuống phía dưới nói với đám đệ tử phía dưới. Chúng ta đi. Trong vực sâu, gần 3.000 đệ tử mang theo thương thế uể oải lúc này cũng thở ra một hơi,
nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Ta nói người hắc sát giáo có thể đi, đám người địa cương môn, đoàn tụ tông, côn sơn môn lưu lại đi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, một cỗ hàn ý tràn ra. Hắc sát giáo này Lục Lâm Thiên phải bận tâm, mặc dù đã kết minh với Vân Dương Tông. Thế nhưng cường giả Vân Dương Tông không phải lúc nào cũng bảo vệ phi linh môn. Tuy rằng Lục Lâm Thiên cũng không muốn thả người hắc sát giáo rời đi, thế nhưng quái vật lớn như hắc sát giáo phi linh môn phải nhượng bộ. Tuy rằng hôm nay có năng lực đánh chết đám người hắc sát giáo, thế nhưng Lục Lâm Thiên biết rõ, đây chỉ là cái dũng của thất phu mà thôi. Nếu như đánh chết hết những người này hoàn toàn chính là không để ý tới mặt mũi của hắc sát giáo. Chỉ sợ tới lúc đó, hắc sát giáo vì mặt mũi sẽ đối phó với phi linh môn. Về phần hiện tại, hắn đã giữ lại cho hắc sát giáo mặt mũi, thế nhưng hắc sát giáo cũng tổn thất thảm trọng. Đồng thời diệt đám sơn môn như địa cương môn, phi linh môn cũng làm cho vô số kẻ kinh sợ, kết quả như vậy cũng được rồi. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, không ít người hắc sát giáo phía dưới lắc mình chạy nhanh hơn, dường như sợ tai bay vạ gió vậy. Mà đám đệ tử mấy sơn môn như địa cương môn lúc này hoảng hốt. Vừa rồi bọn họ còn tưởng rằng đã nhặt lại một cái mạng, thế nhưng lúc này xem ra đã vui mừng quá sớm. Hoa đường chủ, hoàng phủ đường chủ, linh giả của địa cương môn, đoàn tụ tông, côn sơn môn lưu lại áp giải về phi linh môn. Những người khác một người cũng không lưu lại, để cho toàn bộ cổ vực biết phi linh môn ta không phải là người dễ chọc. Lục Lâm Thiên nói xong, lập tức nói với đám người Vân Dương Tông. Chư vị trưởng lão, chúng ta về trước trò chuyện một chút. Cũng tốt. Vũ Vương che mặt nhìn thoáng qua đám người phía dưới rồi lập tức đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Oánh Thỉ, Đông Lão, Bạch Linh, chúng ta cũng về trước thôi. Lục Lâm Thiên lập tức nói với quỷ tiên tử Bạch Oánh, thôi hồn độc suốt đông vô mệnh, còn có Bạch Linh. Lục Lâm Thiên thu hồi khôi lỗi, thủ ấn biến hóa sau đó thu hồi từng đạo lưu quang trong đống phế tích. Một lát sau, hơn 10 người trên lưng Thiên Sí Tuyết Sư lập tức rời đi. Giết hết cho ta, một người cũng không để lại. Sau khi Lục Lâm Thiên rời khỏi, trong vực sâu vang lên tiếng hét lớn của Hoa Mãn Lâu. Đám người tưởng lượng nguyệt của hắc sát giáo cùng với không tới 1.000 đệ tử hắc sát giáo còn chưa đi xa, ánh mắt nhìn lại cảnh tượng đồ sát này sắc mặt trắng bệch, mang theo sự kinh hoàng. Trong lòng bọn họ lúc này đã biết, rốt cuộc cái mạng mình đã giữ được. Phía xa, lúc này cũng có không ít người chưa hồi phục tinh thần lại. Không ít người có thực lực thấp lúc này trực tiếp bị đánh chết. Rõ ràng bọn họ đã bị thiên âm chấn hồn khúc của quỷ tiên tử Bạch Oánh Lan tới đánh chết. Tiếng đàn này tuy rằng không phải nhắm vào bọn họ, thế nhưng thực lực bọn họ quá thấp, bị lan tới một chút cũng đủ để mất mạng. Cường giả Vũ Vương, phi linh môn không ngờ còn có Vũ Vương sao? Phi linh môn rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, còn có thôi mệnh phán quan kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta mau trở về. Chuyện này phải mau chóng bẩm báo cho người trong môn biết. Từng đạo thân ảnh trong vực sâu trực tiếp rời đi. Tất cả mọi người rời đi đều mang đờ sự kinh hãi. Trong vực sâu rộng lớn lúc này đã trở thành một đống phế tích. Tiếng chém giết vang vọng, cảnh tượng chung quanh đã trở thành tàn sát. Người có thể sống tới bây giờ đều là một ít người địa cương môn, đoàn tụ tông, côn sơn môn tới đây. Người có thực lực mạnh như linh tướng, vũ tướng, linh phách, vũ phách cũng có rất nhiều. Thế nhưng lúc này cũng chỉ có thể tiếp nhận tàn sát mà thôi. Trong vực sâu lúc này máu chảy thành sông, sát khí lượn lờ trong không trung khiến cho những người ở xa cũng có thể cảm nhận được, trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Phi linh môn, ở trong đại điện yên tĩnh lúc này có 10 người ngồi đó. Tổng cộng có 6 người của Vân Dương Tông tháo xuống khăn che mặt. Chính là Lôi trưởng lão cũng với Dương trưởng lão vừa tới. Tạ trưởng lão, Tống trưởng lão, Tôn trưởng lão và Ngô trưởng lão. Người ngồi trong phi linh môn lúc này cũng chỉ có Lục Lâm Thiên, quỷ tiên tử Bạch Oánh, thôi hồn độc suốt đông vô mệnh cùng với Thanh Hỏa lão quỷ và Lộc Sơn lão nhân. Bạch Linh đã sớm quay về hậu sơn chữa thương, Tiểu Long và Lục Tâm Đồng tuy rằng cùng với Lục Lâm Thiên về phi linh môn, thế nhưng lúc này cũng không tiến vào đại điện. Tham kiến chư vị trưởng lão, lần này tới đây tương trợ, tiểu tử vô cùng cảm kích. Trong đại điện, Lục Lâm Thiên chắp tay thi lễ với mọi người. Tuy rằng đám người Dương trưởng lão tới chậm một chút, thế nhưng coi như vẫn tới kịp lúc. May mà hắn và thôi hồn độc suốt đông vô mệnh dùng mê lân trận và độc trận kéo dài một ngày đêm, bằng không lần này phi linh môn thực sự đã gặp phải tai ương ngập đầu. Đều là người một nhà,
hà tất phải khách khí. Quả thực ta không nghĩ tới quỷ tiên tử Bạch Oánh đại danh đỉnh đỉnh, còn có thôi hồn độc suốt đông vô mệnh đều gia nhập phi linh môn, quả thực khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Dương trưởng lão khẽ cười, đối với thực lực của phi linh môn hắn cũng kinh ngạc. Hóa là Dương trưởng lão cùng với chư vị trưởng lão của Vân Dương Tông. Bạch Oánh có lễ. Quỷ tiên tử Bạch Oánh, thôi hồn độc suốt đông vô mệnh chắp tay thi lễ. Sắc mặt hai người lúc này trắng bệch, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Lâm Thiên, lần này lá gan của ngươi không nhỏ, không ngờ lại chọc tới đám người Hắc Sát giáo và mấy sơn môn như Địa Cương môn. Sau khi tông chủ biết được tin tức bị ngươi làm cho hoảng sợ. Tạ trưởng lão nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói, ánh mắt không khỏi tỉ mỉ quan sát Lục Lâm Thiên vài lần. Tạ trưởng lão, nhạc phụ và sư phụ lão nhân gia, còn có Vô Song, Hồng Lăng gần đây có khỏe không? Lục Lâm Thiên vô cùng bất đắc dĩ cười, lập tức hỏi Tạ trưởng lão. Tông chủ đương nhiên vẫn khỏe, Vô Song và Hồng Lăng ở trong Vân Dương Tông cũng không có chuyện gì. Lần này hai nha đầu Vô Song và Hồng Lăng, còn có sư phụ ngươi cũng muốn đi tới. Thế nhưng bởi vì sợ làm lỡ thời gian cho nên không tới đây. Vô Song nhờ ta nói với ngươi một câu, phụ mẫu ngươi ở trong Vân Dương Tông vô cùng tốt, không cần lo lắng. Tạ trưởng lão nói. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, trong Vân Dương Tông, hắn quả thực không cần quá lo lắng. Thứ duy nhất cần lo lắng chính là lão cẩu Triệu Vô Cực kia, thế nhưng có Vân Hồng Lăng ở đó, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì. Lâm Thiên, chuyện xảy ra ở Lục Gia lần trước khiến cho Vân Dương Tông thiếu chút nữa náo loạn. Triệu Gia bị diệt khiến cho Triệu Vô Cực tìm một linh đường trưởng lão xuất thủ với ngươi. Nếu không phải có tông chủ và các vị trưởng lão khác ngăn thì sự việc có thể sẽ lớn hơn. Tống trưởng lão mỉm cười nói. Chỉ là, lần trước ngươi đánh tan nhuệ khí của Triệu Vô Cực. Hiện tại hắn ở trong Vân Dương Tông cũng đã thành thật hơn trước. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ cười, trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Triệu Vô Cực kia muốn tìm người đối phó với hắn, vậy thì lần sau nếu có cơ hội hắn tuyệt đối không thể buông tha cho Triệu Vô Cực. Nghe nói Lục gia có bảo vật, Lâm Thiên, đây là sự thật sao? Dương trưởng lão như cười như không nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Nếu như Lục gia có bảo vật thì sao Lục gia lại suy tàn tới mức ở trên trấn Thanh Vân? Dương trưởng lão thử nói xem có hay không. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc rồi nói. Ha ha. Sắc mặt Dương trưởng lão hơi đổi, khẽ cười nói. Phỏng chừng là tin đồng thất thiệt, tin tức Lục gia có bảo vật không biết là do ai tung ra. Lâm Thiên, chuyện lần này ngươi định làm thế nào? Chỉ sợ lần này động tĩnh phi linh môn gây ra quá lớn, sau này sẽ có một ít phiền phức không ngừng tới. Tống trưởng lão nói với Lục Lâm Thiên. Cố gắng thích ứng trong mọi hoàn cảnh thôi. Nếu như có phiền phức thì binh tới tướng ngăn. Nước đến tường chặn, phi linh môn ta cũng không phải là quả hồng mềm mà người khác có thể tùy ý vuốt ve. Lần này tới đây tông chủ nhờ ta nhắc nhở ngươi một câu. Cố gắng không nên trêu vào nhất tông nhất môn nhất trang nhất giáo. Bốn sơn môn này tuyệt đối không dễ chọc. Dương trưởng lão nói với Lục Lâm Thiên. Không muốn cũng không được, dù sao hiện tại cũng đã trêu vào rồi. Lục Lâm Thiên cười khổ, mặc kệ như thế nào mối thù này với Hắc Sát giáo đã được kết. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, trong Hắc Sát giáo tuy rằng có không ít lão quái thực lực mạnh mẽ. Thế nhưng thực lực càng mạnh liên quan lại càng lớn, những thứ mấy lão quái này phải bận tâm vô cùng nhiều, cho nên sẽ không tùy tiện xuất hiện. Mà hiện tại phi linh môn ngươi cũng có Vũ Vương, Hắc Sát giáo có lẽ cũng sẽ phải lo lắng với phi linh môn một chút. Hơn nữa lần này đám người linh vũ giới xuất hiện trong Địa Cương môn. Địa Cương môn lại là thế lực ngoại vi của Hắc Sát giáo, có lẽ lần này Hắc Sát giáo sẽ vô cùng đau đầu. Đối phó với phi linh môn là chuyện không có khả năng. Chí ít cho tới hiện tại, chuyện linh vũ giới đối với Hắc Sát giáo mà nói so với phi linh môn các ngươi càng thêm vướng bận hơn. Dương trưởng lão nói, hơn nữa cho dù Hắc Sát giáo thực sự đối phó với phi linh môn thì đã sao? Vân Dương Tông chúng ta cũng không mặc kệ, Hắc Sát giáo tuy rằng mạnh thế nhưng Vân Dương Tông ta cũng không sợ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến đổi, Hắc Sát giáo đối phó với phi linh môn, đám cường giả đỉnh cấp sẽ có nhiều việc phải bận tâm. Không có khả năng tùy tiện xuất thủ với phi linh môn. Từ tình hình hiện tại mà xem, có lẽ trong thời gian ngắn Hắc Sát giáo sẽ không đối phó với phi linh môn, huống chi lần này phi linh môn đã cho Hắc Sát giáo đủ mặt mũi. Lâm Thiên, có lẽ sắp tới chuyện ngươi cần xử lý cũng nhiều, chúng ta cũng không quấy rầy nữa. Lần này tới đây chúng ta định ở trong cổ vực vài ngày,
một đoạn thời gian nữa chúng ta lại tới quấy rầy vậy. Tống trưởng lão nói với Lục Lâm Thiên. Vậy tiểu tử cũng không giữ chư vị lại nữa. Lục Lâm Thiên cũng không khách sáo. Hiện tại cũng không phải là lúc bàn bạc mọi chuyện. Đám người Dương trưởng lão tới cổ vực có lẽ còn có chuyện khác cần làm. Lục trưởng môn, chúng ta đi trước. Chờ sau khi Lục trưởng môn xử lý xong mọi chuyện nhất định phải giúp ta giữ lại Trấn Thiên Tinh, ha ha. Lôi trưởng lão mỉm cười nói. Cáo già. Lục Lâm Thiên thầm mắng một tiếng, trên mặt khẽ mỉm cười nói. Đó là đương nhiên, thế nhưng hiện tại chuyện này không phải do ta định đoạt. Tất cả từ từ sẽ tới. Lâm Thiên, chúng ta đi trước. Đám người Vân Dương Tông cáo từ, Lục Lâm Thiên, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh Dưa Tiễn rồi lập trở lại trong đại điện. Trưởng môn, Phi Linh Môn chúng ta và Vân Dương Tông. Sau khi đám người Vân Dương Tông rời khỏi, hai người Thanh Hỏa Lão Quỷ cùng với Lộc Sơn Lão Nhân nghi hoặc hỏi. Hai vị cung phụng có lẽ còn chưa biết, Phi Linh Môn chúng ta và Vân Dương Tông đã sớm âm thầm kết minh, vì vậy một khi Phi Linh Môn ta xảy ra chuyện Vân Dương Tông sẽ ra tay tương trợ. Lục Lâm Thiên khẽ cười nói. Các ngươi có lẽ còn chưa biết, trưởng môn chính là con rể của Tông chủ Vân Khiếu Thiên của Vân Dương Tông. Quán quân của Đại hội Tam Tông Tứ Môn lần trước chính là trưởng môn. Lúc này trên khuôn mặt trắng bệch của Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh cũng hiện lên nụ cười. Hóa ra là như vậy. Lộc Sơn Lão Nhân, Thanh Hỏa Lão Quỷ như bừng tỉnh. Gia nhập Phi Linh Môn lâu như vậy bọn họ còn không biết Phi Linh Môn hóa ra còn có bối cảnh lớn như vậy. Lúc này đương nhiên vô cùng kinh ngạc. Bốn vị cung phụng, các vị đều đi chữa thương đi. Những chuyện còn lại giao cho ta là được. Lục Lâm Thiên nói với bốn người, thương thế trên người bốn người lúc này không nhẹ. Được rồi, người chú ý nhiều hơn một chút. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhanh chóng móc ra không ít đan dược cao giai giao cho bốn người, sau đó bốn người lập tức rời khỏi đại điện. Lục Lâm Thiên ngồi một mình trong đại điện, trong đầu không ngừng suy nghĩ không ít vấn đề. Trận chiến này không biết sẽ tạo thành cơn địa chấn thế nào với cổ vực, kế tiếp, hắn cũng phải đối mặt với không ít vấn đề. Linh Vũ Giới. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói. Linh Vũ Giới này không nơi nào là không có người. Lại đều là cường giả. Gần đây người của Linh Vũ Giới nhiều lần xuất hiện. Lục Lâm Thiên mơ hồ đoán, lần này rất có thể trên đại lục sẽ rung chuyển. Thực lực. Lục Lâm Thiên thầm nói. Thực lực của hắn còn xa mới đủ. Lần này thiếu chút nữa đã gặp nạn. Gặp phải Vũ Xuất Tam Trọng, tứ trọng hắn còn có thể chống lại. Thế nhưng trước mặt Vũ Vương hắn hoàn toàn không có thực lực chống lại, thực lực của hắn vẫn quá kém. Đã trở về rồi sao? Lục Lâm Thiên lập tức nhíu mày. Phía ngoài Phi Linh Môn, đám người Hoa Mãn Lâu đã trở về. Lục Lâm Thiên lập tức rời khỏi đại điện, thương vong của Phi Linh Môn hắn cũng nên đi kiểm kê một chút. Trưởng môn, tất cả đã thu thập xong. Một lát sau, trong đại điện Phi Linh Môn, một chúng trưởng lão, hộ pháp ngồi xuống. Người sáu đường của Phi Linh Môn cũng đã tới đại điện. Tới ngày hôm nay các trưởng lão trong Phi Linh Môn mới biết được thực lực chân chính của Phi Linh Môn, còn có sự tồn tại của sáu đường. Ngoại trừ chúng trưởng lão hộ pháp ra, lúc này trong đại điện còn 60 linh giả đang bị cấm chế không thể nhúc nhích. Lúc này vẻ mặt cả đám kinh hãi. Trong đó có đủ linh tướng, linh phách, thực lực mạnh nhất chính là linh tướng cửu trọng. Thế nhưng 60 linh giả này lại có thực lực không đồng nhất. Người thực lực thấp nhất còn có một linh sĩ cửu trọng. Không ngờ vận khí không tồi, không bị thiên âm chấn hồn khúc của Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh đánh chết, đại bộ phận đều là linh sư. Thương vong của Phi Linh Môn ta thế nào? Lục Lâm Thiên hỏi Hoa Mãn Lâu, ánh mắt khẽ đảo qua 60 linh giả. Trưởng môn, đệ tử Phi Linh Môn ngã xuống chừng 2.700 người, trong đó người của Dòng Binh Đoàn chiếm 600 người. Người Vũ Đường chiếm 600 người. Người bị thương nặng, nhẹ cũng không ít, chỉ có một số rất ít không bị thương mà thôi. Hoa Mãn Ngọc trả lời. Lục Lâm Thiên sửng sốt, tuy rằng hắn cũng đánh giá được con số đại khái như vậy. Thế nhưng trong lòng không khỏi trầm xuống. Bản thân đệ tử Phi Linh Môn tổng cộng cũng chỉ có gần 4.000 người lại ngã xuống 2.700 người. Người của Dòng Binh Đoàn và Vũ Đường là 600 người. Vậy thì Phi Linh Môn tổn thất 1.500 người. Hầu như đã chiếm non nửa số lượng đệ tử Phi Linh Môn. Loại tiêu hao như vậy tuyệt đối rất nặng. Mà bởi vậy cũng có thể nhìn ra thực lực chỉnh thể của Dòng Binh Đoàn và đệ tử Vũ Đường so với đệ tử trong Phi Linh Môn đều mạnh hơn không ít.
thương vong lớn cũng chứng minh thực lực yếu nhược. Trưởng môn, lần này người có tu vi vũ tướng, vũ phách thương vong trong phi linh môn ta cũng không ít. Ảnh hưởng với phi linh môn chúng ta vô cùng lớn, chỉ là so với đám người hắc sát giáo, địa cương môn kia thì phi linh môn ta vẫn lãi lớn. Hoa Mãn Ngọc tiếp tục nói. Những đệ tử chết đi an táng cho tốt, nếu có thể tìm được thân nhân thì bảo Kim Đường trợ cấp cho bọn họ. Lục Lâm Thiên nói, trải qua một trận đại chiến, thương vong là điều không thể tránh khỏi. Ánh mắt đảo qua đám người, Lục Lâm Thiên không khỏi trầm xuống. Vốn trong phi linh môn có 6 hộ pháp thì Lâm Phong, Hậu Bách Long, Tôn Hiểu Minh đã chết, trong chúng trưởng lão, Thường Lỗi, Trần Tân Kiệt cũng bỏ mình. Ta đại biểu các đệ tử chết đi cảm ơn trưởng môn. Hoa Mãn Ngọc hành lễ, có thể làm được cho các đệ tử đã chết như vậy, không phải là điều mà trưởng môn bình thường có thể làm được. Mà lúc này trong lòng mọi người không khỏi có chút xúc động. Hành động vô ý của Lục Lâm Thiên lại một lần nữa thu được tâm của không ít người. Chư vị đường chủ, trưởng lão, hộ pháp, tất cả đi chữa thương đi. Những chuyện còn lại trước tiên cứ giao cho Lưu Nhất Thủ. Lục Lâm Thiên nói, lúc này trong đại điện toàn bộ đều là hạch tâm của phi linh môn. Tất cả đều có thương thế trong người. Trong lục đường, tất cả đường chủ, Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Diệp Mỹ, Tương Viễn Quan là có thương thế nặng nhất. Lục Tiểu Bạch thì sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều là vết máu, thương thế trên người cũng không nhẹ. Mà lần này Lưu Nhất Thủ cũng không tham gia đại chiến. Trong linh đường, linh giả vốn không có nhiều, đều là bảo bối của phi linh môn, cho nên lúc này cũng chỉ có 2 vị đường chủ xuất chiến. Vâng, trưởng môn. Mọi người đồng thanh đáp một tiếng, sau đó nhận không ít đan dược rồi lui ra. Trong lần đại chiến này giết địch gần 2 vạn, đặc biệt là có không ít phũ xuất, thu hoạch lần này cũng không ít. Trong đại điện, Lưu Nhất Thủ vội vã chạy tới, Lục Lâm Thiên sắp xếp không ít chuyện cùng với thu hoạch lần này đều giao cho Lưu Nhất Thủ xử lý. Sau khi sắp xếp mọi chuyện xong, 60 linh giả toàn bộ đều bị Lục Lâm Thiên sắp xếp đệ tử đưa tới mật thất trong sơn động ở hậu hơn. Lúc này, trong phi linh môn, những người hạch tâm, bao gồm cả chúng đệ tử đều lựa chọn bế quan chữa thương, cảnh tượng này cũng coi như hiếm thấy. Sau khi nói một tiếng với Tiểu Long và Lục Tâm Đồng, Lục Lâm Thiên lập tức tiến vào trong mật thất phía hậu sơn. Mật thất này vốn cũng không lớn, lần này lại có 60 linh giả ở bên trong tức thì khiến cho sơn động có chút chật chội. Điều này khiến cho mấy đệ tử đưa 60 linh giả tới mật thất vô cùng kinh ngạc. Không biết trưởng môn đem những tù binh này nhốt vào trong mật thất làm gì. Nhìn 60 linh giả trong mật thất, Lục Lâm Thiên khẽ nhíu mày, 60 linh giả này đều có thương thế nghiêm trọng. Thực lực không đồng đều, thế nhưng tốt xấu gì cũng có một linh tướng cửu trọng. Một linh tướng bát trọng, 2 linh tướng lục trọng, 2 linh tướng tứ trọng, 3 linh tướng nhất trọng. 12 linh phách, 1 linh sĩ cửu trọng, còn lại là 30 mấy linh sư. Sau khi kiểm kê một lát, Lục Lâm Thiên kiểm tra cấm chế trên người bọn họ rồi khoanh chân ngồi xuống. Trong miệng nhét vào mấy khỏa đan dược, bắt đầu chữa thương. Thương thế lần này của hắn cực kỳ nghiêm trọng, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể không hề dễ chịu. Chỉ có Lục Lâm Thiên tự mình biết, nếu không phải dựa vào thanh linh khải giáp cùng với thân thể cường hãn thì hắn không còn được như bây giờ. Đặc biệt là lúc cuối cùng chống lại vũ xuất tứ trọng. Trên phương diện thực lực, coi như là hắn toàn lực thi triển liệt thiên cửu kích. Dựa vào huyết lục phụ trợ thì thực lực cũng không mạnh bằng đối phương. Mà hắn thắng lợi là bởi vì có thân thể cường hãn mà thôi. Thanh linh khải giáp, lại thêm bản thể cường hãn, thậm chí so với vũ xuất tứ trọng còn mạnh hơn một chút. Có thể đánh chết vũ xuất tứ trọng, dù sao hắn chỉ là vũ tướng cửu trọng mà thôi, thế nhưng lúc này Lục Lâm Thiên cũng không cảm thấy vui vẻ. Thực lực của hắn hiện tại uy rằng không kém, thế nhưng so với cường giả chân chính mà nói thì kém xa. Lúc này nhìn thấy Dương trưởng lão giao thủ với Thôi Mệnh Phán Quan khiến cho Lục Lâm Thiên không hài lòng với thực lực hiện tại của mình. Loại thực lực này so với bọn họ còn kém xa. Trong cơ thể, Lục Lâm Thiên vận chuyển âm dương linh vũ quyết thôn vệ năng lượng từ đan dược đồng thời chậm rãi chữa thương. Lúc bình thường âm dương linh vũ quyết tu luyện cực chậm, thế nhưng lại chữa thương vô cùng nhanh chóng. Hơn nữa lại thôn vệ năng lượng trong đan dược khiến cho thương thế trên người Lục Lâm Thiên khôi phục đã nhanh lại càng nhanh hơn. Trong cơ thể Lục Lâm Thiên, năng lượng chân khí không ngừng xuyên qua các kinh mạch, chữa trị gân cốt và lục phủ ngũ tạng, thương thế đang chậm rãi khôi phục. Thương thế của Lục Lâm Thiên tuy rằng nặng, thế nhưng đối với thân thể Lục Lâm Thiên mà nói, chính là một con rắn đánh không chết.
Trên đại hội tam tông tứ môn thanh linh khải giáp cũng bị vỡ mà có thể nhanh chóng khôi phục lại. Thương thế lúc này tuy rằng nặng thế nhưng còn chưa tới tình trạng giống như khi đó. Cho nên tốc độ khôi phục lúc này rất nhanh. Một lát sau, quanh thân Lục Lâm Thiên được bao phủ bởi một vòng quang cháo, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Trong mật thất, lúc này trong lòng 60 linh giả kia vô cùng nặng nề. Trong lúc mơ hồ bọn họ đều có cảm giác sắp tới sẽ có chuyện xảy ra với bản thân mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong Phi Linh Môn vô cùng yên tĩnh, chỉ có một số ít đệ tử Phi Linh Môn xuất hiện. Mà giờ phút này, chắc Phi Linh Môn ngàn dặm, những việc xảy ra trong vực sâu nhanh chóng lan truyền ra chung quanh. Mấy chấn phụ cận và biên giới sát sơn mạch Vũ Đô lúc này đề tài nói chuyện thường ngày của mọi người đã chuyển thành nói về trận đại chiến. Mà người tận mắt chứng kiến trận đại chiến kia chỉ cần đi trên đường là lập tức có một đám người vây quanh để hỏi. Trận đại chiến kia được mọi người truyền miệng càng ngày càng sinh động. Đi ở trên đường tùy ý có thể thấy được không ít người đang kể lại, nước bọt văng tung tóe, kể lại trận đại chiến sinh động như thật. Mà trong này, thứ khiến cho người ta cảm thấy hứng thú chính là đại chiến của ba vũ vương, còn có việc trưởng môn Phi Linh Môn truy sát Vũ Xuất, điều này khiến cho nhiệt huyết mọi người sôi trào. Ý người nói, lần này Phi Linh Môn đánh chết hết người Hắc Sát Giáo và Địa Cương Môn, Hợp Hoan Tông, còn có Côn Sơn Môn sao? Không phải là nói giỡn đó chứ? Phi Linh Môn có thực lực này sao? Tại một nơi sát biên giới Sơn Mạch Vũ Đô, nơi bình thường đám rong binh thường tụ tập. Lúc này đang có hơn 10 người túm tụm lại, một người thanh niên cảm thấy hoài nghi với thực lực của Phi Linh Môn lập tức nhận được không ít ánh mắt khinh bỉ của mọi người. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Ta tận mắt chứng kiến. Khi trước Hắc Sát Giáo mang theo chúng cường giả Địa Cương Môn, Hợp Hoan Tông, còn Côn Sơn Môn cùng với 2 vạn đệ tử tiến tới. Chỉ thấy vị trưởng môn của Phi Linh Môn lăng không mà đứng, sau đó thôi động một đại trận thần bí. Hơn nữa lại thêm độc trận của Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh, đã vây khốn 2 vạn đệ tử vào trong. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh cũng gia nhập Phi Linh Môn sao? Người cảm thấy lạ sao? Đó là đương nhiên, còn có Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, 2 lão quỷ hung danh vang xa cũng gia nhập Phi Linh Môn đó. 2 vạn người của Hắc Sát Giáo bị nhốt trong trận, sau đó thì thế nào? Các ngươi đừng nói vội, nghe ta nói hết. Một đại hán vũ phách lúc này được hơn 10 người chú ý, cảm giác dường như không tồi. Hắn nuốt một ngụm nước bọt rồi nói. Trưởng môn Phi Linh Môn thôi động trận pháp giết đám đệ tử Hắc Sát Giáo, Địa Cương Môn, Đoàn Tụ Tông, Côn Sơn Môn như ngả dạ. Máu chảy thành sông, mãi tới một ngày một đêm sau, mấy vũ xuất cửu trọng của Hắc Sát Giáo, Địa Cương Môn mới liên thủ phá trận ra. Trận pháp này thực lợi hại a. Không nghĩ tới Phi Linh Môn còn có trận pháp. Sau đó thế nào? Gấp cái gì, còn không để cho ta nói hết. Đại hán trung niên trừng mắt liếc mấy người xen miệng vào nói. Đám người Hắc Sát Giáo liên thủ phá trận ra thế nhưng cũng bị đánh chết mấy nghìn người. Mà lúc này đệ tử Phi Linh Môn chỉ có không tới 4.000. Thế nhưng thật không ngờ, vị trưởng môn Phi Linh Môn gặp nguy không loạn, tỏa kỵ thiên sĩ Tuyết Sư ngẩng đầu giống lên một tiếng, tức thì trời đất rung chuyển. Thiên sĩ Tuyết Sư lợi hại như vậy sao? Chẳng lẽ là yêu thú thất giai? Một thanh niên xấu xí không nhịn được mà xen vào. Lập tức bị 2 người bên cạnh hắn trừng mắt khiến cho hắn lập tức cúi đầu xuống. Đại hán trung niên tiếp tục nói. Chỉ thấy tòa kỵ thiên sĩ Tuyết Sư của trưởng môn Phi Linh Môn ngẩng đầu giống lên một tiếng, tức thì trong không trung xuất hiện 100.000 yêu thú, trong bầu trời còn có một đám lớn yêu thú phi hành, trên lưng mang theo 1.000 người tới. Đây đều là thực lực ẩn giấu của Phi Linh Môn. Đại quân yêu thú này đều là yêu thú trong Sơn Mạch Vũ Đô, ngay cửu đầu yêu giao, Thạch Vượn yêu vương cũng ở trong đó. Trời đất rung chuyển, phong vân biến sắc, dọa cho đám người Hắc Sát Giáo thiếu chút nữa tè ra quần. Thế nhưng còn chưa hết, bên trong Phi Linh Môn còn có vô số yêu thú lục giai xuất hiện. Trong đó còn có cửu vĩ yêu hồ lục giai hậu kỳ nha. Mặt khác còn có nghịch lân yêu bằng, thái âm yêu thỏ, một hồi đại chiến xảy ra, giết tới mức trời đất tối tăm. Mà lúc này một vũ xuất nhị trọng tưởng trưởng môn Phi Linh Môn dễ bắt nạt, muốn đánh chết hắn. Ai ngờ vị trưởng môn Phi Linh Môn kia chỉ dùng 2 chiêu trực tiếp đánh chết vũ xuất nhị trọng này. Có người nói, trưởng môn Phi Linh Môn tuổi tác không lớn, cũng chỉ là vũ tướng mà thôi, sao có thể đánh chết vũ xuất? Không ít người đều vô cùng nghi hoặc. Các ngươi còn không biết, trò hay còn ở phía sau. Vị trưởng môn Phi Linh Môn này tuy rằng là vũ tướng, thế nhưng là vũ giả toàn hệ,
đánh chết Vũ Xuất nhị trọng, lập tức móc ra một thanh thần binh. Thanh thần binh này vô cùng mạnh mẽ khiến cho người nhìn vào đều kinh hồn táng đảm, nào dám ứng chiến, chạy trốn tán loạn. Thế nhưng tốc độ của vị trưởng môn này cực nhanh, thần binh trong chạy trực tiếp chém giết đám người kia. Thần binh này chẳng lẽ là linh khí sao? Thật là lợi hại. Đó là đương nhiên, tuyệt đối là linh khí. Sau đó trưởng môn Phi Linh Môn lại gọi ra Thiên Sĩ Tuyết Sư, một người một thú trực tiếp nhảy vào trong đội hình hắc sát giáo, giết tới thiên hôn địa ám, như chỗ không người. Một lần giơ tay nhấc chân đều có hơn 10 người chết. Cuối cùng một Vũ Xuất tứ trọng trong Côn Sơn Môn rốt cuộc cũng không nhịn được. Vũ tướng chống lại Vũ Xuất tứ trọng, kết quả thế nào? Cái này có chút huyền diệu, Vũ Xuất và Vũ tướng cách nhau quá lớn. Đánh chết Vũ Xuất nhị trọng đã là kỳ tích, thế nhưng đối phó với Vũ Xuất tứ trọng chỉ sợ có chút khó khăn. Mấy người không có mặt ở trận đại chiến lập tức nghị luận, Vũ tướng muốn chống lại Vũ Xuất tứ trọng quả thực xác suất không lớn. Hừ, các ngươi đều đoán sai. Trưởng môn Phi Linh Môn chỉ dùng một chiêu từ thần binh trong tay toàn lực xuất thủ khiến cho ánh sáng ảm đạm, cuối cùng một chiêu đã đem Vũ Xuất tứ trọng kia đánh cho bị thương nặng. Mà ngay khi trưởng môn Phi Linh Môn muốn đánh chết Vũ Xuất tứ trọng kia thì một Vũ Xuất cửu trọng của Côn Sơn Môn rốt cuộc cũng ngăn cản, thế nhưng Vũ Xuất tứ trọng kia vẫn bị đánh chết. Quá lợi hại! Trưởng môn Phi Linh Môn này rốt cuộc có địa vị gì, không ngờ thực lực cường hãn tới như vậy. Sau đó thì thế nào? Trưởng môn của Phi Linh Môn bị Vũ Xuất cửu trọng truy sát, ngay trong lúc chỉ mảnh treo chuông, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh đến. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh cũng gia nhập Phi Linh Môn, còn đột phá tới Vũ Vương. Lẽ nào chính là Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh một mình diệt một sơn môn mấy nghìn người vài chục năm trước sao? Còn có Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh thứ hai sao? Đại hán trung niên trừng mắt nhìn người vừa nói rồi lại nói tiếp. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh lập tức xuất thủ, trực tiếp đánh chết Vũ Xuất cửu trọng của Côn Sơn Môn. Sau đó thi triển một vũ khí vô cùng kinh khủng, một mình trực tiếp đánh chết mấy nghìn đệ tử của Hắc Sát Giáo cùng các sơn môn, mãi đến khi máu chảy thành sông, thi thể ngã xuống khắp nơi. Không nghĩ tới người trong Phi Linh Môn đều lợi hại như vậy. Sát khí ngập trời, đều là người có thanh danh hiển hách a. Không ít người không khỏi hít sâu một hơi, tranh cảnh máu chảy thành sông. Thi thể khắp nơi kia khiến cho trong lòng mọi người không khỏi lạnh lẽo. Thế nhưng sau đó lại có biến cố, không nghĩ tới trong sơn môn của Côn Sơn Môn lại đưa tới một cường giả Vũ Vương so với Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh còn mạnh hơn. Cường giả này chính là Thôi Mệnh Phán Quan 10 năm trước biến mất trong cổ vực. Khi trước cũng là cường giả nổi danh cùng với Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh và Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh. Còn có hai người Hắc Bạch Vô Thường, nghe nói là người Linh Vũ Giới gì đó. Linh Vũ Giới. Chưa nghe nói qua, không biết là có địa vị gì. Thôi Mệnh Phán Quan kia trong nháy mắt đánh bị thương nặng Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh và chúng cường giả Phi Linh Môn. Vậy Phi Linh Môn không phải thảm rồi sao? Ngươi lại sai rồi, Phi Linh Môn lúc này lại có mấy cường giả chạy tới, trong đó có một cường giả Vũ Vương. Hai chiêu nhanh chóng đánh cho Thôi Mệnh Phán Quan phải dùng linh hồn ly thể mà chạy, Hắc Bạch Vô Thường trong hai chiêu cũng bị đánh chết. Trong Phi Linh Môn còn có nhiều Vũ Vương như vậy sao? Quả thực bất ngờ a. Phi Linh Môn có nhiều cường giả như vậy, chỉ sợ ngay cả Quỷ Vũ Tông cũng không phải là đối thủ. Xem ra, Phi Linh Môn lớn mạnh là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Khu vực chung quanh sau này chính là thiên hạ của Phi Linh Môn, đệ tử Phi Linh Môn không có ai dám trêu chọc rồi. Ta quyết định rồi, ta muốn gia nhập Phi Linh Môn. Hiện tại không gia nhập thì sau này gia nhập sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Đúng, bây giờ gia nhập, mấy năm nữa chính là đệ tử lâu năm, sau này tuyệt đối sẽ nổi tiếng. Ta cũng gia nhập. Chờ một chút, ta cũng muốn gia nhập. Được rồi, vị trưởng môn của Phi Linh Môn kia tên gọi là gì? Nghe nói là Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên sao? Tức thì không ít người lẩm bẩm nói. Đại chiến của Phi Linh Môn kết thúc. Danh hào Phi Linh Môn chậm rãi khuếch tán trong cổ vực, trong lúc tĩnh lặng cũng mang theo một tư thái cường thế. Siêu siêu. 4 ngày sau, Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm chọc khí từ trong cơ thể. Hai mắt mở ra, khuôn mặt tái nhợt lúc này đã có chút hồng nhuận. 60 linh giả kinh hãi 4 ngày qua lúc này lập tức nhìn vào Lục Lâm Thiên, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Cả đám người đều cảm giác được có chút lạnh lẽo. Tinh quang trong mắt Lục Lâm Thiên thu lại. Ánh mắt nhìn qua 60 linh giả, cuối cùng dường như không để ý tới bọn họ mà móc ra linh ngọc sàng trong nhẫn chữ vật. Linh sĩ cửu trọng,
vốn có thể buông tha cho ngươi, thế nhưng nhu cầu đề cao linh lực của ta vô cùng cấp bách, dù sao cũng có câu nói tích tiểu thành đại, trước tiên từ ngươi bắt đầu đi. Lục Lâm Thiên xuất hiện trước mặt linh sĩ cửu trọng có thực lực thấp nhất, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua. Năm ngón tay uốn lượn thành ấn, lúc này trong lòng bàn tay hắn có một cỗ hấp lực giống như một cơn lốc xuất hiện, một cỗ khí tức quỷ dị bắt đầu tràn ngập. Tiếp theo, chảo ấn lập tức chụp vào thiên linh cái của linh sĩ cửu trọng này. Vẻ mặt linh sĩ cửu trọng đại biến, vô hình trung dường như cảm thấy đã xảy ra chuyện gì, trong đầu vô cùng đau đớn. Một cỗ hấp lực mạnh mẽ xuất hiện trong đầu hắn. Linh lực trong đầu lập tức bị đối phương hút đi. Trong lòng linh sĩ cửu trọng này vô cùng kinh hãi, sắc mặt dữ tợn, linh sĩ cửu trọng này còn chưa từng gặp qua tình cảnh như thế này. Thế nhưng toàn thân bị cấm chế cho nên không thể phản kháng. Cho dù phản kháng cũng không làm được, lúc này linh lực trong đầu không tuân theo sự khống chế của hắn mà bị hút ra bên ngoài. A! À, linh sĩ cửu trọng kêu lên một tiếng thảm thiết, sắc mặt trắng bệch, con mắt mở to, trong mắt hiện lên sự kinh hãi. Chỉ trong nháy mắt toàn thân run rẩy, cơ thể co quắp, hiện lên vẻ dữ tợn. Ngay sau đó thân thể hóa thành một bộ xương khô, da rẻ dán vào xương cốt, hai hốc mắt tối lại, sinh cơ toàn thân đã mất, lúc này hắn đã bị Lục Lâm Thiên thôn phệ thành một cỗ thi thể. Cảnh này khiến cho gần 60 linh giả còn lại kinh hãi, thế nhưng không thể nói ra lời. Kế tiếp, cỗ thây khô trong tay Lục Lâm Thiên dưới sự thiêu đốt của linh hỏa hóa thành cho tàn. Năm ngón tay Lục Lâm Thiên lại uốn lượn thành ấn, trong lòng bàn tay có một cỗ hấp lực giống như một cơn lốc đánh vào trên thiên linh cái của một linh sư khác. Cứ như vậy, một tiếng kêu thảm thiết vang lên trong mật thất. Lục Lâm Thiên tiến vào trạng thái điên cuồng thôn phệ, loại cấp bậc tu vi như linh sĩ, linh sư đối với Lục Lâm Thiên hiện tại không có tác dụng quá lớn. Thế nhưng tích tiểu thành đại, trong này cũng có không ít linh phách, Lục Lâm Thiên cũng dự định thôn phệ toàn bộ, chung quy cũng có chút tác dụng. Tu vi vũ giả của hắn đã tới vũ tướng cửu trọng đã có thể tùy thời thôn phệ đột phá, chính là vì tu vi linh lực hạn chế cho nên không thể đột phá. Lúc này Lục Lâm Thiên vô cùng muốn nhanh chóng đề thăng thực lực của bản thân, cho nên cũng chỉ có thể cố gắng thôn phệ nhiều linh sư và linh phách mà thôi. Nếu như là trước đây Lục Lâm Thiên cũng không muốn phiền phức như vậy, cũng không muốn tạo thành cảnh tượng giết chóc quy mô lớn. Lục Lâm Thiên cũng không phải là người sợ giết chóc. Thế nhưng nếu như không cần giết chóc thì cũng không nên giết. Hắn cũng không phải sát nhân cuồng ma, huống chi Nam Thúc đã từng nói qua, nếu giết chóc nhiều đối với con đường tu luyện sau này của hắn có ảnh hưởng vô cùng lớn. Nhưng dưới tình huống như vậy Lục Lâm Thiên cũng không thể bận tâm tới điều này, trước tiên đột phá linh lực thì hơn. Cứ như vậy điên cuồng thôn phệ 5 canh giờ, trong 5 canh giờ này, Lục Lâm Thiên điên cuồng thôn phệ 30 mấy linh sư, 12 linh phách, còn có 3 linh tướng nhất trọng. Một linh tướng lục trọng. 60 linh giả lúc này chỉ có hai một linh tướng cửu trọng, một linh tướng bát trọng và một linh tướng lục trọng đang vô cùng kinh hãi. Ba người này sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Phù. Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm chọc khí. Thôn vệ nhiều linh giả như vậy khiến cho năng lượng trong cơ thể đã tới cực hạn. Khóe miệng hắn không khỏi mỉm cười, đồng thời trong lòng cũng có chút ngưng trọng. Lúc này Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được rõ ràng sát khí trên người hắn đã nhanh chóng tăng lên. Sát khí này vô hình chung ảnh hưởng tới linh hồn của hắn. Nếu không phải hắn có linh hồn lực cực kỳ nhạy cảm thì lúc này Lục Lâm Thiên cũng không phát hiện được cỗ sát khí này tăng lên. Lục Lâm Thiên biết đây không phải là chuyện tốt. Đường tu luyện tuy rằng không phải là hoàn toàn lúc nào cũng tâm tính bình thản, thế nhưng cũng có ghi chép, sát khí đối với con đường tu luyện của bản thân sau này. Đặc biệt là tớ cảnh có ảnh hưởng vô cùng lớn. Cho nên lúc này trong lòng Lục Lâm Thiên vô cùng ngưng trọng. Thôn phệ hơn 50 người, giết chóc quá nặng, hắn không cảm thấy có việc gì bởi vì vô hình chung hắn đã giết rất nhiều người, chậm rãi đã coi sự giết chóc này là thói quen. Thế nhưng sau này lại có ảnh hưởng vô cùng lớn, xem ra sau này hắn phải chú ý nhiều hơn một chút. Điều chỉnh tâm tình một phen, Lục Lâm Thiên ngồi trên linh ngọc sàng lập tức kết thủ ấn, nhanh chóng khoanh chân tu luyện. Lục Lâm Thiên lúc này luyện hóa đám linh lực được thôn phệ vào trong cơ thể vô cùng nhanh. Chỉ cần luyện hóa một chút là có thể chuyển hóa thành linh lực tinh thuần của bản thân. Thời gian chậm rãi trôi qua, theo sự luyện hóa đám năng lượng này Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được mình đang tiến bộ không ngừng. Trong lúc luyện hóa, linh lực không ngừng tiến vào trong hồn đan, đồng thời lúc này cũng có một cỗ linh lực từ trên hồn đan bị kim đao màu vàng thôn phệ. Mà lúc này trên linh ngọc sàng,
trong lúc vô hình có một cỗ năng lượng tràn ngập. Linh lực được thôn phệ vào trong cơ thể được Lục Lâm Thiên luyện hóa, khiến cho linh lực của bản thân Lục Lâm Thiên tinh thuần hơn không ít. Thời gian cứ như vậy trôi qua, trong Phi Linh Môn những người tham gia đại chiến đều đang bế quan. Chỉ còn một mình Lưu Nhất Thủ xử lý mọi việc, bận tới mức sứt đầu mẻ trán. Thế nhưng lại khiến cho hắn hưng phấn không ngớt, cảm giác nắm mọi quyền hành trong tay khiến cho hắn cảm thấy vô cùng đã nghiền. Đối với Lưu Nhất Thủ, đệ tử trong Phi Linh Môn đều biết vị trưởng lão này thực lực không được tốt lắm, thế nhưng lại là một trong những thân tín của trưởng môn. Đồng thời những đệ tử Phi Linh Môn gần đây mới biết được, Lưu trưởng lão này không ngờ lại là phó đường chủ Kim Đường, địa vị hiển hách cho nên càng thêm tôn kính. Cho nên tất cả đệ tử Phi Linh Môn, hiện tại cho là trưởng lão và hộ pháp cũng không dám làm cao, đều gọi một tiếng Lưu trưởng lão. Điều này khiến cho Lưu Nhất Thủ lại càng cảm ơn trưởng môn. Hắn biết, nếu không có trưởng môn thì hắn có ngày hôm nay. Muốn gia nhập Phi Linh Môn thì phải trải qua thẩm tra lý lịch. Phi Linh Môn không phải ai muốn gia nhập cũng được. Lưu Nhất Thủ lúc này đứng trước cửa sơn môn Phi Linh Môn rồi nói với đám người xếp hàng dài muốn gia nhập Phi Linh Môn. Lúc này có không ít đệ tử Phi Linh Môn đang bận rộn ghi chép. Mấy ngày này mỗi ngày đều có mấy trăm người muốn gia nhập Phi Linh Môn. Lưu trưởng lão, người trên Trấn Hoa Môn đã tới, hắn đưa dược liệu tới. Một đệ tử Phi Linh Môn vội vã tới. Biết rồi, ta lập tức chạy qua. Lưu Nhất Thủ đáp, lập tức cưỡi yêu thú phi hành chạy tới Trấn Hoa Môn, lúc này quả thực hắn bận tới nỗi muốn hôn mê. Năm ngày lại trôi qua. Trong một mật thất ở hậu sơn Phi Linh Môn lúc này có một cỗ năng lượng thiên địa vô hình đang hội tụ. Năng lượng thiên địa vô hình ba động không ngớt, quanh thân Lục Lâm Thiên, quang cháo màu trắng trong suốt kia lúc này càng thêm chói mắt, khí tức quanh người kéo lên. Phanh! Rốt cuộc sau khi rằng có một đoạn thời gian không ngắn, Lục Lâm Thiên cảm giác linh lực trong đầu mình đã tới trạng thái no đủ, lập tức từ trong khí hải truyền đến một tiếng trầm muộn, một cỗ năng lượng nhanh chóng khuếch tán. Khí tức kéo lên, không gian trong đầu trong nháy mắt tăng mấy lần. Hồn đan nhanh chóng xoay tròn, linh hồn lực lúc này nhanh chóng được tăng cường. Hồn đan trở nên ngưng thực không ít, mà giờ phút này, kim đao màu vàng trong đầu trở nên cuồng bạo trong nháy mắt thôn phệ không ít linh hồn lực. Mặc dù kim đao màu vàng này vẫn thôn phệ không ít linh hồn lực, thế nhưng cho tới bây giờ vẫn vậy, không có chút biến hóa nào, chỉ ít theo như bản thân Lục Lâm Thiên là như vậy. Một lát sau, khí tức quanh thân Lục Lâm Thiên nội liếm lại, hai mắt mở ra, đồng thời ánh mắt càng trở nên thâm thúy. Một ngụm chọc khí từ trong cơ thể được trút ra. Phù! Thở ra một ngụm chọc khí, sắc mặt Lục Lâm Thiên trở nên hồng nhuận. Thương thế trên người vốn còn chưa khôi phục, lúc này trải qua quá trình thôn phệ linh lực cơ thể cũng chiếm được không ít chỗ tốt. Lúc này linh lực đột phá thương thế trong cơ thể đã được cải thiện không ít. Thương thế lần này đã chữa dược 7-8 phần. Tốc độ khôi phục thương thế như vậy vô cùng nhanh chóng. Đột phá linh tướng lục trọng, rốt cuộc cũng tới linh tướng thất trọng. Hít sâu một hơi, vặn thắt lưng một cái. Cảm nhận linh lực trong đầu mình lúc này, cảm quan và tâm thần dường như mạnh hơn không ít, khiến cho Lục Lâm Thiên thỏa mãn vuốt vuốt mũi. Đột phá linh tướng thất trọng, thế nhưng số linh lực thôn phệ vào đã luyện hóa hết. Tiếp tục luyện hóa. Lục Lâm Thiên đứng dậy, ánh mắt nhìn vào linh tướng lục trọng đang kinh hãi. Tiếp theo chảo ấn trong tay nhanh chóng chụp vào thiên linh cái của người này. Một cỗ hấp lực cuồng bạo được tuôn ra, không ngừng thôn phệ linh lực tiến vào trong cơ thể của hắn. Khi thôn phệ xong một linh tướng lục trọng, Lục Lâm Thiên do dự nhìn vào linh tướng bát trọng kia một chút rồi lập tức thôn phệ. Hắn là linh tướng thất trọng mà muốn thôn phệ linh tướng bát trọng chỉ sợ sẽ bị kháng cự. Thế nhưng nếu như không thôn phệ hết thì quá lãng phí, cho nên sau khi do dự một lát Lục Lâm Thiên cắn răng quyết định thôn phệ. Khi Lục Lâm Thiên thôn phệ linh tướng bát trọng kia, sắc mặt đã đỏ bừng, lúc này hắn hoàn toàn đang có cảm giác khó chịu. Mặc dù trên phương diện linh hồn lực Lục Lâm Thiên so với linh giả đồng cấm mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng cũng không giống như vũ giả, đan điền vô cùng biến thái so với vũ giả đồng cấp lớn hơn gấp chục lần. Linh hồn lực của Lục Lâm Thiên mạnh mẽ là bởi vì linh hồn lực đã ngưng thực hơn rất nhiều, trên phương diện linh hồn lực mạnh hơn không ít. Điều này có liên quan tới việc dùng linh hồn thần dịch trước đây và linh ngọc sàng phụ trợ. Mà không gian linh lực trong đầu hắn so với linh giả đồng cấp cũng lớn hơn một chút, thế nhưng cũng không biến thái như tu vi vũ giả. Vì vậy dùng tu vi linh tướng thất trọng thôn phệ một linh tướng bát trọng, hơn nữa trước đó còn thôn phệ một linh tướng lục trọng,
vì vậy Lục Lâm Thiên hiện tại giống như là ăn no quá vậy. Ăn nhiều quá sẽ bị bục dạ dày mà chết, thôn phệ nhiều thì sẽ bạo thể mà chết. Cho nên sau khi thôn phệ linh tướng bát trọng xong, Lục Lâm Thiên lập tức khoanh chân ngồi xuống bắt đầu luyện hóa. Lục Lâm Thiên bắt đầu luyện hóa, quanh người lại được một vòng quang cháo vô hình bao phủ. Lúc này trong mật thất cũng chỉ còn lại một linh tướng cửu trọng cuối cùng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sáng sớm, vạn vật dường như đều từ giấc ngủ say tỉnh dậy, không khí trải qua một đêm tinh lọc lúc này vô cùng sảng khoái dị thường. Chỉ là trong không khí lúc này có một chút lạnh lẽo, trong lúc bất chi bất giác cuối thu đã qua, bắt đầu vào đông. Giờ phút này, trong một kiến trúc lớn, bên trong có không ít thân ảnh đang ngồi, sắc mặt mọi người có chút kinh ngạc và ngưng trọng. Thực lực của phi linh môn này quả thực khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn. Xuất hiện hai vũ vương, không ít vũ xuất, còn có yêu thú lục giai, loại thực lực này không phải thế lực nhị lưu bình thường có thể có. Thám tử hồi báo lại, còn có đại quân yêu thú, phi linh môn đồng thời còn nắm giữ trận pháp, theo như lời thám tử nói, còn có khôi lỗi. Đại quân yêu thú, trận pháp, khôi lỗi, đây không phải là thứ mà thế lực bình thường có thể có, phi linh môn quả thực bất phàm. Trong đó phi linh môn còn có một vũ vương trực tiếp khiến cho thôi mệnh phán quan phải dùng linh hồn ly thể, đây không phải là việc mà vũ vương bình thường có thể làm được. Trong đại điện lúc này có không ít người nghị luận, trên người đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ, thực lực đám người này không hề đơn giản. Chư vị trưởng lão, chuyện phi linh môn các người thấy thế nào? Trên chủ vị, một đại hán trung niên nhíu mày hỏi. Người này tuổi chừng hơn 40, mày kiếm, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Khí thế vô song. Lúc này hai mắt vừa chuyển, trong ánh mắt có một cỗ uy nghiêm. Trưởng môn, kệ bọn họ, phi linh môn lần này khiến cho hắc sát giáo bị thương nặng, tiền mất tật mang. Mặt mũi cũng bị tát một cái, đối với linh thiên môn chúng ta chính là chuyện tốt. Trong đại điện lúc này có một đại hán mở miệng nói. Chính là người mà Lục Lâm Thiên không hề xa lạ, lưu trưởng lão trong linh thiên môn. Lúc này bên trong đại điện còn có vương trưởng lão kia. Còn có Quách Văn Tinh linh xuất thất trọng cũng có mặt. Nam tử trung niên có mái tóc dài màu đen, mày kiếm, mắt sáng kia chính là trưởng môn Lữ Chính Cường của Linh Thiên Môn. Lưu trưởng lão, hắc sát giáo tổn thất không nhỏ, đối với Linh Thiên Môn chúng ta ít nhiều cũng có chỗ tốt. Thế nhưng chuyện này lại không hề đơn giản. Thám tử hồi báo, trong đó còn có sự xuất hiện của người Linh Vũ Giới. Đám người Linh Vũ Giới này gần đây đã nhiều lần xuất hiện, đồng thời giống như thần long không thấy đầu đuôi. Dường như đã thẩm thấu vào bên trong không ít thế lực, có tâm dục dịch, chỉ sợ đây không phải là một chuyện tốt. Trong đại điện, gần chủ vị có một lão giả tóc trắng mở miệng nói, khí tức của người này không ngờ lại cao hơn tất cả mọi người. Linh vũ giới này thực sự vô cùng quỷ dị, trong đó đều là những cường giả biến mất không lâu trước đó. Thực lực cũng không yếu, bọn chúng xuất hiện trong cổ vực nhất định là có ý đồ, chúng ta phải đề phòng. Ánh mắt Lữ Chính Cường chợt lóe. Sau khi do dự một chút rồi từ từ nói. Mà phi linh môn lần này thực lực cũng bất phàm, có thể lôi kéo quỷ tiên tử Bạch Oánh, thôi hồn độc suất đông vô mệnh, cũng không phải là việc mà người bình thường có thể làm được. Hơn nữa lại có thể khống chế yêu thú và trận pháp, còn có khôi lỗi. Như vậy thực lực tuyệt đối không đơn giản, phi linh môn này đột nhiên xuất hiện, đám người linh vũ giới cũng vậy, chỉ sợ trong cổ vực lần này sẽ gió thổi mây phun. Cổ vực tĩnh lặng đã lâu. Dù sao đi nữa linh thiên môn ta cũng không cần phải e ngại bất kỳ thế lực nào. Nói không chừng linh thiên môn ta còn có thể nhân cơ hội nhận được một ít chỗ tốt cũng không biết chừng. Một trưởng lão linh thiên môn nói. Không được chủ quan, linh thiên môn chúng ta mặc dù có thực lực đó, thế nhưng trên đời này trên người có người khác, trên thế lực này có thế lực khác mạnh hơn. Trước tiên không nói tam tông tứ môn trên đại lục linh vũ, cũng không nói thành ma vân, ngay cả ba sơn môn hắc sát giáo. Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang, thực lực mỗi một môn phái đều không dưới linh thiên môn chúng ta. Cho nên trưởng lão không thể sơ ý. Lữ Chính Cường nhìn vào vị trưởng lão vừa nói xong rồi nói. Trưởng môn nói chí phải, ta thụ giáo. Vị trưởng lão kia ngẩn ra rồi chắp tay nói. Trưởng môn, lẽ nào người hoài nghi phi linh môn kia có hậu trường? Gần chủ vị, lão giả tóc trắng kia nói. Lục Lâm Thiên của phi linh môn chính là vũ giả toàn hệ, trong tay còn có vũ linh khí. Quán quân đại hội tam tông tứ môn lần trước dường như cũng có tên là Lục Lâm Thiên, cũng là vũ giả toàn hệ. Vũ tướng nhất trọng có thể đánh bại vũ xuất nhất trọng.
Lục Lâm Thiên dùng thực lực Vũ tướng cửu trọng có thể đánh chết Vũ xuất tứ trọng. Lẽ nào chư vị trưởng lão đều cho rằng còn có chuyện người trùng họ trùng tên như vậy sao? Lẽ nào có hai vũ giả ngũ hệ trùng họ tên trong hàng tỷ người như vậy sao? Lữ Chính Cường cười nhợt nhạt rồi nói với mọi người trong đại điện. Lẽ nào người này chính là Lục Lâm Thiên kia của Vân Dương Tông? Như vậy xem ra Vân Dương Tông là phi linh môn tuyệt đối có quan hệ. Trong đại điện, lúc này không ít trưởng lão ngạc nhiên rồi lập tức nghị luận. Từ tin tức trên đại lục linh vũ mà nói, Lục Lâm Thiên này dường như đã rời khỏi Vân Dương Tông, thế nhưng lại có hôn ước với nữ nhi của Vân Khiếu Thiên, điều này khiến cho ta nghĩ không ra. Vương trưởng lão suy nghĩ một chút rồi nghi hoặc nói. Trưởng môn, việc lần này phải làm thế nào cho phải? Phi linh môn có liên quan tới Vân Dương Tông, nếu như vậy thì phải xem xét lại. Vẻ mặt trưởng lão tóc bạc trầm xuống, nhướng mày nói. Lục Lâm Thiên rời khỏi Vân Dương Tông chỉ sợ trong đó có huyền cơ. Vũ giả toàn hệ, thiên phú cực kỳ bất phàm, Vân Dương Tông không ngờ lại cho phép người này rời khỏi Vân Dương Tông. Không biết Vân Khiếu Thiên kia suy nghĩ cái gì? Ánh mắt Lữ Chính Cường biến đổi nói. Chuyện này ta nghĩ có khả năng là do Vân Khiếu Thiên an bài, thế nhưng bản thân Lục Lâm Thiên lại tự mình muốn rời khỏi Vân Dương Tông. Kết quả này mặc dù không giống nhau thế nhưng cũng coi như tương đồng. Trưởng môn, hai điều này có gì khác nhau? Lưu trưởng lão lập tức nghi hoặc hỏi, hắn nghĩ tới nát óc cũng không ra nguyên do. Ha ha! Lữ Chính Cường mỉm cười, sắc mặt biến đổi, mang theo một chút ngưng trọng nói. Nếu như là Vân Khiếu Thiên an bài, vậy thì mục đích của phi linh môn trong cổ vực vô cùng rõ, cũng có thể giải thích được vì sao phi linh môn trong thời gian ngắn có thực lực mạnh mẽ như vậy. Ngay cả Hắc Sát giáo cũng dám trêu chọc. Nói xong, Lữ Chính Cường ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Thế nhưng Lục Lâm Thiên lại tự mình yêu cầu rời khỏi Vân Dương Tông, điều này đủ để chứng minh người này không phải là rồng thì chính là trùng. Thế nhưng hiện tại xem ra người này chính là rồng. Bằng vào biểu hiện của hắn trên đại hội Tam Tông Tứ Môn, hơn nữa lại bằng vào quan hệ nhạc phụ, tiểu tế với Vân Khiếu Thiên, 10 năm sau cho dù trở thành tông chủ tiếp theo của Vân Dương Tông cũng không là vấn đề quá lớn. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại rời Vân Dương Tông tới phi linh môn nho nhỏ. Tiểu tử này không đơn giản, mặc kệ là Vân Khiếu Thiên an bài hay là quyết định của tiểu tử kia, nếu như đã tới cổ vực thì sau này cổ vực không muốn loạn cũng khó. Nếu như có một ngày phi linh môn có đủ thực lực, chuyện cổ vực náo động chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Nếu như có liên quan tới Vân Dương Tông vậy thì hậu quả. Trưởng môn, như vậy phi linh môn này chúng ta không thể trơ mắt nhìn như vậy, bằng không sớm. Một lão giả áo xanh từ đầu không nói gì lúc này sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói. Khí tức trên người kẻ này so với mấy trưởng lão còn lại còn mạnh hơn. Trưởng lão, Hắc Sát giáo vừa mới bị giáo huấn một lần, lẽ nào chúng ta muốn nối gót bọn họ sao? Lữ Chính Cường nói. Trưởng môn, hiện tại cánh của phi linh môn chưa cứng, chỉ sợ sau này cánh đã cứng rồi thì đối với linh thiên môn chúng ta không phải là chuyện tốt lành gì. Hiện tại nếu như không mạnh mẽ nhổ lấy, bằng vào biểu hiện của phi linh môn hiện tại, chỉ sợ sau này muốn nhổ tận gốc cũng đã chậm. Trưởng lão áo xanh kia nhíu mày nói. Thực lực phi linh môn kia hiện tại không tồi, nhưng còn xa mới đủ để uy hiếp linh thiên môn chúng ta. Chúng ta hà tất phải động vào việc này. Phi linh môn này mặc kệ như thế nào cũng không tránh khỏi có quan hệ với Vân Dương Tông. Vấn trưởng lão cho rằng hiện tại phi linh môn dễ đối phó được sao? Có lẽ Hóa Vũ Tông cùng với Hắc Sát giáo hiện tại còn đau đầu hơn. Phi linh môn nằm ngay trong địa bàn của Hóa Vũ Tông, Hắc Sát giáo lần này lại ăn thiệt thòi trong tay phi linh môn, bọn họ còn chưa có hành động, chúng ta hà tất phải sốt ruột. Lữ Chính Cường như cười như không nói. Lại nói, Lục Lâm Thiên chính là vũ giả toàn hệ. Đây chính là vũ giả trong hàng tỷ người mới có được. Thiên phú vô cùng kinh khủng, chỉ cần có thời gian phát triển, sau này thành tựu không thể hạn lượng. Vương trưởng lão nói. Vương trưởng lão nói chí phải, người này ta còn chưa gặp mặt cho nên hiện tại cũng không thể phán đoán. Nếu như có cơ hội ta rất muốn gặp người này một lần. Lữ Chính Cường khẽ cười nói. Trưởng môn, tiểu tử này không phải là người tốt, theo ta thấy hắn chính là một tiểu tử miệng lưỡi xảo quyệt. Lưu trưởng lão nói, sư phụ, không hay rồi. Lưu trưởng lão vừa dứt lời, ngoài đại điện có một thanh niên khuôn mặt thanh tú, tuấn lãng vội vã chạy vào đại điện. Nhìn thấy chúng trưởng lão có mặt lập tức thu hồi vẻ bối rối rồi hành lễ.
tham kiến chư vị trưởng lão. Quách Đông, có chuyện gì mà hối hả như vậy? Lữ Chính Cường nhíu mày nhìn vào thanh niên này. Sư phụ, sư muội không thấy đâu nữa. Thanh niên kia cười khổ nói. Nhà đầu này lại chạy đi đâu vậy? Lữ Chính Cường sửng sốt rồi thở dài nói. Không lâu trước đó mấy huynh đệ chúng con đang thảo luận chuyện phi linh môn, sau khi sư muội nghe thấy lập tức cưỡi yêu thú phi hành rời đi. Chúng con muốn ngăn cũng không được. Thanh niên này bất đắc dĩ nói. Trưởng môn, tiểu thư nhất định đã đi tới phi linh môn tìm tiểu tử kia. Ta đã nói tiểu tử này miệng lưỡi xảo quyệt mà, tiểu thư đã bị hắn lừa. Lưu trưởng lão nhanh chóng nói. Phù! Lữ Chính Cường thở ra một hơi, ánh mắt nhíu lại, do dự một chút rồi từ từ nói. Ta cũng có việc nhân tiện ra ngoài. Vương trưởng lão, Lưu trưởng lão, hai vị theo ta ra ngoài một chút. Trưởng môn, người muốn đi phi linh môn sao? Vương trưởng lão nhíu mày hỏi. Ta vốn muốn đi tới mấy nơi, việc linh vũ giới này quá mức quỷ dị, chúng ta không thể sơ ý. Thuận tiện cũng đi tới phi linh môn một chút, vũ hỉa toàn hệ ta cũng có chút hiếu kỳ. Mặt khác cũng đi tới nhất tông nhất giáo nhất trang nhất môn để thương nghị chuyện mở ra vụ tinh hải. Lữ Chính Cường nói. Đúng vậy, lại sắp tới thời gian mở vụ tinh hải rồi. Không ít trưởng lão nói. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nháy mắt đã trôi qua 10 ngày. Trong phi linh môn, một ít đệ tử, trưởng lão, hộ pháp bị thương nhẹ đã chữa thương xong. Khôi phục cũng được 7-8 phần, không đáng lo ngại nữa. Lưu Nhất Thủ lúc này cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Đại chiến 20 ngày trước đối với phi linh môn mà nói không có biến hóa quá lớn. Trong phi linh môn tất cả đều bình thường. Có một thứ duy nhất khác thường chính là trong lòng tất cả đệ tử phi linh môn lúc này đều có thêm một cỗ ngạo khí. Cảm tình đối với phi linh môn càng thêm lớn. Thực lực hiện tại của phi linh môn khiến cho tất cả đệ tử khi đi ra ngoài đều ngẩng đầu ưỡn ngực. Siêu siêu. Trong mật thất ở Hậu Sơn, Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm trọc khí, lập tức dừng tu luyện. Quanh thân có một tầng quang mang nhàn nhạt trong nháy mắt được thu vào cơ thể. Hai mắt mở ra, tinh quang trong mắt chợt lóe, ánh mắt thâm thúy, trong suốt giống như ngôi sao ở phía chân trời. Linh tướng bát trọng trung kỳ, không thể đột phá nữa. Chờ mấy ngày nữa củng cố tu vi rồi nói tiếp. Cảm nhận linh lực trên người trong lòng Lục Lâm Thiên vô cùng thỏa mãn. Thôn phệ linh tướng lục trọng và bát trọng khiến cho linh lực Lục Lâm Thiên chỉ đạt tới thất trọng linh tướng đỉnh phong mà thôi. 6 ngày trước Lục Lâm Thiên lại tiếp tục thôn phệ linh tướng cửu trọng kia. Sau đó linh lực lại đột phá lần nữa. Mà linh lực khổng lồ của linh tướng cửu trọng kia chỉ giúp hắn đột phá tới linh tướng bát trọng trung kỳ mà thôi. 60 linh giả, từ linh tướng lục trọng đột phá tới linh tướng bát trọng trung kỳ trong thời gian 20 ngày khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng thỏa mãn. Đột phá hơn 2 trọng cũng là cực hạn của hắn. Kế tiếp chính là khoảng thời gian củng cố tu vi, sau đó mới có thể tiếp tục thôn phệ. Lục Lâm Thiên cảm giác linh lực trong cơ thể lúc này không khỏi mỉm cười. Linh lực đột phá, linh hồn lực trong đầu cũng tăng lên không ít, vô hình chung cũng mạnh hơn. Linh vũ song tu, đáng tiếc linh lực còn không thể bại lộ quá sớm. Bằng không chiếm lực lại được tăng cường không ít. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói. Hắn là linh vũ song tu thế nhưng trước mặt người khác lại không tiện thi triển linh lực khiến cho hắn có cảm giác giống như anh hùng không có đất dụng võ. Nếu có thể tùy ý thi triển linh lực và chân khí, hai thứ hợp lại thực lực của hắn sẽ tăng lên một mảng lớn. Đối với điểm này bản thân Lục Lâm Thiên hiện tại cũng không cảm thấy thế nào. Dù sao hiện tại hắn đã bại lộ thân phận vũ giả ngũ hệ. Có lẽ đã khiến cho không ít người chú ý. Nếu như bại lộ ra việc bản thân là linh vũ song tu, chỉ sợ hậu quả sẽ vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Bằng vào thực lực của bản thân hắn lúc này tuyệt đối không thích hợp bại lộ thân phận linh vũ song tu. Đối với việc hiện tại không thể thi triển linh lực Lục Lâm Thiên cũng không cảm thấy quá nghẹn khuất. Chí ít bởi vì là linh giả cho nên linh hồn lực của hắn mạnh hơn nhiều. Cho nên tại phương diện lĩnh ngộ hắn cũng có được không ít chỗ tốt. Nếu không phải như vậy, bằng vào thực lực của hắn hiện tại cũng không thể lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính tới mức này. Đại chiến 20 ngày trước, Lục Lâm Thiên đối với thực lực của mình lại có cái nhìn khác. Muốn đánh chết vũ xuất tứ trọng bình thường thì hắn phải liều mạng mới làm được. Mà tên vũ xuất tứ trọng kia chỉ là vũ xuất bình thường. Nếu như gặp phải vũ xuất có con bài tẩy, hoặc là có thiên phú bất phàm. Nếu hắn muốn giết sợ rằng không có khả năng. Trong đám người có tu vi đồng cấp thì có thực lực mạnh yếu khác nhau. Điểm này Lục Lâm Thiên vô cùng hiểu rõ.
nếu như hắn mà là vũ tướng cửu trọng bình thường thì tuyệt đối sẽ chết rất khó coi. Mà hắn như vậy không có nghĩa là những người khác cũng không thể làm như vậy. Mượn đám người chiến đao khuất đao tuyệt, phách đao long tam, phi ưng lăng phong trên Vân Dương Tông mà nói, mỗi một người đều có lá bài tẩy của mình. Nếu như bọn họ đột phá vũ xuất vậy thì thực lực sẽ mạnh hơn người có tu vi đồng cấp nhiều lần. Đối với thực lực của mình, Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể phán đoán trên người đối thủ bình thường. Cho nên cho dù là đối thủ nào hắn cũng không thể sơ ý, cho dù là đối thủ yếu hơn mình. Kiêu ngạo thất bại, đạo lý này hắn hiểu, chỉ cần sơ ý một chút khó có thể bảo đảm không lật thuyền trong mương. Sau khi thu thập một phen, Lục Lâm Thiên rời khỏi mật thất. Kế tiếp trong Phi Linh Môn có lẽ cũng có không ít chuyện cần hắn đi làm. Lão đại, thương thế huynh thế nào rồi? Trong hậu sơn, Tiểu Long lắc mình đi tới trên vai Lục Lâm Thiên. Không có việc gì, một chút thương thế đó không làm gì được lão đại đệ. Vuốt ve cái đầu Tiểu Long, đại chiến lần trước Lục Lâm Thiên phỏng đoán dường như Tiểu Long cũng không hoàn toàn bị thương. Lực phòng ngự của nó vô cùng cường hãn, chỉ sợ ngay cả vũ xuất cửu trọng cũng không nhất định có thể làm nó bị thương. Đương nhiên, lão đại của đệ là lợi hại nhất. Đôi mắt nhỏ Tiểu Long khẽ đảo, giống như trẻ con, khẽ mỉm cười nói. Tiểu tử ngươi, từ lúc nào đã học được chiêu vuốt mông ngựa vậy? Lục Lâm Thiên khẽ cười, bàn tay vỗ nhẹ vào đầu Tiểu Long. Siêu! Tiểu Long trong nháy mắt nghiêng người né tránh, đôi mắt nhỏ chuyển động, kháng nghị nói. Lão đại, đệ sẽ bị huynh đánh ngốc mất, cẩn thận đệ nói cho Hồng Lăng tỷ biết huynh ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Cánh tay vươn ra ngoài dài nhỉ, đệ dám uy hiếp ta sao? Lục Lâm Thiên ngạc nhiên trừng mắt nhìn Tiểu Long, tên tiểu tử này không ngờ lại dám cáo trạng. Lần trước Hồng Lăng tỷ đã nói thầm với đệ, muốn đệ trông huynh, lần sau gặp mặt tỷ ấy sẽ cho đệ một viên đan dược lục giai. Tiểu Long có chút đắc ý cười nói. Đệ chỉ có một chút tiền đồ ấy thôi sao? Đan dược chỉ có lục phẩm mà cũng đem lão đại đệ bán đi. Lục Lâm Thiên cả giận nói, lập tức lại cười hắc hắc nói. Hắc hắc, lần sau gặp nàng đệ phải đòi đan dược thất phẩm, sau đó chúng ta mỗi người một nửa. Lão đại, huynh quá mức tà ác rồi nha. Tiểu Long trừng mắt, vô cùng bất đắc dĩ nói. Ca ca. Một tiếng kêu vang lên, Lục Tâm Đồng trong nháy mắt chạy tới bên người Lục Lâm Thiên, đôi mắt trong veo kia khẽ nháy rồi hỏi. Ca ca, huynh và Tiểu Long đang nói gì thế? Không có gì, hắc hắc. Lục Lâm Thiên xấu hổ cười, nhìn Lục Tâm Đồng, vẻ mặt tức thì biến đổi. Tâm Đồng, muội đột phá rồi sao? Muội cũng không biết. Ngày hôm qua đang tu luyện rồi tự dưng đột phá. Lục Tâm Đồng nháy mắt rồi nói. Tự dưng đột phá sao? Lục Lâm Thiên ngạc nhiên không nói được câu gì. Những lời này dường như khi trước hắn cũng từng nói qua. Nhìn Lục Tâm Đồng, Lục Lâm Thiên không khỏi mỉm cười. Trước đây hắn vẫn lo lắng cho nàng. Không muốn nàng ra ngoài rèn luyện, sợ nàng bị thương tổn. Thế nhưng từ trận đại chiến 20 ngày trước mà xem, đây là một tiểu độc ma. Hoàn toàn có năng lực tự chiếu cố bản thân mình. Nếu chỉ biết tu luyện có lẽ sẽ ảnh hưởng tới sau này, có đôi khi cũng nên tôi luyện nhiều một chút, nói không chừng tới lúc đó đột phá nhanh hơn. Ca ca, huynh nhìn chằm chằm muội làm gì? Lục Tâm Đồng nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Không có gì, Phi Thiên Ngô Công của muội đâu? Lục Lâm Thiên hỏi. Phi Thiên Ngô Công và Thiên Sĩ Tuyết Sư đã tới Hậu Sơn đột phá, có lẽ cần vài ngày mới xuất quan. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Tâm Đồng lập tức cười như nở hoa, tọa kỵ của nàng sắp đột phá, sau khi đột phá chính là lục giai, trong lòng nàng đương nhiên vô cùng vui vẻ. Cũng nên đột phá rồi. Lục Lâm Thiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Phi Thiên Ngô Công vốn là ngũ giai hậu kỳ, lúc này đột phá cũng là trong dự liệu của hắn. Mà Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng đã tới lúc đột phá lần hai. Ánh mắt nhìn vào Lục Tâm Đồng. Lúc này tiểu độc ma này mới 14 tuổi mà đã là linh tướng lục trọng, điều này khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng kinh ngạc. Nếu không phải hắn có âm dương linh vũ quyết thì so sánh với nàng còn kém xa. Mà thiên phú của Lục Tâm Đồng, so với những đệ tử thân truyền trong tam tông tứ môn chỉ sợ không có ai có thể so sánh được với nàng. Tiểu Long, Bạch Linh còn chưa xuất quan sao? Lục Lâm Thiên hỏi Tiểu Long. Bạch Linh tỷ thương thế rất nặng. Có lẽ cần một đoạn thời gian nữa mới có thể khôi phục. Tiểu Long nói. Lục Lâm Thiên nhíu mày, lập tức rời khỏi hậu sơn. Những biến chuyển gần đây của Phi Linh Môn Lục Lâm Thiên cũng phải tìm hiểu một chút mới được.
Một lát sau, trong đại diện, dưới sự báo cáo của đám người Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lâu, Lưu Nhất Thủ, Trịnh Anh, Trương Khiếu Lục Lâm Thiên mới biết được những biến chuyển thời gian gần đây của Phi Linh Môn. Trong 20 ngày này, những đệ tử bị một chút vết thương nhẹ đều đã khôi phục. Đệ tử bị thương nặng đều đang bế quan, mà trong khoảng thời gian này, Phi Linh Môn đã nhận không ít đệ tử mới. Trên phương diện nhận đệ tử mới, Lục Lâm Thiên cố ý nói vài câu. Đệ tử mới nhận nhất định phải nghiêm ngặt kiểm tra, tuy rằng không có khả năng làm được nghiêm ngặt như các thế lực lớn. Thế nhưng tất cả các công việc trọng yếu trong môn không thể để các đệ tử mới nhúng tay. Mà trên phương diện đãi ngộ, đệ tử cũ so với đệ tử mới cao gấp đôi. Các trưởng lão, hộ pháp lúc thu đệ tử thân truyền nhất định phải kiểm tra nghiêm ngặt. Còn đám dòng binh trong sơn mạch Vũ Đô, Lục Lâm Thiên nói cho Hoa Mãn Ngọc bắt đầu thu nạp dòng binh tiến vào Phi Linh Môn. Đám dòng binh đoàn đều được ma luyện trong sơn mạch Vũ Đô, thực lực không thấp, tuyệt đối là một cỗ thế lực không kém. Phi Linh Môn hiện tại cũng là lùng cần dùng người. Đem đám dòng binh này thu vào Phi Linh Môn đối với sự phát triển sau này cũng có lợi rất nhiều. Đội trưởng của dòng binh đoàn gia nhập Phi Linh Môn có thể nhận được chức vị hộ pháp. Tiếp theo Lục Lâm Thiên lại nói một chút về việc xây dựng thành trên trấn Hoa Môn và Đoàn Sơn. Tuy rằng hiện tại hắn đã tiện tay khống chế Quỷ Vũ Tông, thế nhưng căn cơ của Phi Linh Môn Lục Lâm Thiên vẫn quyết định là ở trên trấn Hoa Môn và Phi Linh Sơn. Tuy rằng trấn Hoa Môn và Phi Linh Sơn vẫn kém thành Quỷ Vũ hiện tại, thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng từng suy nghĩ qua, lùi một bước mà nói, Phi Linh Môn ở trên Phi Linh Sơn cũng có ưu thế riêng. Phi Linh Môn ở gần Sơn Mạch Vũ Đô, nắm trong tay Sơn Mạch Vũ Đô, vạn nhất cổ vực xuất hiện dung chuyển, Phi Linh Môn cũng vừa có thể thủ, vừa có thể công, cũng có thể chỉ lo thân mình, đây mới là điều quan trọng nhất. Sau khi nghị luận một phen, Lục Lâm Thiên mới thở ra một hơi. Trong khoảng thời gian này, Phi Linh Môn cũng không có đại sự gì. Những biến hóa trong cổ vực khoảng thời gian này Lục Lâm Thiên cũng không biết, có lẽ phải đợi tin tức của ám đường mới biết được. Trương Môn, tông chủ Quỷ Vũ Tông ở ngoài cầu kiến. Hoàng Bác Nhiên tới đại điện rồi hành lễ nói. Đới cương tử này còn dám tới Phi Linh Môn sao? Khuôn mặt Hoa Mãn Ngọc trầm xuống rồi nói. Trưởng Môn, trực tiếp đánh chết đới cương tử coi như là hết. Quỷ Vũ Tông chúng ta cũng không cần nữa. Hoa Mãn Lâu oán hận nói. Quan hệ giữa Quỷ Vũ Tông và Phi Linh Môn, hai người từ miệng các đường chủ đã biết được. Đới cương tử. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên hàn ý, đới cương tử này tới thật là đúng lúc. Người của Hắc Sát Giáo tới khi trước đới cương tử trốn rất xa, hiện tại lại tới không biết là muốn cái gì. Trước tiên không vội, Quỷ Vũ Tông đã không thể trở mình được nữa rồi. Thế nhưng nếu diệt bọn chúng bây giờ mà nói đối với Phi Linh Môn chúng ta vô cùng bất lợi, chờ một đoạn thời gian nữa rồi tính tiếp. Lục Lâm Thiên nói, Phi Linh Môn quật khởi có lẽ không ít thế lực đang chờ động tác tiếp theo của Phi Linh Môn. Nếu như Phi Linh Môn lập tức diệt Quỷ Vũ Tông mà nói, sẽ bị những thế lực khác đề phòng Phi Linh Môn. Mà phòng chừng hiện tại cũng có không ít thế lực muốn nhìn xem Phi Linh Môn có dã tâm hay không. Hoàng Bác Nhiên, dẫn bọn chúng vào đi. Do dự một chút Lục Lâm Thiên lập tức nói với Hoàng Bác Nhiên. Phi Linh Môn có dã tâm của mình, nhưng Lục Lâm Thiên không muốn bại lộ quá sớm. Lần này đưa tới Hắc Sát Giáo và mấy sơn môn như Địa Cương Môn, Đoàn Tụ Tông, Côn Sơn Môn là do hắn sơ ý. Loại sơ ý như vậy hắn không thể tái phạm lần hai. Hoàng Bác Nhiên lập tức rời khỏi đại điện. Một lát sau, ngoài đại điện mang theo thanh âm vô cùng thân thiết của đới cương tử. Lục trưởng môn, người không sao chứ, lần này quả thực ta gấp muốn chết. Nói xong, thân ảnh đới cương tử đã xuất hiện trong đại điện, phía sau còn có mấy trưởng lão Quỷ Vũ Tông. Mà điều kỳ quái chính là phía sau còn mang theo một vũ sư đã bị cấm chế. Hóa ra là đới tông chủ, sao ngươi lại tới đây? Lục Lâm Thiên mỉm cười, dường như là không có việc gì vậy. Lục trưởng môn, ta một mực bế quan, hôm nay mới biết việc của Phi Linh Môn cho nên suốt đêm chạy qua đây, nghe nói Phi Linh Môn không có việc gì ta mới thở dài một hơi. Đới cương tử nói, ta đã thông chi cho đới tông chủ hai lần. Hóa ra đới tông chủ đang bế quan sao? Sắc mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống rồi nói. Đới cương tử nhìn thấy sắc mặt Lục Lâm Thiên ánh mắt khẽ biến rồi nói. Lục trưởng môn, ta tới nhận tội. Chuyện này đều là do tên đệ tử này làm ra. Ta đang bế quan, hắn không đem chuyện Phi Linh Môn báo cho ta biết. Lần này ta cũng đặc biệt mang tên đệ tử này tới để Lục trưởng môn xử trí.
Lục Lâm Thiên nhìn vào tên đệ tử toàn thân bị cấm chế. Lúc này tên đệ tử toàn thân bị cấm chế không thể nhúc nhích, thế nhưng trong mắt mang theo sự kinh hoàng, có chút phản kháng, rõ ràng là không phục. Tất cả những thứ này Lục Lâm Thiên đương nhiên hiểu rõ. Chỉ sợ đới cương tử này đã tùy tiện tìm một đệ tử tu vi vũ sư để có một lý do tới gặp hắn. Bế quan cái rắm, đều là chó má, trong lòng đới cương tử này chỉ sợ đã có tâm khác. Quên đi, nguy cơ của Phi Linh Môn đã được giải trừ, một đệ tử nho nhỏ có lỗi lần, tạm tha cho hắn đi. Lục Lâm Thiên khẽ nói. Lục trưởng môn đại nhân đại lượng, nhưng tên đệ tử này suýt hại cho ta mang danh bất nghĩa. Quỷ Vũ Tông và Phi Linh Môn đã kết minh, nếu như Phi Linh Môn xảy ra chuyện gì ta khó mà ăn nói. Tuy rằng hiện tại nguy cơ đã được giải trừ, thế nhưng ta cũng không thể buông tha cho tên đệ tử này. Ánh mắt đới cương tử khẽ biến, một cỗ chân khí trong tay bắt đầu khởi động. Trong nháy mắt đánh vào người đệ tử có tu vi vũ sư bị cấm chế kia. Phanh! Một tiếng trầm muộn rất nhỏ vang lên, tên đệ tử kia lập tức bị đánh chết. Đới tông chủ cần gì phải làm vậy, khiến cho ta cảm thấy áy náy. Lục Lâm Thiên mở miệng cười nói. Lục trưởng môn không trách tội khiến cho ta cảm thấy xấu hổ. Vậy thì không quấy rầy Lục trưởng môn nữa. Sau này có ai dám trêu chọc Phi Linh Môn Quỷ Vũ Tông ta là người thứ nhất không tha cho hắn. Đới cương tử nói xong lập tức cáo từ rời đi. Lục Lâm Thiên cũng không giữ lại. Sau khi nói vài câu có lệ, cũng không đưa tiến, chỉ để Hoàng Bác Nhiên đưa hai người ra khỏi đại điện mà thôi. Trưởng môn, đới cương tử này quả thực không biết xấu hổ nha. Hoa Mãn Ngọc nhíu mày nói. Nếu biết xấu hổ thì hắn đã phải chết từ lâu rồi. Người này không biết xấu hổ quả thực thiên hạ vô địch. Lục Lâm Thiên khẽ cười, ánh mắt lập tức trầm xuống nói. Đáng tiếc ta cũng không tin những lời ma quỷ của hắn. Có lẽ Quỷ Vũ Tông đã tìm được chỗ dựa vững chắc, chúng ta phải chú ý nhiều hơn một phen. Trưởng môn, ý người chính là phía sau Quỷ Vũ Tông đã tìm được một cường giả chống đỡ. Hoa Mãn Lâu nghi hoặc hỏi. Đới cương tử đã ăn vào phệ huyết hóa cốt đan của Đông Lão, nếu như không ai đáp ứng có thể giải độc cho hắn, người nghĩ hắn dám làm như vậy sao? Lục Lâm Thiên nói. Ta hiểu, phệ huyết hóa cốt đan há là người bình thường có thể giải được. Một thanh âm vang lên, lập tức thân ảnh thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh xuất hiện trong đại điện. Tham kiến cung phụng. Chúng trưởng lão, hộ pháp hành lễ. Đông Lão, thương thế của người thế nào rồi? Lục Lâm Thiên nhìn thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh, lúc này sắc mặt vẫn đang tái nhợt, khí tức dường như vẫn chưa khôi phục tới trạng thái trước đây. Không còn đáng ngại, chỉ là nếu như muốn khôi phục lại như cũ không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Ánh mắt thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nhìn Lục Lâm Thiên nói. Tốc độ khôi phục của ngươi quả thực cực nhanh. Đông Lão, người nói xem rốt cuộc phía sau đới cương tử là ai. Nhìn thấy thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh không có vấn đề gì đáng ngại, Lục Lâm Thiên cũng thở dài một hơi. Với tình trạng này khôi phục chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Phệ huyết hóa cốt đan của ta cho dù là linh vương bình thường nếu không có đan phương của ta cũng không thể phá giải. Độc trên người đới cương tử vừa rồi ta vẫn cảm nhận được, cũng chưa phá giải. Theo ta đoán, hẳn là có người cho hắn một lời hứa hẹn, mà hắn lại tin. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh suy tư một lát rồi nói. Đới cương tử không phải là kẻ ngu si, cũng có chút thông minh, người có thể khiến hắn tin tưởng phỏng chừng cũng không phải là người bình thường. Hẳn là người Hóa Vũ Tông. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nói. Đới cương tử có lẽ không muốn để chúng ta khống chế cho nên một mặt tìm chỗ dựa vững chắc, hắn cho rằng chân đứng hai thuyền sẽ an toàn hơn một chút. Mà cái thuyền thứ hai này có lẽ cũng chỉ có Hóa Vũ Tông. Cũng chỉ có lời Hóa Vũ Tông nói đới cương tử mới tin tưởng. Vậy ngươi định làm thế nào bây giờ? Ánh mắt thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nhìn về phía Lục Lâm Thiên rồi nói. Trước tiên không cần nóng vội, có lẽ hiện tại có không ít người đang nhìn vào Phi Linh Môn. Việc Quỷ Vũ Tông ta còn muốn nghĩ kỹ một chút. Lục Lâm Thiên nói. Ám đường vừa mới truyền tới tin tức, Phi Linh Môn bây giờ trong cổ vực thanh danh hiển hách. Hiện tại không có tin tức gì truyền ra từ Hắc Sát Giáo, thế nhưng có không ít thế lực nhị lưu gần đây phái người tới phạm vi của Phi Linh Môn ta. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nói. Không sao, sớm muộn gì cũng bị mọi người quan tâm. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ nói. Mọi người lại thương lượng một chút chuyện rồi mới tự rời đi.
Lục Lâm Thiên cũng nhanh chóng về đình viện phía sau núi với thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh. Đông lão, thương thế của Oánh tỷ thế nào rồi? Trong đình viện, Lục Lâm Thiên hỏi. Nàng bị thôi mệnh phán quan đánh hai chưởng, thương thế rất nặng, lại vừa mới đột phá vũ vương. Khí tức cũng không quá ổn định, vì vậy có chút phiền toái nhỏ. Đến lúc mấu chốt ta lại luyện chế cho nàng thêm chút đan dược là được. Có lẽ vấn đề cũng không lớn, thế nhưng cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian nữa. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nói. Đông lão, chuyện người và Oánh tỷ nên quyết định đi. Tâm Oánh tỷ luôn đặt trên người Đông lão a. Lục Lâm Thiên mở miệng cười nói. Tiểu tử thối, ngay cả ta mà ngươi cũng dám trêu sao. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh tức giận trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên rồi nhíu mày nói. Tiểu tử ngươi có điều không biết, lão đầu như ta lại kết hợp với nàng, quả thực có chút đạp hư nàng, trâu già gặm cỏ non. Đông lão, ngươi quả thực không hiểu về phụ nữ rồi. Nếu như Oánh tỷ ghét bỏ người thì sao lại chờ người vài chục năm? Sao lại vừa nghe người ở Phi Linh Môn lập tức theo ta xuất sơn đi tới Phi Linh Môn? Lẽ nào người còn không hiểu, nếu như người không có một câu trả lời thỏa đáng cho Oánh tỷ, chỉ sợ Lộc Sơn lão nhân sẽ có cơ hội tiến lên, hắc hắc. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc nói. Tiểu tử ngươi hiểu nữ nhân lắm sao? Vậy ngươi còn đi trêu chọc nữ nhi của Lữ Chính Cường Linh Thiên Môn làm gì? Ta hình như đã quên nói cho tiểu tử ngươi, theo ta được biết, Lữ Chính Cường và Vân Khiếu Thiên đối đầu với nhau. Nếu như ngươi đi trêu chọc nữ nhi của Lữ Chính Cường, tới lúc đó phiền phức sẽ cuồn lấy ngươi. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh trắng mắt mắt nhìn Lục Lâm Thiên, mang theo vẻ mặt hả hê cười nói. Lục Lâm Thiên ngạc nhiên, hỏi. Đông lão, Lữ Chính Cường và nhạc phụ Vân Khiếu Thiên của ta sao lại đối đầu với nhau? Một người ở trong cổ vực, một người ở đại lục Linh Vũ Nha. Vân Khiếu Thiên và Lữ Chính Cường đều là một trong thập đại cường giả. Có người nói khi còn trẻ hai người này giao thủ không ít, cũng không đếm rõ được số lượng. Những cái khác ta cũng không biết, những thứ này đều khá lâu rồi, cũng được coi như sử cung bí tật, không có cách nào bảo chứng. Nếu như ngươi muốn biết thì tự mình hỏi nhạc phụ của ngươi đi. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nói. Lục Lâm Thiên nhìn thoáng qua thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh, chuyện này hắn phải mở miệng ra sao? Tốt nhất là quên đi, loại chuyện này cũng không quan trọng với hắn. Đông lão, tiểu tử nhớ dường như người đã nói qua, để đột phá người cần một loại độc đan, không biết tài liệu người đã thu thập tới đâu rồi. Lục Lâm Thiên nghiêm túc nói với thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh. Khi trước thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh thu thập dược liệu luyện chế độc đan đột phá, thế nhưng vì ngăn cả hai vũ xuất cửu trọng của Thiên Linh Tông đã dùng hết. Mấy năm nay ta cũng luôn sắp xếp người đi thu thập. Những tài liệu khác thì tốt, thế nhưng có hai loại thuốc dẫn vô cùng khó tìm. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nói. Bởi vì quan hệ với độc thể hậu thiên của ta, tu luyện độc công cũng không dễ dàng, cũng chỉ có thể đột phá tới cấp bậc bây giờ. Nếu muốn đột phá nữa thì cần làm cho độc thể của bản thân tăng cường. Tới trình độ hiện tại của ta, độc vật bình thường đối với ta mà nói đã không có tác dụng quá lớn. Đông lão, thuốc dẫn kia rốt cuộc là cái gì? Lục Lâm Thiên hỏi. Thứ đầu tiên chính là cây mã tiền 500 năm. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nói. Cây mã tiền sao? Đương nhiên thứ này Lục Lâm Thiên không xa lạ. Trong ngọc giản của Nam Thúc đã từng giới thiệu qua. Đây chính là một loại dược liệu kịch độc, cây mã tiền 500 năm, lượng độc của nó đủ để diệt sát vũ vương bình thường. Cũng giống như cây mã tiền bình thường, phải sinh trưởng bên trong động phủ của yêu thú kịch độc, như vậy độc tính mới lớn hơn một chút. Thế nhưng cây mã tiền không tới 500 năm đối với ta cũng không có tác dụng. Mà tìm cây mã tiền 500 năm, rất khó. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh thở dài nói. Điều này quả thực còn có chút phiền phức. Lục Lâm Thiên cũng cười khổ một chút, cây mã tiền 500 năm cũng không dễ tìm, cũng không có ai dám đi tìm, dù sao cây mã tiền 500 năm đều sinh trưởng ở trong động phủ yêu thú kịch độc. Đây quả thực chính là khó càng thêm khó, muốn tìm được chỉ sợ cũng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đông lão, cái thứ hai là gì? Lục Lâm Thiên mở miệng hỏi. Thứ hai, chỉ cần máu tươi của yêu thú kịch độc lục giai hậu kỳ, không cần toàn bộ, chỉ cần một bình là đủ rồi. Ta cần dùng để cường hóa độc thể. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nói. Lục Lâm Thiên không nói gì. Máu tươi của yêu thú kịch độc lục giai hậu kỳ, lại còn là một bình. Giống như là muốn lấy máu tươi trên người Bạch Linh, bằng vào thực lực của nàng hiện tại, người bình thường sao có thể làm được.
Mà yêu thú kịch độc, lại là yêu thú kịch độc lục giai hậu kỳ cũng không phải dễ tìm. Đông lão, hai thứ người muốn tìm cũng không phải bình thường nha. Lục Lâm Thiên cười khổ nói. Nếu như dễ tìm ta đã sớm đột phá lâu rồi, cũng không chờ tới hiện tại. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nói. Tài liệu ta chuẩn bị khi trước đã có cây mã tiền 500 năm sinh trưởng trong động phủ của yêu thú kịch độc. Thế nhưng lại bị hủy đi rồi. Hiện tại nếu như có được hai vật này ta lập tức có thể đột phá, đồng thời độc thể trải qua cường hóa tốc độ tu luyện của ta có thể nhanh chóng giống như trước đây. Đông lão, hai vật này tiểu tử sẽ giúp người nhanh chóng thu thập. Lục Lâm Thiên nói, quỷ tiên tử Bạch Oánh đột phá vũ vương, nếu như lão độc vật có thể đột phá tới linh vương. Tới lúc đó thực lực phi linh môn lại được tăng lên. Trợ giúp lão độc vật tìm kiếm tài liệu luyện chế độc đan chính là một trong những lời hứa hẹn khi trước của hắn. Vì vậy, sau này hắn phải nghĩ biện pháp tìm được hai vật này. Điều này cũng không cần quá gấp, từ từ sẽ tới. Ta cũng đã thông báo cho đám người ám đường lưu ý tìm kiếm một chút, có lẽ sẽ có một chút hiệu quả. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh thở dài nói. Một già một trẻ hàn huyên một lát, lúc này đã gần hoàng hôn, sắc trời bắt đầu vào tối dần. Trong không khí tràn ngập sương mù, không gian có chút mờ ảo. Không khí lúc này có cảm giác lạnh lẽo của đầu mùa đông đang từ từ khuếch tán trong không khí. Sắc trời trở nên mông lung, trong phi linh sơn, từng chiếc lá rụng bay lượn. Lúc này không ít cây đại thụ che trời bắt đầu sơ xác thế nhưng vẫn đứng sừng sững ở đó. Một lát sau, trời cao bị hoàng hôn bao phủ. Trong đầu Lục Lâm Thiên lúc này có vô số chuyện cần suy nghĩ. Gần đây có thể nói là phiền phức tới không ngừng. Chỉ sợ không tới bao lâu nữa, còn có phiền phức lớn hơn tới tìm hắn. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Lâm Thiên nhanh chóng móc ra vô tự thiên tư trong nhẫn chữ vật. Vô tự thiên thư này nhìn qua sáng bóng, bốn phía nhẵn nhụi không có khí tức ba động, bình thường tới mức không thể bình thường hơn. Lục Lâm Thiên nhướng mày. Lần này thôi mệnh phán quan kia tới đây chỉ sợ không lâu sau đó, linh vũ giới sẽ biết tới hắn. Mà chuyện lục gia linh vũ giới cũng tham dự, tới lúc đó có lẽ không tới bao lâu nữa linh vũ giới sẽ tới tìm hắn. Cũng không biết trong đám người linh vũ giới rốt cuộc có biết tới sự tồn tại của vô tự thiên thư hay không. Hoặc là cho rằng lục gia có bảo vật khác. Nếu như đám người linh vũ giới biết bảo vật của lục gia chính là vô tự thiên thư, Lục Lâm Thiên phỏng đoán. Chỉ sợ bảo vật như vậy linh vũ giới tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Thu thập 9 bản vô tự thiên thư thì mới có thể biết được bí mật trường sinh bất tử, phá toái hư không. Điều này đối với mọi người mà nói là mê hoặc cực kỳ lớn. Bước tiếp theo, Lục Lâm Thiên biết bản thân hắn phải đề phòng tất cả các thế lực lớn trong cổ vực, còn cần đề phòng linh vũ giới không chỗ nào không xuất hiện. Phiền phức của hắn quả thực lúc này không ít. Nhìn vô tự thiên thư. Lục Lâm Thiên đem một tia chân khí rót vào. Trong nháy mắt trên vô tự thiên thư, bề mặt vặn vẹo, xuất hiện một ít bí văn. Mà trong đám bí văn này có một chữ linh xuất hiện, sau đó cỗ khí tức dị thường này đột nhiên chợt lóe lên rồi biến mất. Rốt cuộc nó đại biểu cho bí mật gì, chỉ sợ là không đơn giản. Đối với biến hóa của vô tự thiên thư, Lục Lâm Thiên cũng mơ hồ cảm giác được có chút kỳ lạ. Sau khi do dự một lát, Lục Lâm Thiên tiếp tục rót chân khí vào trong. Chân khí được tiếp tục rót vào, trên vô tự thiên thư lúc này bề mặt vặn vẹo, có không ít bí văn xuất hiện, ở giữa có một chữ linh hiện lên. Một cỗ khí tức dị thường bình tĩnh khuếch tán, theo chân khí Lục Lâm Thiên không ngừng rót vào, bí văn này cũng không ngừng lóe lên. Bí văn thật quỷ dị. Lục Lâm Thiên nhìn vào đám bí văn trên vô tự thiên thư, trong lòng không khỏi run lên. Đám bí văn này tuyệt đối không hề đơn giản, loại cảm giác này khiến cho Lục Lâm Thiên mơ hồ liên hệ tới cái gì. Thế nhưng lại nghĩ mãi không ra. Siêu. Chỉ một lát sau, bí văn trên vô tự thiên thư lập tức biến mất, sắc mặt Lục Lâm Thiên cũng tái nhợt. Vô tự thiên thư này giống như là thôn phệ chân khí vậy, chân khí của hắn sau khi rót vào một lát thì không thể chống đỡ được nữa. Nhất định là có bí mật. Ngay khi bí văn biến mất, Lục Lâm Thiên cảm giác dường như bản thân mình mơ hồ nghĩ tới cái gì đó. Xem ra. Bằng vào thực lực hiện tại của hắn không thể nghiên cứu được vô tự thiên thư, chỉ có đợi sau này rồi nghiên cứu tiếp. Tu luyện. Thu hồi vô tự thiên thư, Lục Lâm Thiên lập tức móc ra linh ngọc sàng rồi khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Âm dương linh vũ quyết lúc bình thường tu luyện cực kỳ chậm chạp, thế nhưng có linh ngọc sàng, phương diện tu luyện linh lực cũng có không ít chỗ tốt. Mà loại tu luyện này, quan trọng nhất chính là củng cố tu vi.
Gần đây linh lực đột phá hai trọng, đoạn thời gian kế tiếp Lục Lâm Thiên phải củng cố tu vi một phen. Theo Lục Lâm Thiên tu luyện, một lát sau, quanh thân Lục Lâm Thiên được bao phủ bởi một tầng quang cháo màu trắng vô hình. Dưới trời cao đều đang được màn đêm bao phủ, tại một chỗ giữa không trung, màn đêm đang bao phủ một cái hạp cốc. Ở giữa hạp cốc chính là một con sông lớn, nước sông không ngừng cuộn sóng, hai bên bờ chính là rừng rậm nguyên thủy, từng cây đại thụ che trời tầng tầng lớp lớn hiện ra. Thế nhưng lúc này khắp núi non đều hiện lên vẻ tiêu điều. Siêu! Trong bầu trời, trên lưng một đầu yêu thú giống như đại bàng có hai đạo thân ảnh đang khoanh chân ngồi đó. Biểu muội, chúng ta đi phi linh môn tiểu tử Lục Lâm Thiên kia sẽ giết ta. Trên lưng yêu thú phi hành, một thanh niên mặc hoa phục, nhìn qua có chút nghèo túng nói. Hắn dám, có ta ở đây huynh sợ cái gì? Trên lưng yêu thú phi hành lúc này có một nữ nhân, y phục trên người khiến cho người ta xôi trào ngưng trọng nói. Đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía trước. Trên lưng còn có một con chuột nhỏ đang nhìn chăm chú về phía trước. Thế nhưng người Quỷ Vũ Tông hiện tại cũng không bỏ qua cho ta. Đới Cương Tử nhất định sẽ giết ta, chúng ta không nên tới đó. Thanh niên kia nói. Biểu ca, lá gan huynh lớn một chút có được không? Có ta ở đây huynh sợ cái gì? Chính miệng huynh nói muốn ta tìm cha ta giúp huynh báo thù, hiện tại ta muốn giúp huynh báo thù thì huynh lại sợ. Nữ tử này trừng mắt nhìn người thanh niên kia rồi nói. Biểu muội, muội không biết đâu, Lục Lâm Thiên này có thủ đoạn vô cùng độc ác, nếu như khi đó gặp ta nhất định hắn sẽ giết ta. Thanh niên này lại nói, người này chính là Đới Trường An khi trước chạy thoát từ Quỷ Vũ Tông. Mà nữ tử khiến cho người ta xôi trào kia chính là Lữ Tiểu Linh. Huynh không phải nói người phi linh môn giúp Đới Cương Tử giết cha huynh sao? Ta sẽ giúp huynh hỏi một chút. Lữ Tiểu Linh nói, sắc mặt Đới Trường An có chút lo lắng. Thế nhưng cũng chỉ có thể cố gắng kiên trì. Một đêm chậm rãi trôi qua, sáng sớm bên trong phi linh môn lúc này vô cùng yên tĩnh. Khi ánh sáng đầu tiên xuyên thủng màn dương, toàn bộ phi linh môn được bao phủ trong nắng sớm nhu hòa. Ánh dương quang chiếu xuống không gian tĩnh lặng, không có tiếng động nào khiến cho mọi người không khỏi vui vẻ thoải mái. Phía sau núi, lúc này vầng thái dương mới bắt đầu lộ diện, vài ánh dương quang chiếu xuống khiến cho Lục Lâm Thiên trong phòng cũng ngừng tu luyện. Thở ra một ngụm chọc khí rồi thu linh ngọc sàng vào trong nhẫn chữ vật. Ra khỏi phòng, lúc này Lục Lâm Thiên lập tức nghe thấy vài thanh âm dịu dàng truyền tới. Ngoài đình viện, đám người Phương Tân Kỳ, Nhan Kỳ, Bạch Toa Toa, Lục Tâm Đồng đang chơi đùa. Đại chiến lần trước tam nữ Phương Tân Kỳ thương thế cũng không nhẹ. Mà Nhan Kỳ thực lực vốn yếu nhất cho nên thương thế cũng nặng nhất, lúc này xem ra thương thế của tam nữ đã không có vấn đề gì nữa. Trưởng môn. Có người truyền tin đi tới cửa phi linh môn rồi để lại một ngọc giản. Trương Minh Đào vội vã chạy tới rồi đưa cho hắn một khỏa ngọc giản. Lục Lâm Thiên kiểm tra khí tức ngọc giản rồi tâm thần lập tức rót vào. Trong ngọc giản chỉ có mấy câu nói mà thôi. Đại khái là tới cửa hàng phi linh môn gặp nhau một lần. Lục Lâm Thiên không khỏi nhíu mày, có lẽ là Dương trưởng lão của Vân Dương Tông gửi tới. Sau khi nói qua với mọi người một tiếng, Thiên Sĩ Tuyết Sư đang đột phá cho nên Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể cưỡi Nghịch Lân Yêu Bằng đi tới Trấn Thiên Tinh. Thực lực của Nghịch Lân Yêu Bằng mạnh hơn Thiên Sĩ Tuyết Sư không ít, tốc độ so với Thiên Sĩ Tuyết Sư còn nhanh hơn. Chỉ trong một canh giờ hắn đã tới Trấn Thiên Tinh. Trong cửa hàng Phi Linh Môn, nhìn thấy Lục Lâm Thiên xuất hiện đã sớm có người lặng lẽ an bài cho Lục Lâm Thiên tiến vào nội đường. Tham kiến chư vị trưởng lão. Trong nội đường lúc này 6 vị trưởng lão của Vân Dương Tông đều có mặt. Lục Lâm Thiên cúi người thi lễ, sau khi hàn huyên một lát lập tức ngồi xuống. Lâm Thiên, thương thế của ngươi không ngờ lại khôi phục nhanh tới như vậy. Tạ trưởng lão cảm nhận khí thế trên người Lục Lâm Thiên lúc này hoàn toàn đã khôi phục, không có một chút gì giống như là bị thương, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Lục Lâm Thiên mỉm cười, cũng không muốn nói nhiều, thân thể của hắn vốn đã cường hãn, hơn nữa bởi vì linh lực đột phá cho nên đã sớm khôi phục. Lâm Thiên. Chúng ta định hôm nay trở về Vân Dương Tông. Mấy ngày nay chúng ta đi lại trong cổ vực cũng cảm thấy giật mình không ít. Hiện tại phi linh môn có lẽ sẽ không có phiền phức quá lớn. Có linh vũ giới xuất hiện các thế lực nhất lưu đã bị hấp dẫn tới trên người linh vũ giới. Người chân chính chú ý tới phi linh môn chỉ là thế lực nhị lưu mà thôi. Trong mắt thế lực nhất lưu thì phi linh môn của ngươi còn không phiền phức bằng đám người linh vũ giới.
Dương trưởng lão nói. Chỉ hy vọng là như thế. Lục Lâm Thiên vuốt cái mũi. Xem ra linh vũ giới xuất hiện trong lúc vô tình còn giúp hắn một chút. So sánh với bọn chúng, có lẽ đại bộ phận lực chú ý của nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang sẽ đặt vào trên người linh vũ giới. Chư vị trưởng lão, bản môn đã làm phiền chư vị rồi. Lần này trở về mong mọi người thay ta vấn an nhạc phụ cùng với sư phụ. Lục Lâm Thiên nói. Cũng không tính là làm phiền. Phi Linh Môn và Vân Dương Tông kết minh, Phi Linh Môn có phiền phức Vân Dương Tông ta tự nhiên sẽ hỗ trợ một hai. Chỉ là thực lực Phi Linh Môn ngươi hiện tại còn không mạnh. Tất cả phải chú ý nhiều một chút, đừng để hai nha đầu Hồng Lăng Song lo lắng. Tạ trưởng lão nói. Tiểu tử sẽ chú ý nhiều hơn. Lục Lâm Thiên gật đầu đáp. Lâm Thiên, gần đây ta nghe nói vụ tinh hải sắp mở ra. Đó là một cơ hội không tồi, có lẽ ngươi cũng có dự định đi vào đó, thế nhưng tất cả phải chú ý một chút. Dương trưởng lão nói. Vụ tinh hải. Lục Lâm Thiên ngạc nhiên, dường như hắn còn chưa nghe nói qua nơi này. Dương trưởng lão nói xong lập tức rời khỏi nội đường, dường như không muốn làm người khác chú ý. Năm vị trưởng lão của Vân Dương Tông đều yên lặng mà rời đi. Trong nội đường cũng chỉ còn lại Lôi trưởng lão và Lục Lâm Thiên. Lục trưởng môn, ngày hôm qua Đới Cương Tử đã tới Phi Linh Môn, lẽ nào ngươi còn chưa có dự định động vào Quỷ Vũ Tông sao? Bốn người Dương trưởng lão rời đi, Lôi trưởng lão lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Nhìn vào cách xưng hô cũng có thể thấy Lục Lâm Thiên và Lôi trưởng lão này cũng không có quá nhiều giao tình. Vì vậy Lôi trưởng lão vẫn luôn gọi hắn là Lục trưởng môn, không giống như những trưởng lão khác đều gọi Lâm Thiên. Lôi trưởng lão, hiện tại còn chưa phải thời gian diệt Quỷ Vũ Tông. Những chuyện ta từng đáp ứng với Lôi trưởng lão tới lúc đó nhất định sẽ làm được. Tới lúc đó Trấn Thiên Tinh nhất định sẽ là của Vân Dương Tông. Lục Lâm Thiên mở miệng cười nói. Vậy thì ta sẽ chờ hành động của Lục trưởng môn. Đôi mắt Lôi trưởng lão híp lại, trong mắt hiện lên chút tinh quang. Cáo già. Trong lòng Lục Lâm Thiên thầm mắng một tiếng, cáo già này mỗi lần gặp đều hỏi Trấn Thiên Tinh. Xem ra Vân Dương Tông đối với cổ vực cảm thấy cực kỳ hứng thú. Hai người hàn huyên một lúc, Lục Lâm Thiên lập tức rời khỏi cửa hàng Phi Linh Môn rồi nhanh chóng quay về. Trên đường đi Lục Lâm Thiên đối với vụ tinh hải trong miệng Dương trưởng lão có chút nghi hoặc. Chuyện này hắn cũng không biết một chút gì, tốt nhất là trở về hỏi đám người Đông lão cùng với Hoa Mãn Lâu. Một lát sau, Lục Lâm Thiên trở về Phi Linh Môn. Trưởng môn, cuối cùng người đã trở về, có người tới tìm người. Vừa tới Phi Linh Môn, Hoa Mãn Ngọc như cười như không tìm Lục Lâm Thiên rồi nói. Có người tìm ta sao? Là ai? Lục Lâm Thiên nghi hoặc, hắn vừa mới từ cửa hàng của Phi Linh Môn trở về, hẳn sẽ không phải là người của Vân Dương Tông. Mà trong cổ vực này cũng không có ai quen biết hắn. Cửu gia quả thực không ít. Là Lữ Tiểu Linh của Linh Thiên Môn. Hoa Mãn Ngọc khẽ cười nói. Đông Cung Phụng mời nàng tới đại điện, chờ trưởng môn tự mình về xử lý. Lữ Tiểu Linh. Lục Lâm Thiên ngạc nhiên rồi cười khổ. Cô nàng này không ngờ đã tìm tới cửa, lần này hắn phiền phức lớn rồi. Trưởng môn, người không dự định đi hay sao? Có muốn ta mời nàng ra về hay không? Hoa Mãn Ngọc nhìn thấy vẻ mặt Lục Lâm Thiên như vậy, tức thì nói. Quên đi, ta tự mình tới. Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi rồi nói với Hoa Mãn Ngọc. Vị tiểu thư này không hề dễ đối phó, trên người có một tấm biển Linh Thiên Môn. Nếu như thực sự không làm tốt thì tới lúc đó phiền phức so với đánh chết một vũ suất của Hắc Sát giáo còn lớn hơn. Huống chi đối với cô gái nhỏ này Lục Lâm Thiên cũng có cảm giác hổ thẹn, hắn lừa một lần rồi lại một lần. Nếu như đổi lại là Vân Hồng Lăng chỉ sợ hắn đã vô cùng thê thảm rồi. Hai nàng tuy rằng đều là tiểu thư điêu ngoa tùy hứng, thế nhưng Vân Hồng Lăng lại ngang ngược, tâm trí rất mạnh, muốn gạt nàng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mà Lữ Tiểu Linh trong điêu ngoa lại là đơn thuần giống như tờ giấy trắng. So với sự điêu ngoa của Vân Hồng Lăng thì không kém, thế nhưng tâm trí thì đơn thuần hơn rất nhiều. Nhướng mày, Lục Lâm Thiên lập tức đi tới đại điện. Lục Lâm Thiên đâu, vì sao còn chưa tới? Đi tới bên ngoài đại điện Lục Lâm Thiên đã nghe thấy thanh âm của Lữ Tiểu Linh ở bên trong. Lão đại, xem ra đan dược thất phẩm của đệ có hy vọng rồi. Trên vai Lục Lâm Thiên. Đôi mắt nhỏ của Tiểu Long không ngừng chuyển động. Lục Lâm Thiên trừng mắt nhìn Tiểu Long rồi nói. Tiểu Long, ai là lão đại của đệ thế? Được rồi, đệ đi tìm Tâm Đồng chơi đùa vậy. Tiểu Long ủy khuất nói,
nói xong thân thể nho nhỏ lập tức từ trên vai Lục Lâm Thiên nhảy xuống đất rồi biến mất không thấy. Khục khục. Ngoài đại điện, Lục Lâm Thiên ho khan một tiếng rồi đi vào trong đại điện. Lục Lâm Thiên rốt cuộc ngươi cũng đi ra. Trong đại điện, một thân ảnh xinh đẹp lập tức quay đầu lại, đôi mắt chăm chú nhìn vào Lục Lâm Thiên rồi nói. Linh Nhi, ta vừa mới trở về, nhận được tin tức nàng tới đây cho nên ta lập tức chạy tới. Vốn ta còn muốn đi tới Linh Thiên Môn tìm nàng a. Lục Lâm Thiên nói, ánh mắt nhìn vào người Lữ Tiểu Linh, cô nàng này so với 3 năm trước đây còn thành thục hơn không ít. Có chút địa phương đã phát dục càng lớn hơn, chỗ cần vỉnh thì vỉnh, cần lớn thì lớn, đường cong vô cùng lồi lõm. Đới Trường An. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn vào trên người Đới Trường An. Đối với tên Đới Trường An này Lục Lâm Thiên cũng không xa lạ. Lúc này nhìn thấy Đới Trường An ánh mắt lập tức trở thành lạnh lùng, thế nhưng trong đầu không khỏi suy nghĩ một ít vấn đề. Mà lúc này, Đới Trường An nhìn thấy Lục Lâm Thiên lập tức cúi đầu, căn bản không dám nhìn thẳng. Ánh mắt Lữ Tiểu Linh nhìn vào trên người Lục Lâm Thiên rồi nói. Nghe nói Phi Linh Môn bị Hắc Sát Giáo vây công, người không sao chứ? Cũng bị thương, thế nhưng đã khỏi rồi. Trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi ngạc nhiên rồi trả lời. Xem ra lần này cô gái nhỏ này không phải tới tìm mình gây phiền phức mà chỉ đơn thuần tới thăm mình mà thôi. Không chết là tốt rồi, hừ. Khẽ hừ một tiếng, Lữ Tiểu Linh nhìn Lục Lâm Thiên nói. Là ngươi giúp Đới Cương Tử giết di phụ ta sao? Tại sao ngươi lại làm vậy? Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống rồi nói. Đây vốn cũng không phải là ý muốn ban đầu của ta. Là Đới Đường muốn giết ta, kết quả là Đới Cương Tử mượn cơ hội giết Đới Đường, đoạt được chức vị tông chủ đã mơ ước từ lâu. Nếu không tin thì nàng thử hỏi Đới Trường An một chút xem. Hỏi xem có phải khi trước Quỷ Vũ Tông muốn vây công Phi Linh Môn ta không? Nói xong Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn vào Đới Trường An. Biểu ca, những lời hắn nói có phải là sự thực không? Lữ Tiểu Linh quay đầu lại rồi nói với Đới Trường An. Chuyện này, Đới Trường An lo lắng gật đầu. Khi trước Quỷ Vũ Tông mang một đám người đi diệt Phi Linh Môn, đương nhiên hắn cũng biết. Lúc đó trong lòng hắn còn có chút hả hê. Thế nhưng sau đó tất cả mọi chuyện lại vượt quá dự liệu của hắn. Đới Đường muốn giết ta, lại không nghĩ rằng Đới Cương Tử mơ ước chức vị tông chủ. Đới Cương Tử muốn ta giúp hắn cùng nhau đối phó Đới Đường, lại không diệt Phi Linh Môn ta, đồng thời cấp cho ta không ít chỗ tốt. Đương nhiên ta sẽ đáp ứng, sự tình đại khái là như vậy. Lục Lâm Thiên mở miệng nói, ánh mắt Thủy Chung vẫn nhìn vào Đới Trường An. Cái này, ánh mắt Lữ Tiểu Linh nhíu lại. Lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Thế nhưng cho dù là như thế ngươi cũng không nên giúp đỡ Đới Cương Tử đối phó với di phụ ta a. Vậy ý của nàng chính là để Quỷ Vũ Tông đối phó với ta sao? Lục Lâm Thiên giả vờ tức giận, ánh mắt trầm xuống. Ta cũng không có ý tứ đó, nhưng hiện tại biểu ca ta đã không còn nhà để về, di phụ cũng đã chết, ta. Lữ Tiểu Linh cũng không biết làm thế nào. Nể mặt của nàng. Cùng lắm là ta giúp Đới Trường An giết Đới Cương Tử đoạt lại chức vị tông chủ. Những cái khác ta cũng không làm được. Lục Lâm Thiên nói. Ngươi thực sự có thể giúp ta đoạt lại chức vị tông chủ. Đới Trường An vẫn luôn cúi đầu không dám nhìn thẳng Lục Lâm Thiên. Lúc này nghe Lục Lâm Thiên nói vậy nhanh chóng ngẩng đầu lên, trong mắt sáng ngời. Đoạn thời gian này hắn giống như chó nhà có tang. Trước đây chính là đại thiếu gia của Quỷ Vũ Tông, vô cùng uy phong. Mà hiện tại chạy tới Linh Thiên Môn, thế nhưng trong Linh Thiên Môn cũng không có ai đối đãi tốt với hắn. Địa vị không cần nói cũng biết, ngay cả con chó cũng không bằng. Lục Lâm Thiên, những lời ngươi nói là thực chứ? Lữ Tiểu Linh nhìn Lục Lâm Thiên hỏi, ánh mắt khẽ đảo qua toàn thân hắn, dường như đối với câu nói của Lục Lâm Thiên khiến nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Nể mặt của nàng ta có thể giúp Đời Trường An đoạt lại chức vị tông chủ. Lần trước Đới Cương Tử đánh chết Đời Đường. Phi Linh Môn tuy rằng bị ép, quả thực cũng tham dự vào trong đó. Không biết Đới Thiếu Gia có nguyện ý để Phi Linh Môn ta hỗ trợ hay không? Lục Lâm Thiên nói. Lục Thiếu, Lục Trưởng Môn, người nói thực không? Nếu như Lục Trưởng Môn có thể giúp ta đoạt lại Quỷ Vũ Tông, giúp ta báo thù giết cha ta vô cùng cảm kích. Đới Trường An không đợi Lữ Tiểu Linh nói, nhanh chóng nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên rồi nói. Giúp hắn đoạt lại Quỷ Vũ Tông. So với những thứ khác còn quan trọng hơn rất nhiều. Sau này hắn cũng không cần làm con chó nhà có tang ở lại Phi Linh Môn nữa. Đới Trường An,
nể mặt Linh Nhi, ta có thể giúp ngươi. Thế nhưng phải xem ý tứ của Linh Nhi thế nào. Nếu như Linh Nhi đồng ý ta mới giúp ngươi, bằng không chuyện của ngươi với Quỷ Vũ Tông ta cũng không quan tâm. Lục Lâm Thiên nói, biểu muội, muội đồng ý đi. Ánh mắt Đới Trường An mang theo sự cầu khẩn nhìn vào Lữ Tiểu Linh. Lục Lâm Thiên, ngươi thực sự nguyện ý giúp biểu ca ta sao? Lữ Tiểu Linh nói, nàng nói ta giúp ta mới giúp, ta nghe lời nàng. Lục Lâm Thiên mở miệng cười nói, được rồi, vậy ngươi giúp biểu ca ta đoạt lại Quỷ Vũ Tông đi, thế nhưng ngươi phải cẩn thận một chút. Lữ Tiểu Linh nói, trong mắt mắt vô hình trung hiện lên sự e thẹn, ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên vô cùng thỏa mãn. Đới Trường An, ta giúp ngươi đoạt lại Quỷ Vũ Tông, chỉ là có một điều kiện. Trong lòng Lục Lâm Thiên thầm cười lớn một tiếng, ngoài mặt lại rất bình tĩnh. Đới Trường An này tới thật đúng lúc, hai ngày qua hắn luôn đau đầu về chuyện này. Chỉ cần Lục trưởng môn giúp ta đoạt lại Quỷ Vũ Tông, đừng nói là một điều kiện, 10 điều kiện ta cũng đáp ứng. Đới Trường An nhanh chóng nói. Sau khi giúp ngươi đoạt lại Quỷ Vũ Tông, Trấn Thiên Tinh của Quỷ Vũ Tông sẽ thuộc về Phi Linh Môn ta. Giúp ngươi đoạt lại Quỷ Vũ Tông khẳng định Phi Linh Môn ta sẽ có thương vong, đây chính là bồi thường, ta cũng không thể giúp ngươi mà không có điều kiện. Lục Lâm Thiên nói. Đó là đương nhiên, ta không có ý kiến. Sau đó Trấn Thiên Tinh sẽ là của Lục trưởng môn. Đới Trường An không chút do dự nói. Hiện tại hắn cái gì cũng không có, đã mất đi tất cả. Vốn hắn tới Linh Thiên Môn còn mơ tưởng rằng có thể mời Linh Thiên Môn giúp hắn báo thù. Nhưng trải qua khoảng thời gian này hắn đã nhìn ra, muốn Linh Thiên Môn giúp hắn báo thù là chuyện không có khả năng. Trong Linh Thiên Môn không có một ai để mắt tới hắn. Ngay cả đệ tử bình thường cũng không đặt hắn vào trong mắt. Mà hiện tại có thể đoạt lại Quỷ Vũ Tông, chỉ mất một Trấn Thiên Tinh mà thôi, sao hắn lại không muốn cơ chứ? Vì vậy hắn không có một chút suy nghĩ nào mà lập tức đáp ứng. Tốt lắm, hai ngày tới ta sẽ an bài giúp ngươi đoạt lại Quỷ Vũ Tông. Trước tiên ngươi cứ ở trong Phi Linh Môn nghỉ ngơi đi. Lục Lâm Thiên nở nụ cười thỏa mãn. Ta thì sao, ta cũng muốn ở lại Phi Linh Môn vài ngày. Lữ Tiểu Linh trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Không thành vấn đề, nàng muốn ở bao lâu cũng được. Lục Lâm Thiên nói. Nói thế còn được. Lữ Tiểu Linh chu miệng, thỏa mãn cười nói. Sau khi phân phó đệ tử Phi Linh Môn sắp xếp chỗ ở cho hai người, Lục Lâm Thiên mới trở lại đình viện ở Hậu Sơn. Phiền phức tới rồi sao? Lúc này người ta đã tìm tới cửa, để xem ngươi giải quyết thế nào. Trong đình viện, Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh như cười như không nhìn Lục Lâm Thiên nói. Cái này. Lục Lâm Thiên cười khổ một chút, lập tức nói chuyện Đới Trường An cho Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nghe. Ngươi muốn nâng một khôi lỗi lên. Nghe Lục Lâm Thiên nói xong, Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh lập tức nói. Đới Trường An so với Đới Mang Tử thì tốt hơn nhiều. Mà tiêu diệt Quỷ Vũ Tông cũng không phải là thượng sách. Lục Lâm Thiên nói. Tiểu tử ngươi. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh cười hắc hắc, lập tức nói. Lúc nào động thủ, để ngừa vạn nhất tốt hơn nên chờ hai người Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ xuất quan đi. Được. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu lại nói. Đông lão, người có biết chuyện về Vụ Tinh Hải hay không? Vụ Tinh Hải, ngươi đã biết rồi sao? Ta đang định nói chuyện này với ngươi. Vừa rồi ám đường truyền tới tin tức, có người nói Vụ Tinh Hải sắp sửa mở ra. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nói. Vụ Tinh Hải là địa phương như thế nào? Lục Lâm Thiên hỏi. Chính là mảnh hải vực ở chỗ sâu trong Sơn Mạch Vụ Hải. Sơn Mạch Vụ Hải không bị bất luận một thế lực nào thu làm của riêng là bởi vì Vụ Tinh Hải này. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nói. Vụ Tinh Hải chính là thứ nằm trong tay nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang. Bên trong yêu thú vô cùng nhiều. Yêu thú lục giai cũng không thiếu. Dược liệu cũng không ít. Quan trọng là bên trong có một nơi thần bí, mỗi một lần Vụ Tinh Hải mở ra khiến cho vô số người điên cuồng. Nhắc tới Vụ Tinh Hải, trong mắt Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh hiện lên tinh quang. Nơi thần bí, là cái gì? Lục Lâm Thiên hỏi, lão độc vật nói như vậy khiến cho Lục Lâm Thiên đối với Vụ Tinh Hải này càng thêm hiếu kỳ. Nơi thần bí kia được mọi người trong cổ vực gọi là Đại Điện Vụ Tinh, 30 năm mới mở ra một lần. Mỗi một lần mở ra có vô số người muốn tiến vào. Thế nhưng chỉ có 10 người mới có thể tiến vào trong đó. Người tiến vào bên trong ít nhiều cũng có chỗ tốt cực lớn.
30 năm trước ta cũng tiến vào trong đó một lần. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nói. Đông lão cũng đã ở trong đó sao? Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc hỏi. Không sai, tuy rằng vụ tinh hải ở trong tay nhất tông nhất giáo nhất trang nhất môn, nhưng không ai có thể đi vào. Chỉ là vụ tinh hải này rộng lớn vô biên, hơn nữa yêu thú vô cùng nhiều, còn có linh thú ở bên trong. Cả vụ tinh hải được một lớp xương bao phủ, tiểu đảo liên miên. Coi như là tìm được đại điện vụ tinh còn phải tiếp nhận khảo nghiệm thì mới có thể đi vào nhận chỗ tốt. Mà khi trước ta tiến vào trong đó, thứ nhận được chính là độc công hiện tại. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nói. Hóa ra độc công của Đông Lão là từ trong đại điện vụ tinh. Chuyện này trước đây Lục Lâm Thiên cũng không biết. Độc công của Lão độc vật phi thường cường hãn, không giống với độc công tầm thường. Không ngờ lại tới từ đại điện vụ tinh kia. Điều này đủ chứng minh đại điện vụ tinh kia vô cùng bất phàm. Ai cũng có thể tiến vào đại điện vụ tinh, thế nhưng Vũ Vương, Linh Vương lại không thể tiến vào trong đó. Một khi vào trong lập tức sẽ bị đẩy ra bên ngoài. Mà bên ngoài vụ tinh hải, bốn thế lực lớn này cũng có cường giả quản chế. Không cho phép Vũ Vương, Linh Vương đi vào bên trong. Cho nên tuy rằng nói ai cũng có thể tiến vào vụ tinh hải, thế nhưng phải được nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang đồng ý, cầm ngọc giản bốn thế lực này tạo ra mới có thể tiến vào vụ tinh hải. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nói. Vậy không phải tương đương với việc đi vào vô cùng phiền phức sao? Lục Lâm Thiên lập tức nghĩ tới vấn đề này. Địa phương như vậy hắn nhất định phải đi. Muốn đi vào cũng không quá khó khăn. Có lẽ một đoạn thời gian nữa trong chợ đen ở cổ vực sẽ bán ngọc giản này. Giá cả sẽ chừng 300 vạn kim tệ một khối. Đương nhiên, người cũng có thể mua từ bốn thế lực lớn như nhất tông nhất giáo nhất trang nhất môn. Mua ở đó giá cả chỉ còn 50 vạn kim tệ mà thôi. Đến lúc đó rồi tính tiếp, dù sao đi nữa vụ tinh hải này nhất định ta phải đi xem một chút. Lục Lâm Thiên nói. Cũng tốt, đến lúc đó ta vẽ lộ tuyến cho ngươi, năm đó ta đã đi qua một lần. Chí ít cũng không để cho ngươi đi đường vòng, bên trong cực kỳ nguy hiểm, nếu như lạc đường, hoặc chạy tới địa bàn của yêu thú lục giai khác vậy thì sẽ vô cùng thảm. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nói. Một già một trẻ lập tức thương nghị không ít việc vặt vãnh. Phương Tân Kỳ lúc này hiểu ý bưng lên một ít điểm tâm và rượu ngon tới. Vừa ăn uống vừa bàn luận, lúc này đã tới đêm. Nếu không phải Lục Tâm Đồng và Tiểu Long trở về, một già một trẻ này còn đang thương nghị kế sách đối phó với phụ nữ. Vào ban đêm, trên trời cao xuất hiện vô số ngôi sao. Ngôi sao lóe lên, Lục Lâm Thiên suy nghĩ linh tinh một lát rồi lập tức móc ra linh ngọc sàng tiếp tục khoanh chân ngồi tu luyện linh lực. Loại tu luyện này đối với việc tăng cường linh lực mà nói vô cùng chậm chạp. Thế nhưng đối với việc củng cố linh lực cực kỳ hữu hiệu. Cũng không biết qua bao lâu. Quanh thân Lục Lâm Thiên được bao phủ bởi một tầng quang cháo vô hình. Trên Quỷ Vũ Tông, trong một phòng tối có hai đạo thân ảnh xuất hiện. Mà hai đạo thân ảnh này có một người chính là Đới Cương Tử, một thân ảnh khác cực kỳ mờ ảo, thân ảnh này thậm chí là gần như trong suốt, giống như một lớp xương mờ vậy, vô cùng quỷ dị không nói nên lời. Thân ảnh này cũng chỉ lớn như trẻ con, quanh thân còn có một cỗ khí tức khiến cho tim người khác đập nhanh. Mà dáng dấp bên ngoài, nếu như Lục Lâm Thiên có mặt ở đây nhất định sẽ giật mình không ngớt. Người này không phải là ai khác mà chính là linh hồn thể của Thôi Mệnh Phán Quan bị Dương trưởng lão của Vân Dương Tông truy sát. Đới Cương Tử, tìm một người có tu vi vũ xuất cho ta khó vậy sao? Trong ba ngày phải tìm cho ta một người có tu vi vũ xuất. Trong vòng ba ngày nếu như ta không đoạt xá thì thực lực sau đó sẽ càng tổn hao thêm nhiều. Tuy rằng lúc này Thôi Mệnh Phán Quan chỉ là linh hồn thể. Thế nhưng cảm giác áp bách bên ngoài vẫn khiến cho toàn thân Đới Cương Tử run rẩy. Thôi Mệnh đại nhân, vũ xuất quả thực rất khó tìm. Hơn nữa vũ xuất phù hợp với yêu cầu đại nhân càng thêm khó. Cho dù trong toàn bộ Quỷ Vũ Tông hiện tại cũng chỉ có một vũ xuất là ta. Vẻ mặt Đới Cương Tử có chút khó xử. Đây là vấn đề của ngươi, độc trên người ngươi chỉ có linh vũ giới ta có thể giải. Cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi, có lẽ Phi Linh Môn cũng đã nghi ngờ ngươi rồi. Sắc mặt Thôi Mệnh Phán Quan trầm xuống, lập tức có chút hoàn hãn nói. Ngươi mau chóng tìm cho ta một người có tu vi vũ xuất để đoạt xá. Chờ sau khi thực lực ta khôi phục một chút, tới lúc đó bằng vào thế lực của linh vũ giới chúng ta đủ để cho Quỷ Vũ Tông ngươi có thực lực chống lại nhất tông nhất giáo nhất trang nhất môn. Có thể nắm lấy cơ hội lần này hay không phải dựa vào chính ngươi rồi. Phán Quan đại nhân,
ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm một vũ suất cho đại nhân, sau này mong đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Đới Cương Tử khúm núm nói. Lui đi, ngươi chỉ cần tìm một vũ suất trên Quỷ Vũ Tông là được. Đến lúc đó cứ để ta đối phó là được rồi. Có lẽ bằng vào thực lực của ngươi cũng không đến mức không đối phó được vũ suất tầm thường. Thôi Mệnh Phán Quan nói. Đới Cương Tử rời khỏi phòng, nhìn vào bầu trời đêm sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn nhướng mày một cái rồi lập tức rời khỏi. Một đêm tu luyện trôi qua, khi ánh nắng mai chiếu xuống hậu sơn thì Lục Lâm Thiên lập tức ngừng tu luyện. Mấy ngày nay Lục Lâm Thiên vô cùng bất đắc dĩ, hắn phải bồi tiếp Lữ Tiểu Linh đi dạo trong Phi Linh Môn. Những đệ tử trong môn nhìn thấy trưởng môn nhà Minh đi dạo cùng một nữ tử tuyệt sắc đều vô cùng thức thời chạy ra xa. Cả đám nở nụ cười hiểu ý, nhìn thấy Lữ Tiểu Linh cũng vô cùng khách khí, ai biết sau này nữ nhân này có thể trở thành trưởng môn phu nhân của bọn họ hay không cơ chứ. May mà có Tiểu Long và Lục Tâm Đồng đi cùng Lục Lâm Thiên mới không cảm thấy buồn chán. Lục Tâm Đồng và Lữ Tiểu Linh vốn chưa từng quen biết, thế nhưng chỉ sau một lát quan hệ lập tức thân thiết. Mà Tiểu Long có đôi khi dường như vô ý nhắc tới đan dược thất phẩm khiến cho Lục Lâm Thiên thiếu chút nữa muốn đem nó thu vào trong không gian thú nang. Tiểu Long ủy khuất, đôi mắt nhỏ không ngừng nhìn Lục Lâm Thiên, hung hăng uy hiếp hắn. Lão đại, đệ không chỉ muốn nói cho Hồng Lăng tỷ huynh trêu hoa ghẹo nguyệt, mà còn nói cho Vô Song tỷ, còn có Cảnh Văn tỷ, huynh cứ chờ bị thu thập đi, ai bảo huynh khi dễ đệ. Đệ dám uy hiếp lão đại sao? Lục Lâm Thiên tức thì quát lớn, nhanh chóng móc ra không gian thú nang. Siêu! Thân thể Tiểu Long nhanh như thiểm điện chạy trốn, vừa chạy vừa nói. Lão đại, huynh không đuổi kịp đệ đâu. Ai nói, phù quang lược ảnh. Lục Lâm Thiên quát nhẹ một tiếng vòng xoáy dưới chân chợt lóe, trong nháy mắt đánh về phía Tiểu Long. Hừ, đệ trốn. Quang mang quanh người Tiểu Long chợt lóe, thân thể biến mất. Một người một thú lập tức đuổi nhau. Lục Lâm Thiên, ngươi nói là đi theo ta mà. Lữ Tiểu Linh tức giận dậm chân rồi hét lớn. Cứ như vậy một ngày một đêm trôi qua, mà trong ngày này Lục Lâm Thiên rốt cuộc cũng có một đêm nhàn nhã. Lúc trạng vạng trở lại đình viện, Lộc Sơn lão nhân cũng đã xuất quan. Thương thế trên người trên cơ bản đã không còn trở ngại, Thanh Hỏa lão quỷ vẫn còn tiếp tục bế quan. Lộc Sơn lão nhân xuất quan, Lục Lâm Thiên lập tức quyết định sáng mai chạy tới Quỷ Vũ Tông. Tốc chiến tốc thắng cũng tốt, dù sao việc Quỷ Vũ Tông sớm muộn cũng phải giải quyết. Đới Cương Tử đã có dị tâm, nếu để thời gian quá dài, khó có thể đảm bảo đây không phải là một tai họa. Lập tức Lục Lâm Thiên gọi Hoa Mãn Lâu tới nói một phen, sau đó mới móc ra Linh Ngọc Sàng tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Nghịch Lân Yêu Bằng xuất hiện, hai cánh dương lên rồi lập tức rời khỏi Phi Linh Môn. Trên lưng Nghịch Lân Yêu Bằng lúc này có Lục Lâm Thiên, Lữ Tiểu Linh, Lộc Sơn Lão Nhân, Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc, còn có Tiểu Long và Đới Trường An. Trong Phi Linh Môn còn có hộ pháp Trương Khiếu, mấy vũ tướng của Vũ Đường, là những người có thực lực cao nhất. Một vũ tướng bát trọng, hai vũ tướng thất trọng, một vũ tướng lục trọng, hai vũ tướng ngũ trọng, thực lực quả thực không kém. Dưới yêu cầu của Lục Lâm Thiên, Đới Trường An lúc này phải đeo một chiếc khăn che mặt, miễn cho người của Quỷ Vũ Tông nhận ra. Mà đi theo cũng có Huyết Ngọc Yêu Hổ, Thủy Hỏa Yêu Giao, Huyết Tích Dịch và Thái Âm Yêu Thỏ. Lục trưởng môn, chúng ta chỉ có mấy người này liệu có đủ không? Trên lưng Nghịch Lân Yêu Bằng, Đới Trường An tuy rằng biết đây đều là cường giả, thế nhưng cũng có chút lo lắng. Được rồi, chỉ là giúp ngươi đoạt lại Quỷ Vũ Tông mà thôi, cũng không phải diệt Quỷ Vũ Tông các ngươi. Lục Lâm Thiên nói. Thế nhưng Lục trưởng môn, có lẽ đại bộ phận thân tín trước đây của cha ta đều bị Đới Cương Tử giết chết. Đoạt lại Quỷ Vũ Tông, ta sợ một mình ta không trấn áp nổi những trưởng lão, hộ pháp khác. Đới Trường An rụt rè nói. Thực lực của hắn thực sự là quá thấp, điểm này hắn đã nghĩ tới. Đến lúc đó ta lưu lại mấy cường giả cho ngươi, mọi chuyện từ đó về sau không liên quan tới ta nữa. Lục Lâm Thiên mở miệng nói. Đa tạ Lục trưởng môn. Đới Trường An cảm kích nói. Đến Quỷ Vũ Tông cũng không cần thời gian quá dài, bằng vào tốc độ của Nghịch Lân Yêu Bằng, một ngày đêm cũng đủ tới Quỷ Vũ Tông. Nhìn kiến trúc liên miên không dứt trong thành Quỷ Vũ. Còn có Quỷ Vũ Tông to lớn ở giữa khiến cho Đới Trường An không khỏi nhớ tới những ngày tháng làm đại thiếu gia trước đây, còn có những ngày sống như chó nhà có tang. Lúc này thân thể Đới Trường An không tự chủ được mà khẽ run rẩy. Nhìn thành Quỷ Vũ, ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống.
mấy người Lộc Sơn lão nhân, Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc cùng với mấy vũ tướng của Vũ Đường phía sau đều biết mình tới đây làm gì, tức thì một cỗ sát khí chậm rãi tràn ra. Trong thành Quỷ Vũ, Lục Lâm Thiên trực tiếp cưỡi nghịch lân yêu bằng tiến vào khiến cho không ít đệ tử Quỷ Vũ Tông trong thành hét lớn. Trong thành không được cưỡi yêu thú phi hành. Tiếng hét lớn vang lên, lập tức có mấy đầu yêu thú phi hành đuổi theo. Thế nhưng đám người Lục Lâm Thiên không chút để ý tới, trực tiếp phóng tới Quỷ Vũ Tông. Người tới là người phương nào? Dưới chân núi Quỷ Vũ Tông, hơn 10 đệ tử Quỷ Vũ Tông nhìn chằm chằm vào đám người Lục Lâm Thiên rồi hỏi. Cảm nhận sát khí vô hình chung quanh đám người Lục Lâm Thiên, cả đám đều không khỏi ngẩn ra. Đi nói cho Đới Cương Tử, trưởng môn Phi Linh Môn tới. Hoa Mãn Ngọc yêu kiều quát lên một tiếng, ánh mắt nhìn hơn 10 đệ tử kia khẽ quát. Phi Linh Môn. Những đệ tử này dường như đối với Phi Linh Môn cũng không xa lạ, lập tức nhìn kỹ vài lần rồi có hai người vội vã đi lên núi. Chúng ta lên trước đi. Lục Lâm Thiên nói. Chư vị, chờ sau khi tông chủ đồng ý các người mới có thể lên núi. Một người dường như là đầu lĩnh của đám người Quỷ Vũ Tông nhìn thấy mọi người muốn lên núi tức thì rụt rè tiến lên ngăn cản. Muốn chết sao mà ngăn cản ta? Không muốn chết thì cút ngay. Lục Lâm Thiên quát lên một tiếng, một cỗ hàn ý tập trung vào người đệ tử Quỷ Vũ Tông này. Tức thì trong lòng tên đệ tử này cảm thấy lạnh lẽo, không tự chủ được mà lui xuống. Hừ! Lộc Sơn lão nhân khẽ hừ một tiếng. Mọi người lập tức đi lên núi, không có ai dám ngăn lại nữa. Trên đỉnh núi, lúc đám người Lục Lâm Thiên đi tới đã có không ít đệ tử Quỷ Vũ Tông ngăn cản. Chư vị, chưa được tông chủ đồng ý, chư vị không được tự tiện tiến vào Quỷ Vũ Tông. Một đệ tử Vũ Phách cắn răng nói. Muốn chết. Lộc Sơn lão nhân không có một chút nhẫn nại nào, mấy đạo trưởng ấn lập tức được đánh ra khiến cho mấy đệ tử Vũ Phách trước mặt lập tức bị mất mạng. Mau mở địa sát đại trận. Mấy đệ tử Quỷ Vũ Tông sợ hãi, lập tức hét lớn. Muốn chết. Nếu không bận tâm về địa sát đại trận trên Quỷ Vũ Tông, Lục Lâm Thiên đã trực tiếp cưỡi nghịch lân yêu bằng lên đây. Lúc này hắn đã sớm có chuẩn bị, hàn khí trong mắt hiện lên. Vài đạo trưởng ấn nóng bỏng nhanh chóng được đánh ra. Siêu siêu. Mấy tiếng xé gió trầm thấp vang vọng, mang theo thanh âm bạo liệt, kinh khí cường hãn tức thì đánh vào trên người mấy đệ tử Quỷ Vũ Tông kia. Thân ảnh của mấy đệ tử Quỷ Vũ Tông vừa mới di động thì trong nháy mắt đã bị trực tiếp đánh chết. Tiếp theo, thân ảnh Lục Lâm Thiên đã tới đỉnh núi. Ánh mắt quan sát chung quanh một phen, vừa nhìn Lục Lâm Thiên không khỏi trầm xuống. Thân ảnh di động. Chân khí trên người bùng lên, trong tay có mấy đạo chân khí nóng bỏng đánh ra, sau khi thi triển phù quang lược ảnh thân ảnh của hắn giống như là quỷ mị vậy. Siêu siêu. Một lát sau, thân ảnh Lục Lâm Thiên dừng lại, có mấy đạo lưu quang được thu vào trong tay. Ầm ầm. Mấy đạo lưu quang được thu hồi, toàn bộ ngọn núi khổng lồ khẽ lay động. Nhìn thấy tất cả chuyện này, các đệ tử Quỷ Vũ Tông còn lại nhìn nhau, căn bản không dám nhúc nhích. Là ai dám bất kính với Lục trưởng môn vậy? Lúc này, thanh âm của Đới Cương Tử vang lên trong bầu trời. Siêu siêu. Thanh âm vừa dứt, mấy đạo thân ảnh nhanh chóng đáp xuống. Người đi đầu chính là Đới Cương Tử, phía sau còn có gần 10 vũ tướng. Đới Cương Tử nhìn chung quanh, sắc mặt khẽ biến hóa, cơ mặt co quắp một chút. Đới Tông Chủ, càng lúc người càng phô trương nha. Ta đến Quỷ Vũ Tông không ngờ lại bị quấy rầy, ngăn cả liên tục. Muốn gặp người cũng không dễ dàng. Sắc mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, lúc này trong người hắn có một cỗ hàn ý tràn ra. Lục trưởng môn thông cảm, đệ tử trong môn không hiểu chuyện. Cảm nhận được hàn ý trên người Lục Lâm Thiên, ánh mắt lại đang nhìn chằm chằm vào đám người Quỷ Vũ Tông khiến cho Đới Cương Tử có chút hoảng hốt. Nực cười, Đới Cương Tử, người càng lúc càng không thành thật. Người muốn ta phải làm thế nào đây? Ta cũng định lưu cho ngươi một mạng. Thế nhưng bản thân ngươi đã muốn chết thì ta cũng không khách khí. Lục Lâm Thiên âm trầm nói. Nhìn đội hình của Phi Linh Môn tới đây, Đới Cương Tử cũng không biết nói gì, ánh mắt trầm xuống, nhìn vào Lục Lâm Thiên rồi nói. Lục trưởng môn, ta chỉ không muốn mạng mình nằm trong sự khống chế của người khác mà thôi. Điều này có sai không? Tâm tư của Phi Linh Môn các ngươi lẽ nào ta không biết sao? Ngươi chỉ muốn Quỷ Vũ Tông là con chó của Phi Linh Môn ngươi mà thôi. Đừng quên, khi trước ngươi giống như con chó cầu xin ta ban phệ huyết hóa cốt đan. Đưa ngươi lên đài cũng là để mắt tới ngươi rồi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống rồi nói.
khi trước là ta sơ ý mới lọt vào tròng của ngươi. Đừng tưởng rằng chỉ bằng vào độc đan là có thể khống chế được ta. Không có ai có thể giải độc cho ta. Ngày hôm nay nếu đã nói rõ như vậy, ta cũng nói rõ với ngươi một câu. Sau này Quỷ Vũ Tông ta và Phi Linh Môn ngươi không có một chút quan hệ nào. Các ngươi đi đi. Cơ mặt đới cương tử co quắp một chút rồi nói. Khặc khặc. Lộc Sơn lão nhân cười lạnh một tiếng nói. Đới cương tử, ngươi nghĩ thật là hay nha. Hôm nay ngươi sẽ phải chết. Lộc Sơn lão nhân, Lục Lâm Thiên, các ngươi nhanh chóng rời đi cho ta. Đừng tưởng rằng Quỷ Vũ Tông hiện tại dễ động vào. Nếu như làm ta giận dữ, các ngươi tuyệt đối sẽ không rời khỏi Quỷ Vũ Tông được đâu. Lúc này đới cương tử như biến thành một người khác, khuôn mặt đột nhiên lạnh lùng, một cỗ khí thế cường hãn từ trong cơ thể bạo phát. Sắc mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, mơ hồ có thể cảm giác được một chút bất an. Đới cương tử không phải là người nóng vội, không biết suy nghĩ. Nếu như hắn dám nói ra lời này chỉ sợ trên Quỷ Vũ Tông còn có cường giả, bằng không cũng sẽ không lo tới cái mạng nhỏ của Míp Hát như vậy. Ta muốn nhìn xem ngươi giữ chúng ta lại như thế nào. Sắc mặt Lộc Sơn lão nhân lạnh lùng, thân thể tiến lên một bước. Một cỗ chân khí bắt đầu lan tràn. Mọi người trong Quỷ Vũ Tông nghe lệnh, giết cho ta, tất cả đám người Phi Linh Môn này không để lại một ai. Hai mắt khẽ đảo, đới cương tử cắn răng nói. Thanh âm lạnh lẽo quanh quẩn trên đỉnh núi. Thanh âm của đới cương tử vừa dứt, không khí trên Quỷ Vũ Tông lập tức trở nên ngưng trọng. Không chỉ có các trưởng lão, chung quanh lúc này chậm rãi xuất hiện không ít đệ tử Quỷ Vũ Tông. Sau tiếng quát của đới cương tử cả đám đều tự móc ra binh khí của mình, từng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về đám người Lục Lâm Thiên. Chỉ là những trưởng lão đệ tử Quỷ Vũ Tông này thoạt nhìn khí thế không kém. Thế nhưng nếu nhìn kỹ cũng không khó phát hiện ra trong mắt bọn họ đều có sự sợ hãi. Trận đại chiến không lâu trước đó trên Quỷ Vũ Tông trong ký ức của bọn họ vẫn vô cùng mới mẻ, thực lực của đám người Phi Linh Môn này bằng vào bọn họ không thể chống lại. Thực sự là không biết chữ chết viết thế nào. Lộc Sơn lão nhân cười nhe răng, khóe miệng chậm rãi trở nên âm trầm, sát ý tuôn ra. Mọi người trong Quỷ Vũ Tông nghe lệnh, giết, giết cho ta. Đới cương tử hét lớn một tiếng, đồng thời thân ảnh trực tiếp đánh về phía trước. Siêu siêu. Ngay khi thanh âm của đới cương tử vừa dứt, lúc này những trưởng lão đệ tử trong Quỷ Vũ Tông có chút e ngại trực tiếp giết về phía trước. Đều đi chết đi. Hoa Mãn Lâu quát lớn một tiếng. Chân khí từ trong thân thể to lớn bạo phát. Hoa Mãn Ngọc cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, linh lực tuôn ra, khiến cho trong không trung mơ hồ có chút áp lực. Áp lực mà chân khí và linh lực đem lại là hai loại áp lực hoàn toàn khác nhau. Cũng là hai cảm giác khác nhau. Nếu như trước mặt một cường giả vũ giả xuất hiện áp lực thì đó có thể coi là một ngọn núi lớn, bản thân cảm thấy không thể lay động. Mà trước mặt cường giả linh giả, áp lực gặp phải giống như là biển rộng cuồn cuộn. Hoặc có thể coi là dông bão. Chính là một loại áp lực lạnh lẽo giống băng băng. Vũ giả và linh giả cũng tạo thành hai loại áp chế hoàn toàn khác nhau. Mà lúc này, chân khí và linh lực của huynh muội Hoa Mãn Lâu tràn ra, mấy vũ tướng trong Phi Linh Môn cũng lập tức bạo phát ra chân khí kinh khủng. Cho nên uy áp tạo thành lập tức bao phủ toàn bộ Quỷ Vũ Tông. Một ít người có thực lực thấp dưới uy áp này có cảm giác trong lòng run rẩy. Tất cả chết đi. Hoa Mãn Lâu dẫn đầu đám người bắt đầu công kích, một đạo trưởng ấn hung hăng đánh xuống. Phanh phanh, tức thì giữa không trung truyền đến tiếng nổ vang, căn bản không có một chút lo lắng gì. Một đám lớn đệ tử Quỷ Vũ Tông trực tiếp bị mất mạng trong đám kình khí kinh khủng này. Thực lực Hoa Mãn Lâu tuy rằng so ra kém Lộc Sơn lão nhân, thế nhưng tuyệt đối vô cùng cường hãn. Phanh phanh, từng thanh âm như sấm sét do năng lượng cùng với kình khí tạo thành vang lên trong không trung. Hoa Mãn Ngọc cùng với đám đệ tử Vũ Tướng lập tức triển khai công kích. Những đệ tử Quỷ Vũ Tông sao có thể là đối thủ của bọn họ, chỉ có thể tiếp nhận số phận bị giết chết, căn bản không có một chút kháng cự nào. Muốn chạy sao? Đồng thời, Lộc Sơn lão nhân cũng trực tiếp đánh về phía đới cương tử đang chạy trốn, thân ảnh đuổi theo như thiểm điện. Linh Nhi, nàng cẩn thận một chút. Lục Lâm Thiên nói với Lữ Tiểu Linh xong lập tức thi triển phong chi dực, thân ảnh nhanh chóng đuổi theo. Đới cương tử, ở trước mặt ta còn muốn chạy trốn, ngươi còn kém xa. Lộc Sơn lão nhân cười lớn một tiếng, thân thể ở giữa không trung ngừng lại, chân khí bùng ra. Một đạo chảo ấn nhanh chóng được ngưng tụ, chân khí rót vào, trưởng ấn nhanh chóng đánh về phía đới cương tử ở phía xa.
cảm nhận khí thế cường hãn phía sau, Đới Cương Tử nhanh chóng bị một cỗ áp lực bao phủ. Chân khí trong cơ thể dường như đều bị áp chế, trở nên có chút đình trệ. Lúc này sắc mặt hắn đại biến, thủ ấn bỗng nhiên được kết. Một đạo trưởng ấn xẹt qua không gian mang theo kình khí hùng hồn nhanh chóng đánh về phía chảo ấn. Phanh phanh. Đối mặt với trưởng ấn của Đới Cương Tử, Lộc Sơn lão nhân hoàn toàn không để ý tới. Chảo ấn đánh xuống, không gian vặn vẹo, mạnh mẽ ngạnh kháng với trưởng ấn của Đới Cương Tử. Trong nháy mắt thanh âm bạo liệt vang lên trong bầu trời. Tiếng nổ kinh thiên vang lên, kinh khí khuếch tán ra bốn phía. Tuy rằng nói thực lực Đới Cương Tử yếu hơn Lộc Sơn lão nhân. Thế nhưng tốt xấu gì cũng có tu vi vũ xuất tam trọng, một kích của hai người đều vô cùng cường hãn. Khục khục, khục, kinh khí kinh khủng khuếch tán. Thân thể Lộc Sơn lão nhân không có chút động đậy mà lúc này miệng Đới Cương Tử phụt ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh bay về phía sau. Không để ý tới thương thế của mình, Đới Cương Tử tiếp tục chạy trốn. Hừ, Lộc Sơn lão nhân lạnh lùng quát một tiếng, thân thể tiếp tục truy đuổi. Bàn tay A lần thứ hai ngưng tụ ra một đạo chảo ấn. Chân khí được rót vào, chảo ấn nhanh chóng đánh về phía Đới Cương Tử, chân khí bạo phát, thanh thế lúc này vô cùng kinh khủng. Đới Cương Tử một lòng chạy trốn, thế nhưng tốc độ so với Lộc Sơn lão nhân còn kém hơn nhiều. Lúc này vừa mới chạy được không xa, phía sau tiếp tục có công kích đánh tới. Khuôn mặt Đới Cương Tử tái nhợt, khẽ cắn răng một cái, chân khí bạo phát, đổi từ trưởng thành quyền, một đạo quyền ấn trong nháy mắt xuất hiện, hung hăng đánh về phía trước. Không biết tự lượng sức mình, đứng lại cho ta. Lộc Sơn lão nhân lạnh lùng quát một tiếng. Phanh phanh. Hai đạo công kích hung hăng đụng chạm, kinh khí khuếch tán ra bốn phía, trong năng lượng cuồng bạo lúc này có một đạo thân ảnh tiếp tục bị đánh bay ra. Phanh! Một tiếng trầm muộn vang lên, thân thể Đới Cương Tử nặng nề đập xuống mặt đất. Miệng phun ra một ngụm máu, mà lúc này Đới Cương Tử rốt cuộc đã đi tới đại điện trước sân rộng của Quỷ Vũ Tông. Phán quan đại nhân, cứu ta! Đới Cương Tử uể oải nằm trên mặt đất lúc này cố gắng ngẩng đầu nhìn vào phía trước rồi mới quát to. Ta xem còn ai có thể cứu được ngươi. Nhưng vào lúc này, Lộc Sơn lão nhân đã xuất hiện. Chân khí bạo phát, một đạo trưởng ấn được đánh ra. Hung hăng lao về phía Đới Cương Tử trên mặt đất, trưởng ấn nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt bao phủ Đới Cương Tử. Khặc khặc, mang tới vũ xuất rồi sao? Vũ xuất bát trọng, khá tốt. Bỗng dưng, một thanh âm lạnh lẽo vang lên, thanh âm sắc bén quanh quẩn giữa không trung. Trong nháy mắt, giữa không trung có một cỗ sương mù giống như năng lượng hội tụ tới. Cuối cùng giống như thủy triều tụ lại, trong không trung tràn ngập một cỗ uy áp từ trong linh hồn. Toàn bộ không trung run rẩy, sóng gợn khuếch tán, bầu trời lập tức bị một làn sương mù bao phủ. Trong sương mù, một đạo trưởng ấn quỷ dị lao ra, không gian lúc này rung động. Trưởng ấn nhanh chóng bắn về phía trước, cuối cùng xé rách không gian, nhanh như thiểm điện đánh vào trên trưởng ấn của Lộc Sơn lão nhân vừa mới ngưng tụ. Oanh! Chỉ trong nháy mắt hai cỗ lực lượng cuồng bạo ầm ầm va chạm vào nhau. Hai cỗ lực lượng kinh khủng tức thì nổ vang, thanh âm bạo liệt chói tai giống như sấm sét vang vọng phía chân trời. Toàn bộ Quỷ Vũ Tông lúc này đều nghe được, lúc này trong thành Quỷ Vũ cũng có vô số người ngẩng đầu nhìn về phía Quỷ Vũ Tông. Chỉ trong chớp mắt Lục Lâm Thiên cũng đã tới trong bầu trời sân rộng. Năng lượng phô thiên cái địa khuếch tán, một cỗ khí tức linh hồn khiến cho không gian vặn vẹo xuất hiện. Nhìn tất cả chuyện này sắc mặt Lục Lâm Thiên không khỏi biến đổi. Quanh người nhanh chóng bố trí một đạo quang cháo hộ thân, kinh khí cường hãn rung động, lúc này mới ngăn cản đám kinh khí này ở bên ngoài. Khục khục, kinh khí cuồng bạo khuếch tán, thân thể Lộc Sơn lão nhân trực tiếp bị đánh bay. Ngay khi Lộc Sơn lão nhân kinh hãi thì trước người đột nhiên xuất hiện một thân ảnh quỷ dị. Mà ngay khi Lộc Sơn lão nhân còn chưa nhìn thấy rõ thì một đạo lực lượng cường hãn đã nhanh chóng kéo tới. Lộc Sơn lão nhân muốn đề phòng, thế nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh, nhanh tới mức Lộc Sơn lão nhân chỉ vừa mới phát hiện thì một đạo công kích đã như sấm sét đánh tới. Một đạo công kích cường hãn vượt quá sức tưởng tượng đánh vào trên người Lộc Sơn lão nhân. Khục khục, trong nháy mắt, một ngụm máu tươi từ trong miệng Lộc Sơn lão nhân phun ra. Cuối cùng Lộc Sơn lão nhân cũng đã nhìn rõ người công kích mình. Chính là một thân ảnh mờ ảo, chỉ lớn bằng bàn tay trẻ con. Toàn thân bảo phủ bởi một mảnh sương mù màu đen dày đặc, đang dùng đôi mắt âm lệ nhìn hắn. Tất cả chuyện này Lục Lâm Thiên đã nhìn thấy thế nhưng cũng bất lực.
ngay cả Lộc Sơn lão nhân cũng không có cách nào, Lục Lâm Thiên thậm chí còn chưa kịp hô lên một tiếng, Lộc Sơn lão nhân đã phun ra một ngụm máu rồi. Siêu siêu. Cũng vào lúc này đám người Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc cũng chạy tới phía sau Lục Lâm Thiên, cảnh tượng trong bầu trời mọi người cũng đã nhìn thấy, tức thì mọi người lập tức kinh hãi. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lộc Sơn lão nhân nặng nề ngã xuống mặt đất. Mặt đất nơi Lộc Sơn lão nhân ngã xuống nứt nẻ, sắc mặt hắn tái nhợt. Trên Quỷ Vũ Tông còn không có ai có thể làm bị thương Lộc Sơn lão nhân. Mọi người lập tức nhìn kỹ lên bầu trời, trong bầu trời xuất hiện một thân ảnh mờ ảo to bằng bàn tay trẻ con. Thân thể giống như lớp sương mù màu trắng tràn ngập khí tức khiến cho tim mấy người đập nhanh. Chung quanh có một đám lớn sương mù màu đen, có vẻ vô cùng quỷ dị. Mà dáng dấp của thân ảnh to bằng bàn tay trẻ con kia khiến cho trong lòng mọi người không khỏi trầm xuống. Thôi Mệnh Phán Quan. Nghi hoặc qua đi, Lục Lâm Thiên lập tức kinh ngạc. Thân ảnh lớn bằng bàn tay trẻ con này chính là linh hồn thể của Thôi Mệnh Phán Quan. Trong không trung lúc này cũng có một cỗ linh hồn uy áp cường hãn. Đó là Thôi Mệnh Phán Quan. Lúc này nhìn thấy rõ thân ảnh trong bầu trời, đám người Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc kinh hãi. Tất cả mọi người đều từng gặp Thôi Mệnh Phán Quan, lúc này nhìn thấy hắn xuất hiện đương nhiên sẽ vô cùng kinh hãi. Lộc Sơn cung phụng, người không sao chứ? Lục Lâm Thiên nhanh chóng đi tới bên người Lộc Sơn lão nhân, đỡ Lộc Sơn lão nhân đứng lên rồi nói. Có chút phiền phức. Lộc Sơn lão nhân bắt đắc dĩ nói, sau đó lập tức nhét vào trong miệng một viên đan dược, lại nói. Trưởng môn, linh hồn thể của Thôi Mệnh Phán Quan đã mất đi bản thể, tu vi giảm mạnh. Thế nhưng cho dù hắn là linh hồn thể thì thực lực cũng tương đương với vũ xuất cửu trọng đỉnh phong. Ta khó có thể chống lại. Không nghĩ tới đới cương tử không phải cấu kết với Hóa Vũ Tông mà là linh vũ giới. Đời cương tử này không ngờ lại có quan hệ với linh vũ giới. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, nhìn vào linh hồn thể của Thôi Mệnh Phán Quan vẻ mặt lập tức ngưng trọng. Thảo nào đới cương tử này lại có dị tâm, hóa ra là có quan hệ với linh vũ giới. Linh hồn thể. Hiểu biết của Lục Lâm Thiên về linh hồn thể cũng không ít, trên Thiên Linh Lục và Ngọc Giản khi trước Nam Thúc giao cho hắn cũng có nhắc tới. Vũ giả hoặc linh giả đạt tới Vũ Vương và Linh Vương là có thể khiến cho linh hồn ly thể. Mà Vũ Vương và Vũ Xuất điều khác nhau lớn nhất chính là ở điểm này. Có thể đạt tới Vũ Vương khi gặp phải nguy hiểm bỏ mạng còn có thể khiến cho linh hồn ly thể mà chạy. Tuy rằng thực lực suy giảm lớn thế nhưng ít ra còn kiếm lại được một cái mạng. Mà linh hồn ly thể tuy rằng nhặt lại được một cái mạng, thế nhưng không có cách nào tồn tại bằng phương thức linh hồn thể. Mỗi một ngày trôi qua linh hồn lực đều bị tiêu hao, thời gian càng lâu tiêu hao càng nhiều, mãi cho tới khi linh hồn tiêu hao hết. Khi linh hồn tiêu hao cũng là lúc hồi yên phi diệt. Đến lúc đó sẽ triệt để biến mất trong thiên địa. Thế nhưng linh hồn thể cũng phải chỉ có chết, ngược lại vẫn còn có cơ hội sống sót. Nếu như vận khí tốt đại bộ phận có thể sống sót. Mà linh hồn thể muốn tiếp tục sống sót thì phải làm một việc rất quan trọng, đó chính là đoạt xá. Nói tới đoạt xá đây chính là một quá trình cực kỳ tàn nhẫn. Cũng có thể nói là quá trình từ mạnh biến thành yếu. Đơn giản hơn một chút chính là đem linh hồn một người diệt sát. Sau đó đoạt được thân thể của người đó, linh hồn của mình chiếm bên trong, khi đó sẽ sinh trưởng ở bên trong thân thể của người này. Bất luận một sinh linh nào sinh sống trong thế giới này đều cần có lục phủ ngũ tạng. Gân cốt, và tất nhiên là cơ thể. Còn có huyết mạch, những điều này chính là điều kiện hàng đầu để sinh tồn. Cũng là căn bản của người tu luyện, không có cơ thể, trừ phi là có tu vi đạt tới thông thiên, bằng không không ai có thể làm được. Đoạt xá, có thể một lần nữa thu hoạch được sinh mệnh, thế nhưng trên phương diện tu vi cũng không tránh khỏi yếu đi một mảng lớn. Không phải là thân thể của mình, sao có thể đạt được thực lực như trước khi đoạt xá. Thân thể bị hủy. Linh hồn lực chạy trốn thực lực cũng tổn hao nhiều. Ví dụ như Vũ Vương nhất trọng linh hồn ly thể sau đó thực lực mà linh hồn phát ra cùng lắm chỉ đạt tới Vũ Xuất lục trọng, thất trọng mà thôi. Thực lực tuyệt đối yếu đi một mảng lớn. Mà linh hồn thể sau khi đoạt xá thân thể rất khó dung hợp. Lúc đoạt xá có thể thực lực của linh hồn thể cũng không phát huy được, cần chậm rãi dung hợp, tuy rằng có đổi mới, thế nhưng tuyệt đối không thể khôi phục thực lực của bản thể mình. Mà con đường tu luyện sau này cũng sẽ suy giảm lớn. Mượn thân thể người khác tu luyện thì thế nào cũng không bằng thân thể của mình. Có thể nói, linh hồn thể đoạt xá có thể nhặt lại được một cái mạng, bảo tồn một chút thực lực mà thôi. Về phần những cái khác,
người dùng linh hồn thể chạy trốn, cả đời này coi như đã bị hủy. Mà lúc đoạt xá không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Phải tìm một người thích hợp đoạt xá mới được, mượn Vũ Vương Nhất Trọng muốn đoạt xá mà nói. Nếu như muốn đoạt xá các Vũ Vương khác thì quả thực chính là muốn chết, căn bản không có khả năng. Mà tìm Vũ Phách, Vũ Sư đoạt xá mà nói, thân thể Vũ Phách, Vũ Sư quá yếu, không thể thừa nhận được Vũ Vương đoạt xá. Thân thể không tiếp nhận được chính là thất bại. Thất bại một lần đối với linh hồn thể mà nói có thể nói là tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, căn bản không thể khôi phục. Linh hồn thể vốn không thể tu luyện, cho nên tiêu hao một tia chính là mất đi một tia, vô hình chung tương đương với việc tự giết bản thân. Vì vậy, Vũ Vương Nhất Trọng muốn đoạt xá, an toàn nhất chính là Vũ xuất tứ trọng tới ngũ trọng. Nếu tìm cao hơn rất có khả năng không những không đoạt xá được mà còn bị đối phương đánh chết. Loại tình huống nguy hiểm này linh hồn thể không dám mạo hiểm. Ngay trong lúc Lục Lâm Thiên suy tư về tư liệu linh hồn thể, thanh âm lạnh lẽo của Thôi Mệnh Phán Quan truyền tới. Khặc khặc, tới vừa lúc, còn đưa tới Vũ Xuất cho ta. Hừ, Thôi Mệnh Phán Quan, một cỗ linh hồn thể cũng dám kiêu ngạo trước mặt ta, còn không mau ẩn nấp đi. Lộc Sơn lão nhân lạnh nhạt nói. Lộc Sơn, cho dù ta là linh hồn thể thế nhưng ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, ngươi vừa vặn thích hợp cho ta đoạt xá. Nhìn vào Lộc Sơn lão nhân Thôi Mệnh Phán Quan cười lạnh nói. Nói xong toàn bộ Quỷ Vũ Tông phong vân biến sắc, vốn sắc trời đã bắt đầu về chiều lúc này toàn bộ hôn ám, dường như tối đen trước bão tố vậy, khiến cho tim mấy người phía dưới không khỏi đập nhanh hơn. Muốn đoạt xá ta chỉ sợ ngươi không làm được. Lộc Sơn lão nhân cắn răng lạnh nhạt nói. Hừ, thử xem sẽ biết. Thân thể nho nhỏ của Thôi Mệnh Phán Quan được bao bọc bởi một tầng sương mù màu đen lúc này ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên nói. Khặc khặc, tiểu tử ngươi tới vừa lúc, nếu như mang ngươi trở về bề trên nhất định sẽ vô cùng thỏa mãn. Tới lúc đó bằng thủ đoạn thông thiên của giáo chủ, ta muốn khôi phục thực lực trước đây cũng không phải là chuyện không có khả năng. Sắc mặt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, Thôi Mệnh Phán Quan này tuy rằng là linh hồn thể thế nhưng thực lực so với hắn vẫn mạnh mẽ hơn gấp bội. Ngay cả Lộc Sơn lão nhân cũng không thể chống lại, đám người Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc thì càng không cần phải nói. Thôi Mệnh Phán Quan, ta khuyên ngươi nên đi nhanh đi. Chỉ sợ nếu như ngươi không đi đã không kịp rồi. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nói. Khặc khặc, tiểu tử, đừng làm ta sợ. Các ngươi tới đây cũng chỉ có mấy người này, hôm nay ai cũng không thể cứu được các ngươi. Nếu như quỷ tiên tử Bạch Oánh và Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh ở đây ta còn có thể lo lắng một chút. Thế nhưng là các ngươi thì, hừ. Lạnh nhạt nói một tiếng, trong sương mù ba động, từ trong thân thể Thôi Mệnh Phán Quan mơ hồ có một cỗ sát khí truyền ra. Phán quan đại nhân, giúp ta giết bọn họ. Trên mặt đất, Đới Cương Tử bị thương lạnh dữ tợn nói. Hừ, ngươi và Phương Ngọc Quý đều là đồ vô dụng. Nhìn Đới Cương Tử nằm trên mặt đất Thôi Mệnh Phán Quan lạnh nhạt nói một tiếng, rồi nhìn Lục Lâm Thiên nói. Trước tiên bắt ngươi. Chờ ta đoạt xá rồi tính tiếp. Nói xong, Thôi Mệnh Phán Quan lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Cũng cùng lúc đó, bao gồm trên không trung, một cỗ lực lượng quỷ dị bắt đầu khởi động, đám sương mù màu xám kỳ dị kia cũng nhanh chóng lay động, một đạo trảo ấn cực lớn phá không mà giáng xuống, theo đó cũng mang theo một tràng tiếng cười lạnh âm trầm phát ra. Tiểu tử, mau tới đây cho ta. Trưởng môn, hãy cẩn thận. Hai người Hoa Mãn Lâu và Hoa Mãn Ngọc đồng thời quát lớn, chân khí của Hoa Mãn Lâu lay động quanh thân rồi tuôn trào dữ dội, đồng thời vung nhẹ cánh tay, một đạo trưởng ấn nháy mắt đã vạch phá không gian, biến thành một đạo quang mang màu vàng, lao về phía trảo ấn trên không. Tìm chết! Một tiếng quát âm lệ vang lên, quang mang của Thôi Mệnh Phán Quan trảo ấn lại càng đậm hơn, đè áp xuống một cách nặng nề. Ầm ầm! Hai cỗ lực lượng trực tiếp va vào nhau, không gian nổ vang. Trên không trung tạo thành một cỗ khí cuồng bạo như lốc xoáy, kinh khí ngập tràn lật tung một góc sân rộng, mặt đất xuất hiện vô số vết rạn nứt, đất cát bay cả lên không trung, sau đó bị thổi tung ra khắp chung quanh. Trong dòng năng lượng khủng bố tràn ngập, cỗ kinh khí to lớn vô cùng kia liền hung hăng nện thẳng xuống người Hoa Mãn Lâu. Phụt! Hoa Mãn Lâu không hề có chút thời gian để quay lại, thân thể lập tức bị đánh văng tít ra xa hơn mấy chục thước, miệng phun một búng máu tươi. Ngao! Cùng lúc đó, một tiếng gào kêu của rồng phượng sư hổ truyền ra, đúng lúc này, chỉ thấy linh lực trong tay Hoa Mãn Lâu rót vào bên trong bách thú lệnh, phía trên bách thú lệnh phát ra một cỗ quang mang nhàn nhạt nhanh chóng quấn lên người Hoa Mãn Lâu,
hóa thành vô số năng lượng hội tụ cực nhỏ, xuất hiện một đạo ấn quyết có hình thù kỳ lạ như rồng mà chẳng phải rồng, tựa hồ mà không phải hổ. Nháy mắt tiếp theo, ấn quyết trong tay Hoa Mãn Ngọc cũng được phun ra, phóng thẳng lên trời cao tựa phi long, ầm ầm dẫn theo tiếng kêu gào của Long Phượng Sư Hổ hung hăng đánh tới chỗ của Thôi Mệnh Phán Quan. Thú uy! Sắc mặt của Thôi Mệnh Phán Quan trầm xuống, nói. Hoa gia huynh muội, xem ra, thứ đó và việc ngươi khống chế yêu thú trong Bách Thú Cốc có liên quan tới nhau, hôm nay vừa hay, mang luôn các ngươi về cũng coi như lập thêm một công. Lời nói vừa dứt, trong đám sương mù xám trên không liền ngưng tụ một đạo quyền ấn, một cỗ lực lượng bỗng nhiên bành trướng rồi bộc phát. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy, quyền ấn này nện thẳng xuống phía trên của ấn quyết kia. Ken két! Một quyền này ẩn chứa cự lực mênh mông, trực tiếp đánh vỡ ấn quyết do Hoa Mãn Ngọc tạo ra, không gian gợn sóng bị nghiền nát, ấn quyết hóa thành một mảnh huyết quang vụn vỡ rồi tan biến giữa không trung. Phụt! Tấm thân mềm yếu của Hoa Mãn Ngọc cũng bị đánh văng ra hơn trăm thước, miệng phun ra một búng máu đỏ thẫm, ấn quyết bị phá chẳng khác nào khiến nàng nhận phải vết thương nặng nề. Ngao ngao! Chi chi! Trên không trung, vô số yêu thú khổng lồ trực tiếp lăng không hiện thân, chính là đám yêu thú nghịch lân yêu bằng, thái âm yêu thỏ và tòa kỵ hổ mãng thú của Hoa Mãn Ngọc, thân thể to lớn tựa như một ngọn núi nhỏ ngạo nghễ đứng trên quảng trường. Đám yêu thú vừa hiện thân thì nghịch lân yêu bằng và thái âm yêu thỏ đã dẫn đầu lao lên không trung, nghịch lân yêu bằng vỗ mạnh hai cánh, đôi cánh khổng lồ chấn động tạo thành hai luồng khí lưu cuồng bạo lăng không đánh ra. Đám khí lưu này tựa như một cái vòi rồng điên cuồng, kinh phong tàn phá bốn phương che kín bầu trời. Cũng cùng lúc đó, trong đám vảy ngược trên đầu của nghịch lân yêu bằng xuất hiện một cỗ khí tức quỷ dị lưu động, hội tụ thành một cỗ khí tức quỷ dị cuồng bạo, ở giữa đám vảy ngược xếp lấp tựa như từng tầng cánh hoa sen bắt đầu khuếch tán ra, khiến cho không gian vặn vẹo rồi đột nhiên hóa thành một dòng xoáy không gian cực lớn, dùng một loại lực lượng cuồng bạo vô cùng cường hãn, khiến cho không gian phải vặn vẹo. Cuối cùng vươn về phía linh hồn thể của Thôi Mệnh Phán Quan. Chi chi! Thân thể cao lớn của thái âm yêu thỏ lúc này lấp lánh lam quang, tiếng kêu vô cùng bén nhọn, tựa như xuyên kim phá ngọc, khiến cho đám sương mù xám trên không chấn động, lắc lư không ngừng, thứ này chẳng khác gì một loại âm ba vũ kỹ. So với lực công kích của nghịch lân yêu bằng thì càng thêm cường hãn hơn. Ngao! Một tiếng gầm lớn của huyết ngọc yêu hổ xuyên thấu không gian khí lưu. Quanh thân tỏa ra một cỗ kình khí vô tận, cự chảo phía cực lớn trước phát ra một đạo chảo ấn xé rách không gian, trực tiếp chém về phía Thôi Mệnh Phán Quan. Ngay sau đó hai cái đầu khổng lồ của song đầu thủy hỏa yêu giao, một bên phun ra hỏa trụ, bên lại phun ra thủy trụ, cả hai đồng thời bắn ra dữ dội, hung hăng bắn về phía Thôi Mệnh Phán Quan. Tiếp đó, ngay cả huyết tích dịch và hổ mãng thú cũng gia nhập vào, thân thể cao lớn nặng nề cũng lao tới. Hiu hiu! Mấy đạo lực lượng của yêu thú hội tụ, không gian cũng bị biến dạng, đặc biệt nhất chính là tấn công bằng phong nhận của nghịch lân yêu bằng và âm ba công kích của thái âm yêu thỏ, chính là những đòn tấn công cường hãn nhất. Hừ, chỉ là mấy con nghiệt xúc cũng muốn đả thương ta, các ngươi vẫn còn kém lắm. Trên không trung truyền tới một tiếng quát lạnh, trong nháy mắt đám sương mù trên không rung lên, gió nổi mây vần, đám sương mù dày đặc vây quanh linh hồn thể của Thôi Mệnh Phán Quan ở giữa. Lập tức hóa thành một dòng xoáy khổng lồ, sau đó xoay tròn, năng lượng bang bạc tuôn ra dữ dội, không gian gợn sóng trong nháy mắt liền trực tiếp mở ra, mang theo kình khí khủng lan rộng ra trong im lặng, những nơi kình khí lan tới thì không gian đều xuất hiện chấn động. Nháy mắt, dòng xoáy khủng bố này đã đè ép xuống tựa một con mãnh thú khổng lồ, không gian to lớn mấy ngàn thước cũng trở nên vặn vẹo. Trong không gian bị biến dạng thế này, vài luồng lực lượng khổng lồ lập tức phun ra cùng một chỗ. Ầm ầm ầm, cái không gian này bắt đầu sụp đổ và vỡ tan, khí lưu hóa thành vô số mảnh nhỏ tan biến, theo sau đám yêu thú khổng lồ cũng trực tiếp bị đánh văng ra ngoài, nặng nề rớt xuống phía xa, khiến cho đất rung núi chuyển, ngay cả ngọn núi khổng lồ như Quỷ Vũ Tông cũng phải rung chuyển một hồi. Nháy mắt hai huynh muội Hoa gia cùng với một đám yêu thú đều bị trọng thương, hào quang quanh thân của Thôi Mệnh Phán Quan dường như đã mở đi một chút, trước là đả thương Lộc Sơn lão nhân. Sau lại đánh trọng thương Hoa gia huynh muội và chúng yêu thú, không thể nào không hao tổn sức lực được, quan trọng hơn chính là loại tiêu hao này lại không thể đủ để khôi phục. Thôi Mệnh Phán Quan cũng không tiếp tục để ý tới huynh muội Hoa gia và đám yêu thú nữa, có vẻ là hắn cũng không muốn tiếp tục phí sức nữa, ánh mắt lập tức chuyển sang Lục Lâm Thiên, nói. Tiểu tử, lúc này đã không còn ai có thể giúp ngươi được nữa rồi.
Trưởng môn, người hãy đi trước đi. Lộc Sơn lão nhân lập tức lên tiếng. Lộc Sơn cung phụng, người cũng lui xuống đi. Lục Lâm Thiên nói với vẻ bất đắc dĩ, Lộc Sơn lão nhân cũng đã bị trọng thương, căn bản không thể ngăn cản Thôi Mệnh phán quan được. Nhìn qua vẻ mặt âm lệ của linh hồn thể của Thôi Mệnh phán quan, Lục Lâm Thiên chậm rãi thở ra một hơi, chuyện tới mức này, mình cũng chỉ có thể liều mạng một phen mà thôi. Tiểu Long, để có thể ngăn cản hắn thêm một lúc nữa không? Lục Lâm Thiên nói với Tiểu Long trên vai. Không thể đối phó được với kẻ đó, nhưng ngăn cản hắn hẳn là không thành vấn đề. Trong mắt Tiểu Long lóe lên một cổ tinh quang, lúc này khí thế của nó đã hoàn toàn không liên quan gì tới hai chữ đáng yêu nữa, trên cơ thể nho nhỏ ấy hiện tại đã tuôn trào sát khí dữ dội. Vậy thì giao cho đệ, giúp ta ngăn cản hắn một lát. Lục Lâm Thiên nói, thực lực của Tiểu Long thì Lục Lâm Thiên hiểu rất rõ, dù nói là vô cùng cường hãn, nhưng phỏng chừng cũng không thể làm gì được Thôi Mệnh phán quan lúc này được. Thế nhưng lực phòng ngự của Tiểu Long, vũ xuất cửu trọng cũng khó mà làm gì được Tiểu Long, phỏng chừng tên Thôi Mệnh phán quan này nhất định cũng khó mà có thể đả thương Tiểu Long được. Lão đại cứ yên tâm đi, để ngăn cản hắn một lúc thì không thành vấn đề. Tiểu Long vừa nói xong, thân thể nho nhỏ lập tức phóng ra, tiếp theo liền có một tiếng gầm gừ hệt như rồng ngâm truyền ra. Ngao, chấm. Tiếng gầm của Tiểu Long quanh quẩn trên không trung hệt như tiếng rồng ngâm, nháy mắt tiếp theo ánh sáng màu vàng lóe lên quanh thân, nháy mắt đã xuất hiện thân thể cao lớn hơn 500 thước, khí tức cường hãn lúc này khuếch tán càng thêm dữ dội. Đúng là một con yêu thú không tệ. Thôi Mệnh phán quan lúc này liền nhìn chằm chằm vào Tiểu Long, mày rậm hơi nhíu lại. Lấy nhãn lực của hắn, lại không cách nào nhìn ra thân phận của Tiểu Long, nhưng có thể cảm giác được khí tức trên người Tiểu Long tuyệt đối không phải dạng tầm thường. Lúc này ở cách đó một quãng, hai người Hoa Mãn Lâu và Hoa Mãn Ngọc Thân bị trọng thương cùng với đám yêu thú còn lại, mặc dù đã nhiều lần nhìn thấy bản thể của Tiểu Long, nhưng mỗi lần đều cảm thấy kinh ngạc không thôi, khí tức trên người của Tiểu Long tuyệt đối có thể gọi là khủng bố. Bên người Lục Lâm Thiên, Lữ Tiểu Linh vẫn giữ vẻ mặt kinh ngạc vô cùng. Nhìn vào Lục Lâm Thiên, hỏi nhỏ. Lục Lâm Thiên, chúng ta làm gì bây giờ? Ngươi lui ra sau một chút, cứ để đó cho ta. Lục Lâm Thiên trầm giọng nói, tiếng nói vừa dứt, phong chi dực sau lưng đã xòe ra, thân hình bay lên giữa không trung, đột nhiên hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trong tay bắt đầu kết xuất từng đạo thủ ấn, một cổ khí tức quỷ dị liền bắt đầu hội tụ lại. Theo từng đợt thủ ấn biến hóa, không gian quanh người Lục Lâm Thiên bắt đầu xuất hiện từng vòng gợn sóng nhanh dần lên như sóng vỗ, đồng thời khí tức cũng dần trở nên vô cùng quỷ dị. Nhìn thấy sự biến hóa của Lục Lâm Thiên, sắc mặt của Thôi Mệnh phán quan trên cao bắt đầu trầm xuống, hắn cũng biết Lục Lâm Thiên có điểm quỷ dị, lúc này có thể cảm giác được là dường như Lục Lâm Thiên đang chuẩn bị cho một đòn tấn công nào đó. Thôi Mệnh phán quan đương nhiên không thể nào để cho đối phương có cơ hội ung dung chuẩn bị ngưng tụ công kích để đối phó hắn được. Lúc này hắn chỉ là linh hồn thể, đương nhiên không thể để xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn được. Lập tức ngay lúc Lục Lâm Thiên biến hóa thủ ấn thì đám sương mù trên không trung cũng rung động mãnh liệt rồi lay động một cách quỷ dị. Một đạo chảo ấn lăng không phát ra, nháy mắt đã giáng xuống lao tới chỗ Lục Lâm Thiên. TT. Thân thể khổng lồ của Tiểu Long đã sớm đứng chắn trước mặt lão đại, lập tức ngẩng đầu ra sức, cái miệng khổng lồ dữ tợn mở rộng, phun ra một đạo hỏa diễm màu vàng kim. Hơi thở nóng bỏng bao phủ, một mảnh hỏa diễm màu vàng kim cuồng bạo tản ra. Trong nháy mắt hỏa diễm màu vàng kim đã bao phủ không gian, gào thét mà dậy, tựa như hóa thành một biển lửa, gợn sóng trong không gian trực tiếp bị đốt cháy trở nên đỏ rực, hơi nước trong không khí dường như trong nháy mắt cũng bốc hơi sạch sẽ. Xèo xèo. Dưới hỏa diễm màu vàng kim, chảo ấn quỷ dị kia trực tiếp bị đốt cháy hóa thành một đám xương màu trắng. Hỏa diễm thật mạnh. Đám người chung quanh lúc này cũng kinh ngạc vô cùng, bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng sự cuồng bạo của ngọn hỏa diễm này. Đáng chết! Trên linh hồn thể của Thôi Mệnh phán quan, đôi mắt khẽ rung lên, thân hình vội vàng lùi lại, đám sương mù chung quanh cũng lung lay một hồi, càng thêm kinh hãi nhìn chằm chằm vào Tiểu Long. Hừ, xem ngươi ngăn cản ta thế nào được! Ánh mắt trầm xuống, linh hồn thể nháy mắt khuếch đại, đang lúc mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Linh hồn thể của hắn đột nhiên xảy ra biến hóa. Một cổ khí tức quỷ dị hội tụ, linh hồn thể của Thôi Mệnh phán quan lập tức mở rộng, cái thân hình tựa như đứa trẻ kia phá tan sương mù bao quanh thân thể, ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, trực tiếp hóa thành to lớn hơn trăm thước,
mặc dù thân thể có chút hư ảo, nhưng khí tức khủng bố chung quanh cũng vô cùng cường hãn. Cái linh hồn thể này khuếch đại cũng không trở nên hư ảo hơn mà thậm chí còn thực chất hóa lên không ít, trên linh hồn thể khổng lồ ấy mang theo khí tức rất đỗi quỷ dị và linh hồn lực ba động vô cùng nồng đậm, bàn tay to lớn nện ra một quyền với lực đạo rất mạnh, trên không trung lập tức vang lên thanh âm bạo tạc liên tiếp. Tê tê. Nhưng Tiểu Long thì không hề sợ hãi, sau khi rít lên một tiếng trầm thấp, cái đuôi lớn liền hung hăng quất ra, trực tiếp phá không gào thét đánh tới. Ầm ầm. Một quyền cực mạnh do linh hồn thể của Thôi Mệnh Phán Quan đánh ra hung hăng nện thẳng lên cái đuôi lớn của Tiểu Long, lực lượng khổng lồ va vào nhau, cái đuôi của Tiểu Long lập tức rơi xuống, đập mạnh lên sân của quảng trường, khoảng sân rộng kia lập tức nứt một đường lớn, vết nứt rất dài, đủ để thấy một quyền này có lực đạo cường hãn tới mức nào. Tuy lực lượng của một quyền này rất lớn, nhưng cũng chỉ làm Tiểu Long bị đau chút đỉnh mà thôi, bị đau khiến cho ánh mắt của Tiểu Long lập tức trở nên lạnh lẽo hơn. Lân phiến khắp người dựng lên, một tia hỏa diễm kim sắc quanh quẩn trên người, khí tức lại mạnh mẽ thêm vài phần, trên người tản ra một cỗ uy áp cực lớn. Suy, cái đầu khổng lồ nảy lên nhanh như chớp, trong nháy mắt đã lao lên, tựa như xé rách không gian vậy, mang theo một đạo khí lãng năng lượng vô cùng khủng bố xé không mà ra, nháy mắt tiếp theo, trong miệng Tiểu Long lại phun ra thêm một mảnh hỏa diễm màu vàng kim cuồng bạo về phía linh hồn thể khổng lồ của Thôi Mệnh Phán Quan. Đám hỏa diễm kim sắc này, Thôi Mệnh Phán Quan đã sớm có đề phòng và toan tính riêng, nên thân thể vội vàng lùi lại, không dám trực tiếp chống lại hỏa diễm kim sắc của Tiểu Long. Chi chi! Ngay vào lúc thân hình của Thôi Mệnh Phán Quan cấp tốc lùi về phía sau, đột nhiên một thanh âm bén nhọn truyền tới, bạch sắc cự thử một mực đứng cách đó vài trăm thước đột nhiên lao về phía Thôi Mệnh Phán Quan. Linh thú ngân linh huyễn thử, tiếc là thực lực còn quá thấp. Sắc mặt của Thôi Mệnh Phán Quan trầm xuống. Một đạo trưởng ấn đánh về phía sau nhanh như chớp, phát ra một mảnh hào quang năng lượng vô cùng quỷ dị. Giữa không trung nháy mắt liền bộc phát ra tiếng nổ tung đinh tai nhức óc, ngân linh huyễn thử khổng lồ lập tức bị đánh văng ra xa, thân thể nặng nề nện thẳng xuống đất. Tê tê. Ngay tiếp theo lúc đó, thân thể to lớn của Tiểu Long lại tấn công tới lần nữa, gắt gao cuốn lấy Thôi Mệnh Phán Quan. Trên tầng trời thấp, thanh niên áo xanh vỗ nhẹ hai cánh sau lưng. Thân thể trôi nổi trên không, vẻ mặt ngưng trọng, hai tay kết xuất ra từng đạo thủ ấn kỳ dị ngày càng nhanh hơn. Trong bàn tay phải, thủ ấn trong tay của Lục Lâm Thiên lúc này lập tức kéo dài tạo thành từng đạo vòng cung huyền ảo, không gian phía bên phải lập tức bị bao phủ trong một mảnh quang hoa chói mắt, từng đạo hào quang thần dị dữ dội bắn ra bao phủ phía trước hắn, chân khí cũng tuôn trào một cách dữ dội và nhanh chóng, nếu như có người đứng gần một chút. Sẽ không khó để nghe ra trong cơ thể của Lục Lâm Thiên lúc này phát ra một loại thanh âm tựa như vạn mã bôn đằng, đây chính là thanh âm chân khí di chuyển với tốc độ cực nhanh trong cơ thể. Trong cơ thể của Lục Lâm Thiên lúc này, chân khí rút xuống giống như một cơn hồng thủy vậy, khí tức cũng trở nên cuồng bạo, chỉ một lát thôi, trong lòng bàn tay phải của Lục Lâm Thiên, nháy mắt đã xuất hiện thất thải quang mang thần dị mà cuồng bạo, chỉ một lát đã xuất hiện điều thể tựa như Phượng Hoàng, còn Phượng Hoàng này có thân thể đỏ rực. Lớn chừng một thước, toàn thân tựa như một ngọn lửa, trên đầu có phượng quan do thất thải vũ tạo thành, trên đuôi cũng mọc ra long vũ thất thải thật dài, hai cánh dương ra mang theo ngọn lửa ngập tràn. Khiến cho không gian chung quanh đều lắc lư dập dờn. Cũng ngay vào lúc này, trên tay trái của Lục Lâm Thiên, ấn quyết cũng nhanh chóng xuất ra, theo mỗi thủ ấn kết xuất ra từ tay của Lục Lâm Thiên, bàn tay trái của hắn lập tức tỏa ra hào quang chói mắt, nhưng quỷ dị nhất chính là thứ quang mang chói mắt này lại có màu đen. Đen hệt như màu mực vậy, thế nhưng vẫn rất chói mắt. Mà theo sự xuất hiện của quang mang màu đen kia, sắc mặt của Lục Lâm Thiên cũng trở nên ngưng trọng hơn, cộng thêm ngày càng tái nhợt, trên trán cũng rịn cả mồ hôi, giống như đang tiêu hao rất lớn vậy. Huyền Vũ Quyết, ngưng tụ. Một tiếng quát trầm thấp truyền ra từ miệng của Lục Lâm Thiên, tiếng quát vừa dứt, thủ ấn quỷ dị của Lục Lâm Thiên cũng vừa đổi, trên lòng bàn tay trái. Một mảnh quang mang đen kịt vô cùng mạnh mẽ và nồng đậm lập tức tuôn ra dữ dội, một cỗ chân khí mênh mông đột nhiên tản ra và bốc lên ngay bên trái của Lục Lâm Thiên, mang theo một cỗ khí tức quỷ dị, ngay lúc này trên lòng bàn tay của Lục Lâm Thiên cũng sinh ra biến hóa thần dị mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Trên lòng bàn tay trái của Lục Lâm Thiên, xuất hiện một đạo năng lượng hình thú thần dị, thú thể này có kích cỡ chừng 1 mét, toàn thân mang theo lân giáp, đen như mực tàu, thân hình giống như rùa, nhưng có hai cái đầu. Nhìn kỹ thì thấy có một con mãng xà xoay quanh phía trên của con rùa, hai con thú dùng chung một thể, quy xà tương giao, vô cùng sống động,
tựa như một sinh vật sống, mang theo một cổ uy áp cực lớn. Khí tức năng lượng mênh mông kia lúc này lại lặng lẽ tản ra. Trong nháy mắt tiếp theo, cái năng lượng thú thể này lại càng rõ ràng hơn, lớn chừng một thước, tuy rằng đen thui, nhưng lại phát ra quang mang cực kỳ chói mắt. Nó trông như một khối ngọc thạch màu đen, sặc sỡ chói mắt, bên trong lại ẩn chứa năng lượng vô cùng cường hãn, cũng khiến cho kẻ khác sợ hãi không thôi, khí tức quanh thân cũng khiến cho lòng người e sợ. Xung quanh của năng lượng thú thể này, ngay cả không gian cũng xuất hiện vặn vẹo, từng vòng gợn song cũng trực tiếp tỏa ra bốn phía. Đây là vũ khí gì vậy? Mắt thấy trong lòng bàn tay của Lục Lâm Thiên đều có thêm một năng lượng thú thể khủng bố như vậy, đám người Lộc Sơn lão nhân, Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc, Trương Khiếu và Lữ Tiểu Linh đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này bốn phía của quảng trường, đã sớm có vài ngàn đệ tử Quỷ Vũ Tông tề tụ về, nhìn thấy màn này, cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong trường có Tiểu Long và vị cường giả thần bí kia đại chiến, bọn họ không dám tiến vào, cả đám đứng nhìn mà tim đập thình thịch. Không ít kẻ bị dọa cho sợ đến nhũn cả chân. Lúc này nhìn vào hai năng lượng thú thể trên tay của mình, sắc mặt của Lục Lâm Thiên lại càng thêm ngưng trọng, cũng không có chút do dự nào, ngay lúc tất cả mọi người vẫn chưa hết kinh ngạc, Lục Lâm Thiên giơ hai năng lượng thú trên tay lên rồi bắt đầu dung hợp chúng lại với nhau. Hai con năng lượng thú thể to chừng một thước đều ngập tràn thú uy tương tự nhau, không gian gợn sóng quang người bắt đầu tản ra bốn phía, lúc bắt đầu dung hợp. Hai cỗ không gian gợn sóng kia nháy mắt liền giống hệt như hai cơn hồng thủy, trong nháy mắt khi chúng va vào nhau, gợn sóng lại càng dữ dội hơn rồi bốc thẳng lên một cách cuồng bạo. Trong nháy mắt này, sắc mặt của Lục Lâm Thiên lại càng thêm tái nhợt, toàn thân cũng run lên, tựa như hành động này đã khiến hắn có chút không chống đỡ nổi. Bất quá đúng vào lúc này, quang mang của hai con năng lượng thú thể này đã bắt đầu tiếp xúc với nhau. Quang mang màu mực chói mắt cùng hào quang bảy màu thần dị bắt đầu dần dần đè lên nhau. Một tiếng động trầm đục truyền ra, hai cổ hào quang va vào nhau, sau đó lại phát ra ánh sáng cực mạnh càng thêm chói mắt, cả không gian cũng đột nhiên run lên, cùng lúc đó, ngay lúc quang mang kia tỏa ra mạnh mẽ, một cỗ khí tức quỷ dị khác lập tức lan ra khắp nơi. Cỗ khí tức này khiến cho tất cả mọi người cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Xung quanh luồng sáng kia, ngay cả hư không đều bắt đầu trở nên vặn vẹo. Trưởng môn đang làm gì vậy? Bên dưới Quỷ Vũ Tông, mọi người lập tức cảm thấy vô cùng khó hiểu, cỗ khí tức nguy hiểm này, cũng làm cho đám người huynh đệ Hoa gia. Cứng lưỡi, mơ hồ nhận ra, trưởng môn hẳn là đang chuẩn bị một loại vũ khí vô cùng cường hãn. Khống chế cho hai loại ấn quyết này dung hợp, chân khí trong người Lục Lâm Thiên cũng rút sạch một cách nhanh chóng như nước thủy triều, tất cả đều bị hai đạo ấn quyết này thôn phệ cạn sạch. Chỉ có Lục Lâm Thiên là biết rõ tình trạng của bản thân lúc này nhất, dung hợp hai loại ấn quyết, lượng chân khí cần phải tiêu hao thậm chí còn vượt xa Liệt Không Cửu Kích rất nhiều, chúng quả thực không khác gì một cái động không đáy, hiện giờ bên trong đan điền khí hải của hắn, vũ đan đang xoay tròn cực nhanh để phóng thích cổ chân khí cuồng bạo mà mênh mông. Lục Lâm Thiên muốn thi triển chính là Chu Tước Quyết và Huyền Vũ Quyết, nếu chỉ một mình Chu Tước Quyết hay Huyền Vũ Quyết thì Lục Lâm Thiên biết rõ chúng căn bản không cách nào chống lại Thôi Mệnh Phán Quan được. Một mình Chu Tước Quyết hay Huyền Vũ Quyết cũng chỉ tương đương với trình độ của hoàng cấp cao giai mà thôi, nhưng nếu dung hợp Chu Tước Quyết và Huyền Vũ Quyết lại với nhau, trình độ có thể đạt tới mức tương đương với vũ khí huyền cấp cao giai, ngay cả Liệt Không Cửu Kích cũng chỉ ở mức huyền cấp trung giai, nếu như dung hợp Huyền Vũ Quyết và Chu Tước Quyết với nhau, uy lực tuyệt đối sẽ vô cùng cường hãn. Lần này khống chế hai đạo ấn quyết dung hợp, một cỗ khí tức khủng bố khiến kẻ khác run sợ lập tức phóng thẳng lên trời. Đồng thời trong lòng của Lục Lâm Thiên cũng vô cùng khó chịu, dung hợp hai đạo ấn quyết nào phải chuyện dễ dàng như vậy, hai cổ năng lượng bài xích lẫn nhau, giống như hai thỏi nam châm cùng cực đẩy nhau vậy, cỗ lực đẩy này, khiến cho Lục Lâm Thiên dù ra sức khống chế cỡ nào đi nữa, chúng cũng không thể hòa vào làm một được, còn lực phản chấn do hai cỗ năng lượng ấy bài xích nhau mà Lục Lâm Thiên phải gánh chịu thì không thể nghi ngờ là đã đánh thẳng vào trong cơ. Thể của hắn, loại đau đớn này, người bình thường tuyệt đối không thể chịu nổi. Nhất định phải dung hợp cho bằng được. Lục Lâm Thiên cắn răng thầm nghĩ, chân khí trong người mạnh mẽ đánh tới, tựa như có vô số dã thú lao nhanh trong cơ thể, tâm thần ngược lại càng trở nên an tĩnh, thời gian tu luyện Huyền Vũ Quyết và Chu Tước Quyết cũng không ngắn, đối với hai cỗ ấn quyết này, Lục Lâm Thiên cũng đã tìm được một vài quy luật. Cỗ lực bài xích cự đại kia vẫn không biến mất, theo Lục Lâm Thiên cố gắng khống chế dung hợp lần nữa, chúng lại bài xích mạnh mẽ hơn, Lục Lâm Thiên đau đớn nghiến chặt răng. Trán cũng ứa mồ hôi lạnh to như hạt đậu,
hai cỗ lực bài xích khổng lồ tác động lên người mình, ngũ tạng trong cơ thể đều như bị nghiền nát vậy, nếu không phải thân thể rất cường hãn, Lục Lâm Thiên dám chắc bản thân tuyệt đối không thể kiên trì nổi. Lúc này, cảnh Lục Lâm Thiên khống chế hai đạo thú thể dung hợp cũng rơi vào trong mắt đám người bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo năng lượng chói mắt kia tách ra, mỗi lần hơi xích lại gần nhau đều sẽ bắn ngược ra, mỗi lần chạm vào đều khiến cho không gian chấn động một hồi. Ta không tin. Lục Lâm Thiên nghĩ thầm trong lòng, tiếp tục khống chế hai đạo ấn quyết dung hợp, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra, khóe miệng rịn cả máu tươi nhưng Lục Lâm Thiên vẫn cố gắng chống đỡ. Dưới sự cố gắng dung hợp của Lục Lâm Thiên, hai đạo ấn quyết lại chạm vào nhau lần nữa, cùng với cái đó, sắc mặt của Lục Lâm Thiên cũng càng thêm trắng bệch, Lục Lâm Thiên đột nhiên cắn răng hừ khẽ, chân khí còn thừa lại trong cơ thể đồng loạt đánh ra một cách mạnh mẽ, ngay lúc hai đạo năng lượng thú thể vừa chạm vào nhau, có dấu hiệu chuẩn bị bắn ngược lần nữa thì cỗ chân khí này của Lục Lâm Thiên lại mạnh mẽ đánh xuống một cái, cưỡng chế khiến cho hai đạo năng lượng thú thể này hung hăng va vào nhau. Bùm! Không gian lại rung chuyển lần nữa, một kích của Lục Lâm Thiên thật đúng là đã khiến cho hai đạo ấn quyết mạnh mẽ va vào nhau một cái, tiếp theo, trong không gian, khí tức lại biến đổi thêm lần nữa. Lúc này, hai đạo năng lượng thú thể đã hoàn toàn đè lên nhau, đoàn quang hoàn lập tức khuếch trương ra hơn hai thước, ở bên trong quang đoàn, thú thể của Thất Thải Phượng Hoàng và Mặc Hắc Quy Xà cũng bắt đầu quyện lại với nhau, mơ hồ lộ ra vẻ không vui, không gian rung động. Trên không trung đột nhiên truyền tới một cỗ năng lượng khủng bố lan ra bốn phía, một cỗ năng lượng quỷ dị bắt đầu hội tụ, bắt đầu từ khi cỗ năng lượng khủng bố kia phát ra thì cả không gian khí lưu liền bắt đầu vặn vẹo. Không sai, vốn chính là năng lượng cuồng bạo do hai đạo thú ảnh tạo thành, lúc này đột nhiên lại an tĩnh trở lại, năng lượng của hai đạo thú ảnh này dường như không tỏa ra bất kỳ dao động năng lượng nào nữa, nhưng xung quanh của năng lượng thể này, không khó để nhìn ra không gian gợn sóng chung quanh đã trực tiếp bị gạt ra, khe nứt không gian ảo ảo xuất hiện khắp nơi. Khí tức thật đáng sợ. Vũ khí này của trưởng môn là gì vậy, thật là đáng sợ quá. Lúc này, cảm giác được khí tức và cổ năng lượng đáng sợ trước người của Lục Lâm Thiên, đám người Lộc Sơn Lão Nhân và Hoa Mãn Ngọc cũng cảm thấy kinh hãi không thôi. Cảm giác được Chu Tước Quyết và Huyền Vũ Quyết trong tay đã dung hợp với nhau, Lục Lâm Thiên hơi nhếch mép mỉm cười. Lực lượng ẩn chứa bên trong nó, chỉ có Lục Lâm Thiên là hiểu rõ nhất, một khi phóng thích cỗ năng lượng khủng bố này, uy lực sẽ khủng bố hơn khi mình thi triển liệt không cửu kích rất nhiều. Đây chính là vũ kỹ đương đương với huyền cấp hậu kỳ, uy lực cỡ này, Lục Lâm Thiên cảm giác được, nếu lúc trước dùng đòn dung hợp huyền vũ quyết và chu tước quyết này để đối phó với tứ trọng vũ xuất của Côn Sơn Môn thì chỉ cần một chiêu cũng đủ để nện cho hắn tan nát. Dầm! Trên không trung phát ra một tiếng nổ tung. Thanh âm nổ vang khiến kẻ khác cảm thấy đinh tai nhức óc. Bản thể khổng lồ của Tiểu Long bị hất văng ra, đập mạnh lên một ngọn núi nhỏ, khiến cho ngọn núi rung chuyển, cự thách vỡ nát, đá vụn văng ra. Tê tê! Bản thể của Tiểu Long lúc này mới xoay người một cái, lắc rơi hết đám đất đá vụn vươn vãi trên vảy của mình, sau đó ngẩng đầu đứng thẳng lên lần nữa. Loại công kích cường hãn tới mức này, khiến cho bụng của Tiểu Long cảm thấy vô cùng đau đớn. Nhưng có vẻ như không bị tổn thương gì nghiêm trọng cả, lực phòng ngự cường hãn của nó đã sớm khiến cho Thôi Mệnh Phán Quan cảm thấy vô cùng kinh hãi. Nếu là bình thường, thì Thôi Mệnh Phán Quan có lẽ còn có thể không chút bận tâm, nhưng lúc này hắn đang là linh hồn thể, mỗi lần tấn công, linh hồn lực đã tiêu hao sẽ không cách nào khôi phục được, mà yêu thú thần dị thì căn bản sẽ không bị thương dễ dàng, trải qua biết bao lần công kích, đối phương vậy mà gần như chẳng hề hấn gì. Hừ! Lão gia hỏa nhà ngươi, tưởng ta dễ bắt nạt lắm chắc. Cơn đau kịch liệt trên người khiến cho Tiểu Long nổi giận, lúc này nó rít lên một tiếng, lân phiến khắp người trực tiếp dựng đứng hết cả lên, đồng thời cũng ngập tràn kim sắc hỏa diễm, khí tức toàn thân cũng lập tức biến đổi, một cỗ khí tức quỷ dị bắt đầu tản ra. Ngao! Một tiếng rồng ngâm vang lên, nháy mắt tiếp theo, giữa mi tâm của Tiểu Long, đột nhiên xuất hiện một con mắt thứ ba. Một cỗ quang mang chói mắt tỏa ra dữ dội tựa như ánh mặt trời ban trưa. Vù vù. Cả không gian đột nhiên biến hóa, theo sự xuất hiện của vầng hào quang đó, trên không trung, tất cả ánh sáng đều trở nên ảm đạm ngay lập tức, còn quang mang mà Tiểu Long phát ra thì lại ngày càng chói lóa, tựa như toàn bộ ánh sáng ở nơi này đều bị Tiểu Long thôn vệ sạch sẽ vậy. Ngoài ra, còn có một cỗ lực lượng len lỏi khắp trốn, tựa như linh hồn lực đang tràn ngập không trung. Đây là công kích thiên phú gì vậy? Nó rốt cuộc là yêu thú hay linh thú? Lúc này đây,
sắc mặt của Thôi Mệnh phán quan đã trở nên tái mét, ngay vào lúc cảm giác được cổ khí tức quỷ dị này, trên không trung, trong nháy mắt đã bị quang mang quỷ dị này bao phủ, toàn thân lập tức trở nên run rẩy, lực công kích vô cùng quỷ dị này dường như chuyên dùng để đối phó với linh hồn lực, hắn chính là linh hồn thể, không thể nghi ngờ là trực tiếp bị khắc chế ngay tại chỗ. Trong số yêu thú, có thể thi triển lực công kích tinh hồn lực thì chỉ có linh thú mới có thể làm được, chỉ riêng lực công kích cường hãn mà quỷ dị ban nãy cùng với lực phòng ngự khủng bố cỡ kia, tuyệt đối không chỉ là linh thú, điều này càng khiến cho Thôi Mệnh phán quan thêm cảm thấy khó tin. Cũng vào lúc này, ấn quyết hai tay của Thôi Mệnh phán quan cũng biến hóa, sương mù cuồn cuộn, một cỗ sương mù trực tiếp hội tụ lại quanh thân của hắn, sau đó nhanh chóng ngưng tụ lại, cuối cùng biến thành một quả quang cầu bằng sương mù cực lớn, bao trùm linh hồn thể to lớn hơn trăm thước của hắn vào bên trong. Màn sương mù dày đặc khiến cho kẻ khác cảm thấy bất an, từng đợt sóng cuộn nổi lên, bất quá lúc này linh hồn thể của Thôi Mệnh phán quan mặc dù đã nhanh chóng lẩn trốn vào trong đám sương, nhưng hào quang chói mắt quỷ dị từ con mắt thứ ba của Tiểu Long chiếu xuống, sương mù lại biến mất một cách nhanh chóng, tầng ngoài cùng của sương mù cũng đã bị bao trùm bởi tầng ánh sáng quỷ dị nọ. Toàn bộ quá trình diễn ra cực nhanh, quả cầu bằng sương mù kia bị quang mang quỷ dị của Tiểu Long chiếu xuống chỉ nháy mắt đã hóa thành sương mờ rồi tan biến, nhưng đồng thời, có vẻ như Tiểu Long cũng không thể kiên trì tiếp được nữa, phía trên con mắt thứ ba kia, hào quang đã dần trở nên ảm đạm. Đáng chết, đúng là một con yêu thú kỳ lạ, nếu thực lực của nó mạnh hơn chút nữa, ta đây đúng là sẽ lật thuyền trong mương thật rồi. Chính vào lúc này, thân ảnh của Thôi Mệnh phán quan lại xuất hiện trên không thêm lần nữa. Còn phát ra một tràng cười quái dị, đồng thời cũng tung ra một trường ấn cực lớn, không gian rung lên, có vẻ như vừa Tiểu Long đã triệt để chọc giận tên Thôi Mệnh phán quan này rồi. Lão đại, đệ không xong rồi, giao cả lại cho huynh đấy, vừa rồi đệ cũng khiến hắn tiêu hao không ít rồi. Tiểu Long cảm giác được lão đại đã ngưng tụ đủ lực công kích rồi, lập tức lùi lại ngay, vừa nãy dường như đã tiêu hao quá nhiều vào mấy đòn tấn công, kim sắc hỏa diễm trên người cũng bắt đầu mờ dần đi rồi. Cứ giao cho ta đi. Lục Lâm Thiên nói nhỏ, thân thể nhoáng cái đã lướt lên, nhìn vào Thôi Mệnh phán quan một cách hờ hững, lạnh lùng cất tiếng. Thôi Mệnh phán quan, ta sẽ lấy ngươi để thử uy lực của chiêu này. Lời vừa dứt, Lục Lâm Thiên liền đẩy hai tay ra, thể dung hợp của lưỡng quyết Huyền Vũ quyết và Chu Tước quyết nháy mắt đã bắn ra, một cỗ năng lượng cường hãn tới mức khủng bố, đột nhiên nổ tung giữa không trung vô cùng dữ dội. Chu Tước Huyền Vũ quyết. Một tiếng quát trầm thấp vang vọng không gian, Lục Lâm Thiên đẩy năng lượng thú thể đã dung hợp trong tay ra, trong nháy mắt khi cỗ năng lượng thú thể kia vừa đánh ra, không gian trở nên run rẩy một hồi, không gian xung quanh chỗ Lục Lâm Thiên đứng thì ngay cả không gian gợn sóng cũng hệt như sóng to gợn mặt hồ vậy. Két! Ô ô! Ba tiếng thú hống vọng thẳng lên trời cao, lúc cỗ năng lượng thú thể lớn chừng hai thước này được đánh ra liền đón gió mà khuếch đại, nháy mắt tiếp theo, hào quang liền tỏa ra cực mạnh. Hai con thú thể to chừng một thước lập tức thoát khỏi quang quyển, vừa một giây trước Thất Thải Phượng Hoàng còn là năng lượng thể chỉ to chừng lòng bàn tay, nháy mắt đã có thể tích lớn hơn 1000 thước, ngọn lửa quanh thân gào thét phun ra, khí tức cuồng bạo xông thẳng lên trời, mang theo hỏa diễm ngập trời nháy mắt đã bao phủ không gian. Không khí bị đốt cháy hừng hực, mà hình dạng của quy xà thú lúc này cũng đã khuếch đại tương đương với Thất Thải Phượng Hoàng chỉ trong nháy mắt, toàn thân đen bóng, đen tới mức khiến cho lòng người sợ hãi. Quy xà tương giao, hai cái đầu rít gào vô cùng dữ tợn, mang theo cỗ uy áp cực lớn, năng lượng khí tức mênh mông và khủng bố vô cùng, đồng thời quanh thân của nó ẩn ẩn còn dâng lên một mảnh năng lượng sóng nước. Lúc này hai con yêu thú khủng bố đang ở trên không, nhìn qua hệt như rồng bay phượng múa, cúi người ngẩng đầu, trông chẳng khác gì ngọa hổ tàng long, nhìn vào cỗ năng lượng khủng bố cỡ này, khiến cho sắc mặt của tất cả mọi người đều đại biến, Thôi Mệnh phán quan lúc này cũng cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Kinh ngạc mà thất thanh hô to. Trình độ vũ tướng, sao có thể thúc dục ra vũ khí khủng bố nhường này, đây là vũ khí huyền cấp cao giai sao? Tốc độ cực nhanh, chỉ nháy mắt thôi hai đạo năng lượng thú thể này đã dây dưa hòa vào nhau, khựng lại một chút, mang theo một cỗ uy áp mãnh liệt khác thường cùng với năng lượng ba động, trực tiếp đánh thẳng lên trường ấn mà Thôi Mệnh phán quan đánh về phía Tiểu Long. Ầm ầm. Hiển nhiên cả hai đạo lực lượng công kích đều ẩn chứa sức mạnh cường hãn vô cùng. Vừa va vào nhau giữa không trung, lập tức tạo thành tiếng nổ tung tựa tiếng sấm rền vang vọng khắp trốn, tựa như một tràn tiếng sấm hung hãn nối nhau vậy, khiến cho đám người đứng bên dưới cảm thấy hai tai ong lên,
đầu cũng váng vất, kẻ nào thực lực thấp một chút thì đã ngã lăn ra ngất xỉu. Nơi hai đạo công kích này va vào nhau bắn ra một cổ hào quang chói lóa, một cỗ năng lượng ba động lập tức khuếch tán ra hệt như thực chất, không gian chung quanh dưới sự nổ tung của luồng năng lượng khủng bố dường ấy cũng bắt đầu vặn vẹo biến dạng. Chu Tước Huyền Vũ Quyết, nổ cho ta. Ở cách đó một quãng, Lục Lâm Thiên siết chặt năm ngón tay, quát khẽ một tiếng. Ầm ầm. Trên không trung lại nổ tung thêm lần nữa, ở những nơi mắt thường có thể nhìn thấy, ngọn lửa phượng hoàng kia lập tức nổ tung, hóa thành biển lửa dập trời, còn thú thể của quy xà thú nổ tung lại trực tiếp hóa thành sóng nước ngập trời, cuồn cuộn giữa không trung tựa như biển gầm. Ngọn lửa phun trào, sương mù cuồn cuộn, sóng nước đáng sợ dây dưa, trên không trung lập tức trở nên hỗn loạn, cho nên có thể thấy được, công kích của hai người này đáng sợ tới mức nào. Không gian vặn vẹo. Lục Lâm Thiên và linh hồn thể của Thôi Mệnh Phán Quan cũng bị vây ở bên trong, năng lượng khủng bố đối bính, đám người Lộc Sơn Lão Nhân, Hoa Mãn Lâu và vài tên vũ tướng trong vũ đường cùng với tất cả đệ tử của Quỷ Vũ Tông có mặt ở đây đều há hốc miệng ra nhìn, không khỏi hít sâu một hơi. Đới Cương Tử trọng thương nằm trên mặt đất thì vô cùng hoảng sợ. Hỏa diễm, sóng nước, sương mù, năng lượng ba động khủng bố tràn ngập khắp không trung, rốt cuộc cũng bắt đầu hóa thành năng lượng tiêu tán. Còn không gian bị bẻ cong cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Vào lúc này đây, trong tầm mắt của tất cả mọi người, hai đạo kình khí cuồng bạo kia cũng đồng thời rơi lên người của Thôi Mệnh Phán Quan và Lục Lâm Thiên, thân thể của Lục Lâm Thiên trực tiếp bị đánh bay, thanh linh khôi giáp trên người lập tức trở nên ảm đạm vô quang, trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi. Suy suy, linh hồn thể của Thôi Mệnh Phán Quan thì hình thể thu nhỏ với tốc độ cực nhanh, lại hóa thành cỡ một đứa nhỏ như cũ. Thân hình vốn là hư ảo, lúc này càng trở nên hư vô mờ ảo, dường như chỉ có thể miễn cưỡng để duy trì hình người mà thôi. Khắc khắc, tiểu tử nhà ngươi mạnh lắm, thực lực vũ tướng cư nhiên lại có thể cường hãn như vậy, có thể sánh được với vũ xuất ngũ trọng, vũ giả ngũ hệ, thân thể cũng vô cùng cường hãn, nếu như ngươi cường thịnh hơn một chút, chắc là ta đã bị ngươi đánh cho trọng thương rồi, đánh tiếc là ngươi vẫn còn kém một chút. Vì ngươi mà khiến cho linh hồn của ta bị hao tổn. Không cách nào đoạt xác của vũ xuất bát trọng nữa, đã vậy thì đoạt xác của ngươi cũng được, đây cũng là cơ duyên của Thôi Mệnh Phán Quan ta, đoạt xác của vũ giả toàn hệ, có lẽ ta sẽ đạt được nhiều lợi ích hơn nữa, ha ha ha. Vừa dứt chàng cười lạnh âm lệ, linh hồn thể của Thôi Mệnh Phán Quan đã lướt tới trước người Lục Lâm Thiên nhanh như chớp. Lục Lâm Thiên lúc này vừa bị đánh bay ra, thân thể cũng không ổn định, sắc mặt lập tức đại biến. Đoạt xá. Thanh âm lạnh lùng thoát ra khỏi miệng của Thôi Mệnh Phán Quan, linh hồn thể của Thôi Mệnh Phán Quan lập tức hóa thành một đạo hào quang chói mắt, lấy khí thế nhanh như chớp khiến kẻ khác không kịp chuẩn bị mà chui vào trong mi tâm của Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên căn bản không cách nào ngăn cản được, tiêu hao gần như không còn gì, lại thêm vừa nãy bị kình khí sinh ra đả thương nghiêm trọng. Không xong. Vào lúc Lục Lâm Thiên thầm kêu một tiếng không ổn thì đã muộn rồi, linh hồn thể kia đã chui vào trong mi tâm của hắn. Lập tức xông thẳng vào não hải, khiến cho đầu óc của hắn truyền tới một trận đau đớn kịch liệt. Trưởng môn, Lục Lâm Thiên, đám người Lộc Sơn Lão Nhân, Hoa Mãn Lâu, Trương Khiếu và Lữ Tiểu Linh đều biến sắc, kinh hoàng hô lên một tiếng, cũng không cách nào kịp ra tay ngăn cản. Lúc này, tất cả mọi người không chú ý tới chữ vật giới chỉ mà Lục Lâm Thiên đã che giấu lại tự động xuất hiện, một đạo huỳnh quang trực tiếp xuất hiện trên tay hắn. Theo linh hồn thể của Thôi Mệnh Phán Quan tiến vào trong mi tâm, nháy mắt thân thể của Lục Lâm Thiên đã run lên một cái rồi lơ lửng trên không trung. Bên trong não hải của Lục Lâm Thiên, lúc này Thôi Mệnh Phán Quan trực tiếp vọt thẳng một đường vào tận sâu bên trong của não hải như vào chốn không người, dẫu tư duy của Lục Lâm Thiên vẫn còn minh mẫn đi nữa, thì cũng không cách nào ngăn cản việc này diễn ra. Mà ở biên giới não hải, Lục Lâm Thiên lúc này mới hoãn thần lại, trong cơn đau đớn kịch liệt. Vẫn cố gắng triệu tập linh lực bàng bạc trong không gian não hải lại để ngăn cản. Linh hồn lực của Thôi Mệnh Phán Quan lướt vào một cách trực tiếp và dữ dội, đang tại lúc hắn cảm thấy vô cùng cao hứng, đột nhiên trong đầu Lục Lâm Thiên vang lên một đạo thanh âm có vẻ hơi bối rối. Linh lực, người sao lại là linh giả, linh vũ song tu, người cư nhiên là linh vũ song tu giả. Vù vù, lúc này Lục Lâm Thiên đang điều động linh lực để ngăn hắn lại. Nếu để tên Thôi Mệnh Phán Quan này chạm tới linh hồn của mình thì mình sẽ thảm rồi, nếu như mình mà bị đoạt xác thì chết là cái chắc. Linh lực cuồn cuộn, lúc này đây tất cả linh lực trong não hải của hắn đều hóa thành một cỗ lốc xoáy,
nháy mắt liền tấn công về phía linh hồn thể của Thôi Mệnh Phán Quan. Linh Vũ song tu, ta tìm được rồi, ông trời quả nhiên không bạc đãi ta, đoạt được xác của ngươi thì ta cũng sẽ trở thành Linh Vũ song tu rồi, khặc khặc. Cơn khiếp sợ vừa qua thì Thôi Mệnh Phán Quan lập tức cảm thấy cuồng hỉ, một cỗ sương mù lập tức cuồn cuộn ùa ra trong não hải của Lục Lâm Thiên, năng lượng bàng bạc rung động, khiến cho não hải của Lục Lâm Thiên trở nên đau đớn vô cùng. Tiểu tử, người mới chỉ là linh tướng mà thôi, không thể nào ngăn cản ta được đâu, người hãy ngoan ngoãn giao thân thể ra đây đi. Thôi Mệnh Phán Quan hừ lạnh một tiếng rồi nói, lúc này sương sám cuồn cuộn, cũng mang theo lực đạo bàng bạc đánh mạnh tới. Linh lực cũng đánh tới, hai bên lập tức va vào nhau, trong không gian não hải của hắn liền truyền tới một tiếng nổ trầm đục. Ầm, cự lực cuồn cuộn, cùng với vòi rồng do linh lực ngưng tụ thành trực tiếp vỡ tan, tu vi linh tướng bát trọng, dẫu cho Lục Lâm Thiên có cường hãn hơn đám linh giả đồng cấp đi nữa, nhưng chủ yếu là mạnh ở chỗ linh hồn lực mà thôi, về phần linh lực thì căn bản không mạnh hơn được bao nhiêu, nếu chỉ đơn thuần là so bì về linh lực thì hiện tại có thể chống lại linh tướng cửu trọng đã là không tệ rồi. Cho nên, Lục Lâm Thiên lúc này căn bản không thể nào chống lại Thôi Mệnh Phán Quan được, Thôi Mệnh Phán Quan đúng là đã tiêu hao khá nhiều, nhưng lúc này hắn lại dồn lực thúc dục linh hồn, thực lực tuyệt đối là vẫn cao hơn tứ trọng và ngũ trọng vũ xuất. Phụt, thân hình lơ lửng giữa không trung, trong miệng của Lục Lâm Thiên đột nhiên phun ra thêm một ngụm máu tươi, linh lực bị đả thương nặng nề, trong não hải của hắn lập tức truyền tới từng trận đau đớn kịch liệt. Khắc khắc, ngươi không thể ngăn ta lại được đâu. Thôi Mệnh Phán Quan cười một cách âm lệ, linh lực bị đánh tan, hắn lập tức lao thẳng tới vị trí của hồn đan nằm sâu trong não hải của Lục Lâm Thiên. Hỏng rồi. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng không còn rảnh để quan tâm tới thương thế của mình nữa, hồn đan trong não hải xoay tròn với tốc độ cực nhanh, linh hồn lực phía trên hồn đan đột nhiên tuôn trào dữ dội, bất kể thế nào đi nữa, mình tuyệt đối không thể để cho Thôi Mệnh Phán Quan đoạt xác được. Linh hồn ngưng vật. Một giây sau, linh hồn lực đan tuôn trào dữ dội phía trên hồn đan đột nhiên lại ngưng tụ thành một con hổ màu trắng khổng lồ, một cỗ linh hồn uy áp bắt đầu tàn ra trong vô hình. Giống. Linh hồn cự hổ nhìn qua rất sống động, cái miệng to lớn dữ tợn há ra gầm lên một tiếng, lợi chảo bén nhọn xé rách không gian, mở ra một mảnh quang mang lóa mắt, trong nháy mắt đã mang theo lôi đình chi lực mà trực tiếp lao về phía Thôi Mệnh Phán Quan nhanh như chớp. Linh hồn lực thật mạnh, tiểu tử, ngươi đúng là có nhiều chỗ dựa mà. Đáng tiếc ngươi lại gặp phải ta. Nhìn thấy cự hổ do linh hồn ngưng vật của Lục Lâm Thiên tạo thành, Thôi Mệnh Phán Quan lại kinh ngạc thêm lần nữa, linh hồn lực cường hãn cỡ ấy, tuyệt đối không phải thứ mà linh tướng bình thường có thể sở hữu. Phá cho ta. Thôi Mệnh Phán Quan vừa nói dứt lời, thân hình to cỡ một đứa nhỏ lại khuếch đại lần nữa, trực tiếp hóa thành một cự nhân bằng linh hồn, trực tiếp đánh ra một đạo quyền ấn phá không lao tới. Ầm ầm. Linh hồn cự hổ trực tiếp đánh bay, thân hình to lớn giật lùi lại, hóa thành linh hồn lực hư ảo lần nữa, lúc này thì não hải của Lục Lâm Thiên lại càng thêm đau đớn kịch liệt hơn nữa, cơ thể thực bên ngoài cũng phun ra thật nhiều máu tươi. Trưởng môn bị Thôi Mệnh Phán Quan đoạt xá, phải làm sao bây giờ? Trên quảng trường lúc này, đám người Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc và Lữ Tiểu Linh đều đi tới bên dưới cơ thể của Lục Lâm Thiên. Chúng ta mau giúp trưởng môn. Không thể để trường môn bị tên Thôi Mệnh Phán Quan kia đoạt xác được. Hoa Mãn Lâu lớn tiếng nói. Mọi người không được làm bậy, linh hồn của Thôi Mệnh Phán Quan vẫn chưa đoạt xá thành công, các ngươi mà nhúng tay vào lộn xộn thì có thể sẽ gây thêm chuyện mất. Lại nói, các ngươi định giúp kiểu gì hả, đều đứng yên cho ta, mau hộ pháp cho hắn. Lữ Tiểu Linh quát khẽ, thời khắc nguy cấp thế này, cô lại là người đầu tiên bình tĩnh lại, trên người Lữ Tiểu Linh vô tình lại toát ra một cỗ khí thế. Thân là đại tiểu thư của Linh Thiên Môn, khí thế của cô lúc này thật khiến cho người ta vô thức nghe theo. Cảm giác được khí thế của Lữ Tiểu Linh, ngay cả đám người Lộc Sơn Lão Nhân và Hoa Mãn Lâu cũng cảm thấy sững sờ, hiển nhiên là cũng bị trấn trụ. Lữ tiểu thư, ngươi là linh giả, hãy mau mau nghĩ cách đi, phải làm sao mới có thể giúp được trưởng môn đây, nếu để yên cho Thôi Mệnh Phán Quan đoạt xá trưởng môn thì e là lãnh ít giữ nhiều mất. Lộc Sơn Lão Nhân sững sờ một hồi liền bình tĩnh lại ngay lập tức, linh hồn đoạt xá, tuy lão không xa lạ gì với cái này, nhưng cũng không quá mức quen thuộc, lấy trình độ thực lực của ông thì không đủ để tiếp xúc với phương diện này được. Người ngoài căn bản không có cách nào hỗ trợ cho hắn được, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính bản thân hắn, trừ phi chúng ta có thể tách linh hồn ra khỏi cơ thể như Linh Vương và Vũ Vương để đi vào giúp hắn,
bằng không thì hết cách. Lữ Tiểu Linh nói, thân là linh giả, còn là linh giả hậu thai vô cùng cường ngạnh, đối với những phương diện này, kiến thức của nàng cũng rộng hơn so với người bình thường. Lữ Tiểu Thư, vậy bây giờ phải làm sao, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn trưởng môn bị đoạt xác được. Hoa Mãn Ngọc nói, chúng ta không còn cách nào khác nữa, cũng không phải đã mất hết hy vọng, cứ đứng chờ thêm chút nữa xem sao. Lữ Tiểu Linh cắn răng nói, trong lòng nàng cũng biết rõ, Lục Lâm Thiên chính là linh vũ song tu, chỉ là không biết trình độ linh giả của hắn đã tới mức nào mà thôi, nếu đủ mạnh, thì thôi mệnh phán quan muốn thôn phệ hắn cũng không dễ dàng gì, nếu như có cách, thì cô đã sớm ra tay giúp đỡ rồi, hiện tại cô cũng chỉ có thể khoanh tay ngồi nhìn mà thôi. Ta tin tưởng lão đại sẽ không dễ dàng bị đoạt xá như vậy đâu. Tiểu Long đã thu hồi thân hình trở lại như cũ và trèo lên vai của Lữ Tiểu Linh, trong mắt của Tiểu Long cũng toàn vẻ lo lắng không thôi. Mọi người thúc thủ vô sách, không khí chung quanh lập tức trở nên nặng nề, sắc mặt của Đới Trường An lúc này cũng vô cùng nghiêm trọng, hắn cũng không hoàn toàn là vì lo cho sống chết của Lục Lâm Thiên, hắn chỉ lo là vạn nhất Lục Lâm Thiên thất bại thì hắn sẽ tiêu đời ngay, bản thân sẽ lại sống những ngày như chó không nhà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.